Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 7. Một lúc sau hai cái chân giò muối đã được bưng lên, Tần Lâm chẳng ăn mấy, chỉ có Tô Văn Kỳ vừa ăn vừa khen ngon. Những người khác đều há hốc mồm, họ đã từng nhìn thấy người ăn khỏe, nhưng mỹ nữ ăn khỏe thì thực sự rất hiếm gặp. Dáng người Tô Văn Kỳ mảnh khảnh, chắc chỉ tầm 45 cân. Cái chân giò ăn một phát hết sạch, thực sự khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tần Lâm cảm thấy hơi khoa trương, xem ra thực sự không phải Tô Văn Kỳ nói phét, sinh ra để ăn là có thật, lượng thức ăn thực sự nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa Tô Văn Kỳ xinh đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi, lúc ăn cơm lại càng đặc biệt hơn. Ninh Cường đột nhiên cười mỉa mai, tôi nói này người anh em Tần, có phải anh thường xuyên không mời bạn gái đi ăn cơm đúng không? Sao chấm SAO lại giống như quỷ chết đói đầu thai vậy? Tống Song Nhi cười khẩy, e rằng chắc đi ăn cũng chỉ ăn ở mấy quán vỉa hè thôi, bình thường rất ít khi ăn mấy đồ kiểu này, Tần Lâm anh cũng kỳ bo thật đấy. Mọi người đều bĩu môi, tên này đúng là may mắn, có một người bạn gái xinh đẹp mà lại để cô ấy đói thành ra thế này, ngày thường đến thịt cũng không được ăn, chịu rồi đấy. Trên thực tế, đúng là Tô Văn Kỳ thấy hơi đói. Để duy trì vóc dáng, ngày thường quản lý nhân viên đều canh chừng cô, uống trà sữa cũng không cho. Vì thế mỗi lần chạy ra ngoài, Tô Văn Kỳ đều ăn uống thỏa thích, không hề giữ kẽ. Nhưng không ngờ rằng, cái tướng ăn của cô lại Tần Lâm bị hiểu lầm, như thể anh ngược đãi cô ấy vậy. Lúc này trong lòng Ninh Cường lại nảy sinh cảm giác hơn người. Ha ha, cô A Tô không cần vội, hôm nay tôi mời, cô ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, ăn thoải mái đi. Ngày thường bạn trai cô tiếc tiền không mua cho cô, hôm nay cô có thể ăn nhiều một chút. Tống Song Nhi cũng ra vẻ kiêu ngạo nói, không sai, con gái phải tìm một người đàn ông có thể dựa dẫm mới được, nếu như ngay vấn đề cơ bản như ăn no cũng không giải quyết được thì còn bàn đến chuyện cuộc sống gì nữa chứ. Mấy người càng nói càng hăng, Tần Lâm không thèm để ý đến họ, chỉ nhìn Tô Văn Kỳ ăn, chẳng nói gì cả. Còn Tô Văn Kỳ thì mắt điếc tai ngơ, chỉ tập trung ăn uống. Bộ dạng của hai người họ khiến Lâm Nguyệt Giao không còn mặt mũi gì nữa. Cô càng cảm thấy hối hận vì hôm nay đã dẫn Tần Lâm đến. Sau khi ăn xong, Ninh Cường nói, hiếm khi mọi người mới có dịp tụ tập, đừng giải tán nhanh thế, chúng ta đi hát karaoke đi. Tớ mời, được, Ninh Thiếu Gia mời, chúng ta chắc chắn phải nể mặt rồi. Mọi người đều đồng loạt đồng ý, nóng lòng muốn được đi. Ninh Cường nhìn Tần Lâm rồi nói, người anh em Tần, hai người đi cùng đi, với mức sống của các người. Chắc ít khi đi vui chơi ở mấy nơi kiểu đó, hôm nay là cơ hội hiếm có đấy. Tống Song Nhi cười khẩy, không sai, mặc dù chúng tôi thường xuyên đi hát karaoke là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với các người lại là cuộc sống xa xỉ, trải nghiệm một lần cũng không hại gì, dù sao cũng không cần phải bỏ tiền. Tần Lâm lắc đầu, chúng tôi không đi. Có điều Tô Văn Kỳ lại nói, đi. Sao lại không đi chứ? Tôi thích hát nhất, Tần Lâm lập tức không biết nói gì nữa. Biểu cảm của đám người Ninh Cường, Tống Song Nhi càng chế giễu hơn. Thất vọng về anh thật đấy người anh em Tần, bạn gái thích hát như thế mà anh cũng không dẫn cô ấy đi một lần, anh xem dáng vẻ thích thú của cô ấy kia. Vì thế mới nói đàn ông phải nỗ lực mới được, nếu tôi nghèo như anh, tôi chắc chắn sẽ miệt mài cố gắng, hoặc là đọc sách, hoặc là vùi đầu vào công việc, cố gắng tiến lên, tuyệt đối sẽ không đắm chìm vào trụy lạc, còn có thời gian để đi ăn chầu ăn trực. Tống Song Nhi cười nói, anh Ninh nói đúng lắm, người nghèo đâu có tự nhiên mà nghèo, kẻ đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận, có người sinh ra đã là, rồng, cho dù hiện tại anh Ninh chưa có gì trong tay, nhưng tương lai nhất định sẽ tự dựa vào nỗ lực của bản thân để thăng quan tiến chức không giống như một số người, không có gia thế lại không biết nỗ lực, suốt ngày chỉ biết ăn với uống, cho đến già thì cũng chỉ như vậy thôi. Ninh Cường cười nói, anh Tần đừng để bụng, chúng tôi chỉ xúc động nói một câu mà thôi. Anh cũng không cần nghĩ nên chơi với chúng tôi hay không đâu, đi thôi. Nói xong, Ninh Cường cùng những người khác mặc đồ lên rồi đi ra ngoài. Tần Lâm có chút không nói nên lời, anh nhìn Tô Văn Kỳ rồi nói. Chúng ta cũng đi cùng à? Tô Văn Kỳ thè lưỡi với vẻ hoạt bát. Đi thôi, đương nhiên phải đi rồi, có người mời mà. Tần Lâm cũng vô cùng bất lực với người phụ nữ này, nếu cô đã muốn thì đành phải đi thôi. Vừa ra khỏi cửa. Đột nhiên nghe thấy một tiếng, suốt, toi rồi. Không biết là ai kêu lên, nhưng sau khi ra đến cửa, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn chằm chằm hai chiếc xe trước mặt.
một chiếc BMW 5 Series mới tinh, là xe của Ninh Cường. Và một chiếc Aston Martin, mẫu xe ý tưởng của Tần Lâm. Lúc nãy Ninh Cường vừa lên xe, Tống Song Nhi liền ngồi ở ghế lái phụ, anh ta có chút kích động nên muốn thể hiện kỹ năng của mình, kết quả lại làm không tốt, còn sượt cả vào chiếc xe của Tần Lâm. Hai người mở cửa bước xuống xe, sắc mặt Ninh Cường tái mét. Giá của chiếc xe này nhìn sơ qua cũng phải tính bằng chục triệu. Tống Song Nhi cũng vô cùng hoảng sợ, mở cửa rồi quan sát tỉ mỉ chiếc xe, đột nhiên sắc mặt càng trở nên khó coi. Aston Martin, xe ý tưởng năm nay. Toi rồi, chúng ta gây ra họa rồi. Người khác không biết nhưng Tống Song Nhi là một người đam mê xe hơi, giá của chiếc này phải hơn 30 triệu tệ. Siêu xe đó, bọn họ sượt một mảng sơn ở phần đầu xe, và ít nhất cũng phải mất 1 triệu 8 cho mảng sơn đó. Sắc mặt Tống Song Nhi tái nhợt, nói, anh Ninh, xe anh có bảo hiểm không? Nếu có bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm có thể chi trả toàn bộ. Sắc mặt Ninh Cường vô cùng khó coi, anh ta lắc đầu, xe của tớ hôm nay mới có giấy phép, ngày mai bảo hiểm mới có hiệu lực. Có hiệu lực vào ngày mai, vậy tai nạn ngày hôm nay công ty bảo hiểm sẽ không thanh toán, có nghĩa là bọn họ phải bỏ tiền túi ra bồi thường 1 triệu tệ. Mảnh sơn này đủ để mua 2 chiếc BMW 5 Series. Bọn họ không thể nào bỏ số tiền đó ra được. Hay là, chúng ta chạy đi, có người lên tiếng. Tống Song Nhi lắc đầu với vẻ mặt khổ tâm, sau đó chỉ vào camera ở trên rồi nói. Chạy được sao? Có camera làm bằng chứng, nếu bỏ chạy thì mọi việc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Người có thể mua được chiếc xe này là loại người mà chúng ta căn bản không thể nào dây vào được. Vậy phải làm sao đây? Tần Lâm bước ra, nhìn thấy cảnh này, anh không khỏi nhíu mày. Mặc dù cảm thấy có hơi tiếc chiếc xe nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hai người, anh cũng không muốn làm khó bọn họ. Bỏ đi, các người cứ việc đi, không cần phải đền. Tống Song Nhi vốn rất ấm ức, nhưng khi nghe Tần Lâm nói vậy, cô ta liền nổi điên lên. Không cần đền, anh nghĩ chúng tôi là ai chứ? Anh cho rằng chúng tôi đều là kẻ thảm bại như anh à, sượt qua xe người ta rồi đòi bỏ chạy. Anh muốn đi thì gì gì? Điều hiếm thấy ở những người giàu giả nghèo ngày nay là họ đương nhiên không thể hiểu được kiểu thú vui tinh quái này của người giàu. Do đó, các quản lý cấp cao của khách sạn cũng sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, đó là sự chuyên nghiệp thật sự, được rèn luyện hàng ngày. Nhưng chiếc xe ở cửa lại trông rất quen. Giám đốc Mã hỏi, cậu có chắc là chiếc xe đó không, là người trẻ tuổi đó lái à? Đúng vậy, vị đại gia đó họ Tần. Giám đốc Mã lại hỏi, anh ta ăn mặc thế nào? Người gác cửa ngây ra một lúc, ăn mặc bình thường, vô cùng giản dị. Giám đốc Mã cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó chợt cau mày. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Chiếc xe này là do sếp Khang đặt ở nước ngoài, hiện tại trong nước chỉ có một chiếc, cậu nói xem, tại sao chiếc xe này lại ở đây chứ? Người gác cửa cũng sững ra một lúc. Giám đốc Mã, ý của anh là, hừm, dám trộm xe của sếp Khang, tên này chết chắc rồi. Chiếc xe này hiếm đến mức giám đốc Mã chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là xe của sếp Khang. Xe của sếp Khang lại được lái bởi một thanh niên ăn mặc bình thường, đây rõ ràng là trò mèo mà. Tên này lại dám ăn trộm xe. Trộm xe thì không nói làm gì, lại còn dám đến đây, không biết là cả bộ phận F&B của tập đoàn Mạnh Thị này đều do chủ quản Khang quản lý sao. Vừa hay lại bắt gặp, giám đốc Mã nhanh chóng lao ra ngoài. Phía sau còn có thêm mấy người bảo vệ và người gác cửa. Đi đến phía trước, giám đốc Mã liền hỏi. Bắt bọn họ lại, mọi người đều sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì để thể hiện trước mặt Tần Lâm, Tống Song Nhi liền ngăn bọn họ lại, nói. Đây là bạn trai tôi, mấy người định làm gì? Ra mặt Tống Song Nhi thật dày, lúc trước coi thường Tần Lâm như vậy, luôn nói mấy lời mỉa mai. Tần Lâm nói, xếp các người họ gì? Giám đốc Mã nói, sếp chúng tôi họ Khang, là chủ quản Khang, tôi e là với thân phận của anh thì chưa được nghe qua đâu nhỉ. Tần Lâm nói, vậy thì đúng rồi, chiếc xe này là ông ấy tặng cho tôi. Hả, anh nói phét gì đấy? Ngay cả sếp của chúng tôi họ gì anh còn không biết thì sao ông ấy tặng xe cho anh được chứ? Anh nằm mơ à, anh có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Có lẽ cả đời anh cũng chưa từng thấy nhiều tiền vậy đâu. Nhìn anh ăn mặc rách dưới như này còn dám tỏ vẻ trước mặt tôi. Nếu thức thời thì hãy nhận tội đi, kẻo sau này tránh gặp rắc rối khi chúng tôi gọi cảnh sát. Giám đốc Mã vừa dứt lời,
bước chân của Tống Song Nhi cũng bắt đầu lùi về sau, vẻ mặt nịnh nọt ban nãy dần trở nên lạnh lùng. Anh ăn trộm xe, anh có biết ăn trộm xe là tội nặng lắm không? Chiếc xe trị giá hàng chục triệu như thế này, anh biết sẽ phải chịu phạt mấy năm không? Giám đốc Mã cười chế nhạo, cô không phải là bạn gái anh ta ư? Tống Song Nhi nhanh chóng nói, tôi không phải, đừng nói nhảm. Sao tôi có thể là bạn gái của loại người này được chứ? Dù có bị mù thì tôi cũng không thể nào nhìn trúng loại người này được, anh mau bắt anh ta lại đi. Lâm Nguyệt Giao cau mày, không thích thì không thích, nhưng nếu hôm nay Tần Lâm xảy ra chuyện gì thì cô cũng khó giải thích. Giám đốc Mã này, anh xem có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm, tang chứng vật chứng đủ cả, còn hiểu lầm gì đây? Nếu biết điều thì đi cùng tôi đến đại sảnh để đợi xếp Khang xử lý, còn không tôi sẽ báo cảnh sát. Tống Song Nhi quát lớn, còn không mau đi. Muốn đợi người ta báo cảnh sát à? Lát nữa tôi sẽ cầu xin xếp Khang, nói không chừng ông ấy có thể tha thứ cho anh đó. Anh muốn chết thì tự đi mà chết, đừng liên lụy đến chúng tôi. Giám đốc Mã dẫn theo một tốp bảo vệ bao vây Tần Lâm lại, sau đó mở đường cho anh đi về hướng đại sảnh khách sạn. Tần Lâm cười lạnh, nếu đã như vậy thì để tôi gọi cho Tổng Giám đốc Khang của các người. Nói xong, Tần Lâm và Tô Văn Kỳ đi đến đại sảnh. Khi mọi người rời đi, các bạn học khác liền nói. Không liên quan đến chúng ta chứ? Chúng ta có thể đi rồi. Những người khác cũng gật đầu, còn tưởng rằng hôm nay sẽ phải đền tiền. Hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Mọi người đều đã rời đi, nhưng Lâm Nguyệt Giao vẫn cau mày, nói. Tốt xấu gì cũng là anh họ tớ, nếu cứ để mặc anh ta ở đây cũng không được. Ninh Cường, cậu có thể giúp tớ nghĩ cách không? Ninh Cường do dự một lúc, nếu như là người khác nhờ thì anh ta cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng đây lại là Lâm Nguyệt Giao. Được thôi, vì nể mặt Lâm Nguyệt Giao nên tớ sẽ nói bố tớ đi xem thử. Ninh Cường bấm số, bố. Bố có quen chủ quản Khang của tập đoàn Mạnh Thị không? Chúng con gặp chút chuyện, có thể giúp con được không? Sau một hồi nói chuyện, Ninh Cường cúp máy. Bố tớ nói rồi, ông sẽ giúp hết sức có thể, dù gì thì chủ quản Khang của tập đoàn Mạnh Thị cũng không phải người thường, chưa chắc lời nói của bố tớ sẽ có tác dụng, nếu như thật sự là trộm xe thì tớ cũng đành chịu. Lâm Nguyệt Giao thở dài, không ngờ rằng Tần Lâm lại gây ra họa như vậy. Cảm ơn cậu đã hết sức giúp đỡ. Thực không ổn chút nào, cô phải gọi bố để giúp đỡ mới được, hiện tại Lâm Vũ đang là quản lý cấp cao, ngang chức với chủ quản Khang, tuy chỉ mới nhậm chức được vài tháng nhưng cũng nên có chút mặt mũi mới đúng. Ninh Cường nói, chúng ta tìm người chỉ là giúp đỡ mà thôi, quan trọng là thái độ của anh ta, nhìn bộ dạng của anh ta vừa rồi vẫn nghiến răng không chịu thừa nhận, thật sự không tốt chút nào. Sau khi đến đại sảnh, Tần Lâm dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho chủ quản Khang. Ngay sau đó, chủ quản Khang bắt máy với giọng điệu vô cùng cung kính. Cậu Tần, cậu có dặn dò gì thế? Tần Lâm nói, giám đốc Mã chỗ các người nói tôi trộm xe của ông, còn định gọi cảnh sát bắt tôi, ông nói chuyện với anh ta đi. Nói xong, Tần Lâm đưa điện thoại sang. Giám đốc Mã hừ lạnh một tiếng, làm bộ làm tịch, anh lại có số điện thoại của chủ quản Khang ư. Anh ta dửng dưng nhận lấy điện thoại, sau đó quát lớn. Ai đó? Chủ quản Khang ở đầu dây bên kia tức đến tái mét, hét lên trong điện thoại. Mã Văn Đào, mẹ kiếp, cậu bị điên rồi hả? Ngay cả khách quý của Tổng Giám đốc Mạnh mà cũng dám tội. Cậu muốn chết rồi đúng không? Giám đốc Mã sợ hãi, suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất. Đây, đây đúng thật là giọng nói của Tổng Giám đốc Khang. Sếp Khang, anh nói gì cơ, khách quý của Tổng Giám đốc Mạnh. Chủ quản Khang thực sự tức giận đến mức muốn chửi người. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nói cho cậu biết, cậu Tần là khách quý của Tổng Giám đốc Mạnh. Đến cả Tổng Giám đốc Mạnh cũng phải khách sáo với cậu ấy, nếu như cậu đắc tội với cậu Tần, tôi đảm bảo ngày mai cậu sẽ không thấy ánh sáng mặt trời đâu. Sắc mặt Giám đốc Mã đột nhiên trắng bệch, xong đời rồi, chọc nhầm tổ ong rồi. Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, một thanh niên ăn mặc bình thường lại thật sự là một nhân vật lón. Chủ quản Khang, tôi sai rồi. Tôi cứ tưởng cậu ấy trộm xe của anh. Mẹ kiếp, cậu im mồm ngay cho tôi. Đó là xe tôi tặng cậu Tần. Bây giờ cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu Tần đi. Nếu cậu Tần không chịu tha thứ cho cậu thì cậu cứ ở đó chờ chết đi. Một câu nói của chủ quản Khang đã dọa Giám Mã hồn bay phách lạc. Hai chân run bần bật, lập tức quỳ xuống đất. Cậu Tần, xin lỗi cậu, là tôi có mắt như mù,
Tôi sai rồi, xin cậu tha thứ cho tôi. Ninh Cường và Tống Song Nhi ở đằng xa đợi, nhìn về phía trong sảnh lớn, nhưng khoảng cách rất xa, lại cách mấy lớp kính, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng người chứ không nhìn thấy có chuyện gì xảy ra. Tống Song Nhi đột nhiên nói, nhìn xem, có người quỳ xuống rồi. Ninh Cường hừ lạnh một tiếng, xem ra tên này cũng biết điều đấy, lúc nãy còn giả vờ cứng đầu, bây giờ vào đó còn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đương nhiên rồi, cho dù không truy cứu việc trộm xe, vết xước kia hơn 1 triệu tệ anh ta cũng không đền nổi. Quỳ xuống cầu xin cũng chưa chắc có tác dụng, tôi thấy chắc là chú Ninh cũng nói giúp vài câu rồi. Nghe thấy câu này, lưng Ninh Cường cố ưỡn ra chút, bỗng nhiên cảm thấy bản thân là thiếu gia con nhà giàu nổi bật nhất trong đám người này. Tống Song Nhi vội vàng tiến đến kéo cánh tay Ninh Cường. Vẫn là anh Ninh lợi hại. Không bao lâu sau, Tần Lâm và Tô Văn Kỳ bước ra ngoài, Lâm Nguyệt Giao thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy người bạn học tiến đến nói, Tần Lâm, hai người còn không mau cảm ơn Ninh thiếu gia, nếu không phải Ninh thiếu gia giúp đỡ, cho dù anh có quỳ xuống người ta cũng không tha thứ cho anh đâu. Đúng đấy, vừa rồi Ninh thiếu gia có gọi điện nhờ người giúp đấy, anh mau đến cảm ơn đi. Lâm Nguyệt Giao cũng vội vàng tiến đến. Tần Lâm, anh gặp phải họa lớn như vậy còn không mau cảm ơn Ninh Cường đi. Tần Lâm đáp, cảm ơn anh ta làm gì? Anh gặp phải họa gì? Anh, Lâm Nguyệt Giao tức muốn chết, tên này lại còn giả vờ không biết. Tống Song Nhi đứng lên, hừ lạnh một tiếng. Anh còn mặt mũi để hỏi anh gặp phải họa gì sao? Anh trộm chiếc xe mấy chục triệu tệ của người ta, nếu không phải anh Ninh giúp anh xin, anh nghĩ anh quỳ xuống có tác dụng sao? Anh cũng không phải giả vờ, vừa rồi anh quỳ xuống trước mặt giám đốc Mã chúng tôi đã nhìn thấy hết rồi. Nghèo vẫn là nghèo, chết còn sĩ, anh làm vậy có ý nghĩa gì sao? Tần Lâm cười lạnh, đám người này đúng là nực cười. Nói rồi, Tần Lâm lấy ra một chiếc điều khiển, ấn nút bấm. Tinh tinh, chiếc Aston Martin đột nhiên sáng đèn. Lên xe thôi, nói xong, Tần Lâm và Tô Văn Kỳ lên xe. Mọi người bỗng sững sờ. Đây là chuyện gì thế? Anh ta không phải ăn trộm xe sao, sao còn có cả chìa khóa xe? Cho dù lúc nãy Tần Lâm có quỳ xuống xin lỗi thì anh ta cũng không thể lái chiếc xe này nữa mà phải trả về cho chủ. Nhưng Tần Lâm lại lên chiếc xe đó, đây. Tổng Song Nhi hỏi rất khéo, không trực tiếp hỏi Tần Lâm trúng bao nhiêu tiền, mà hỏi nộp bao nhiêu thuế. Trong tình huống bình thường, hỏi thẳng số tiền có chút nhạy cảm, nếu hỏi về mặt thuế thì sẽ tốt hơn một chút. Tô Văn Kỳ nghe vậy liền tỏ ý cười giễu cợt, lập tức trả lời. Nộp hơn 20 triệu tiền thuế, tiếc đứt ruột. Tống Song Nhi lập tức sáng mắt, giỏi thật, hơn 20 triệu tiền thuế. Cũng có nghĩa là số tiền anh trúng sổ số ít nhất là 50 triệu. Nộp thuế xong vẫn còn hơn 20 triệu gần 30 triệu. Coi như mua chiếc xe mất nhiều nhất là 20 triệu, thì ít nhất vẫn còn 10 triệu, cũng được coi là đại gia. Dựa vào vẻ đẹp và sức quyến rũ của Tống Song Nhi, muốn Tần Lâm tiêu 10 triệu cho cô ta chắc không thành vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người nhanh chóng đến quán karaoke, sau khi xuống xe, Tống Song Nhi vô cùng niềm nở đi đến chỗ Tần Lâm, nói với vẻ mặt như hoa đào nở. Anh Tần, anh lái xe có mệt không? Tần Lâm chau mày, nhìn Tống Song Nhi có chút kỳ lạ, người phụ nữ này lúc nắng lúc mưa. Đúng là khiến người ta cạn lời. Tôi có mệt hay không liên quan gì đến cô? Thấy thái độ lạnh nhạt của Tần Lâm, Tổng Song Nhi bĩu môi, có chút tủi thân nói. Anh làm gì thế, còn giận em sao, không phải gì đường muốn hai đứa quen nhau sao? Anh lạnh lùng với em như vậy, sau này em sẽ đi kể tội với dì đường đó. Tống Song Nhi cũng không vừa, dám lấy dì đường làm cớ. Trong lòng Tần Lâm cười khẩy. Người phụ nữ này còn biết lấy gì đường ra để uy hiếp anh. Nói đi, cô muốn cái gì? Tống Song Nhi cười cười, cũng không có gì, không phải chúng ta xem mắt sao, em có cảm tình với anh, em thấy chúng ta có thể tiếp xúc với nhau thử xem, những người khác có thể tạm gác sang một bên. Tống Song Nhi trừng mắt nhìn Tô Văn Kỳ, vẻ mặt có chút không vui, cái gì cũng phải có thứ tự, tôi là bạn gái mà dì hai của anh Tần giới thiệu, có hiểu không? Tô Văn Kỳ có vẻ không thèm quan tâm. Được, vậy tôi sẽ đợi, cô lên trước. Trong lòng Tổng Song Nhi căng thẳng, người phụ nữ này quả nhiên không dễ đối phó, nói như vậy mà vẫn không thể khiến cô ta rời đi, mà còn muốn chờ. Mặc dù Tô Văn Kỳ trang điểm kiểu hiệu ứng, nhưng dám chắc vẫn đẹp hơn Tống Song Nhi bội phần.
Cô gái xinh đẹp như vậy lại bằng lòng cam tâm tình nguyện quen Tần Lâm, rõ ràng là vì tiền của anh. Đủ để thấy Tần Lâm trúng xổ số là thật. Tống Song Nhi tiến gần đến người Tần Lâm, dáng vẻ mềm mại như nước. Anh Tần, tiền anh trúng xổ số vẫn còn 10 triệu đúng không? Tần Lâm nhìn Tô Văn Kỳ một cái, dễ nhận ra chuyện trúng xổ số này là tin nhắn của Tô Văn Kỳ. Dứt khoát, anh cũng phóng lao phải theo lao. Chắc cũng tầm đấy, 10 triệu, sao thế? Tống Song Nhi mặt mày hớn hở, anh may mắn thật đấy, em rất thích những người đàn ông may mắn, em cảm thấy anh giống như chân mệnh thiên tử của em vậy. Nói xong, Tống Song Nhi còn tỏ vẻ lúng túng giải thích, anh Tần đừng hiểu lầm. Không phải vì tiền em mới thích anh, em không phải loại con gái ham tiền, em thích anh không phải vì tiền, cho dù anh có trắng tay em vẫn sẽ thích anh. Khuôn mặt Tần Lâm lộ ra nụ cười khôi hài, nói. Ồ, thật vậy sao? Tất nhiên rồi. Anh Tần vẫn không tin tưởng em à. Lúc mấy người sắp đến cửa quán karaoke, có mấy người thanh niên đang sắp một cái bàn, treo cờ đỏ nhỏ. Ủng hộ sinh viên nghèo, nơi để trao yêu thương. Khóe miệng Tần Lâm lộ ra nét cười nhạt, đi đến phía trước, mấy bạn sinh viên nhìn thấy có người đi đến liền lập tức đứng dậy. Tôi quyên góp, vẻ mặt Vương Giai Minh vui mừng, cảm ơn anh thật tốt bụng. Với 500 tệ anh đã có thể hỗ trợ phí sinh hoạt cho một sinh viên trong vòng một tháng, anh muốn ủng hộ bao nhiêu? Tần Lâm đưa ra tấm thẻ, quyên góp 10 triệu, mọi người đều bối rối. Vương Giai Minh cũng ngây người, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần. Việc giúp đỡ sinh viên này, thật ra có rất ít người làm, cho dù có người muốn quyên góp cũng sẽ chọn những nơi giúp đỡ cho những bạn nhỏ, như vậy có thể làm hài lòng sự yêu thương của họ. Cho nên nếu gặp được ông chủ giàu có, tốt bụng, quyên góp 3.000 5.000 đã là nhiều lắm rồi. Bọn họ tổ chức hoạt động này một tuần mà còn chưa gom nổi 10.000. Người thanh niên trước mặt này lại quyên góp hẳn 10 triệu. Tốt quá, cảm ơn anh, Vương Giai Minh định thần lại, đưa hai tay nhận thẻ của Tần Lâm, dùng máy pâu để quẹt thẻ. Xuất, quẹt thẻ thành công, đánh cho Tần Lâm một lá phiếu nhỏ. Cảm ơn anh rất nhiều, mời anh để lại tên và phương thức liên lạc. Sinh viên được hỗ trợ có thành tích sẽ cảm ơn anh. Tần Lâm xua tay, tôi quyên góp không phải vì muốn người khác cảm ơn, không cần để lại. Nói xong, Tần Lâm cầm chiếc thẻ rồi rời đi ngay. Tống Song Nhi đứng bên cạnh nhìn ngây ngốc, lập tức bùng nổ. Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Anh quyên góp hết tiền rồi. Tần Lâm nói, đúng vậy, quyên góp thì sao? Tôi cũng đâu có quan tâm tiền. Sắc mặt Tống Song Nhi đen lại, há miệng. Một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào. Sắc mặt biến đổi mấy lần. Mẹ kiếp anh bị điên rồi, anh đúng là đồ não tàn, loại người như anh đáng phải chết, anh mau tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Tần Lâm cười khẩy, không phải cô bảo không quan tâm đến tiền sao? Tống Song Nhi suýt thì thổ huyết, không quan tâm tới tiền cũng sẽ không nhìn chúng loại chó chết như anh. Anh mà muốn tán tôi sao? Đũa mốc mà tròi mâm son hả? Nói xong Tống Song Nhi tức giận tránh xa Tần Lâm, đi luôn vào trong quán karaoke. Sau khi vào trong, mấy bạn học đều có chút buồn bực. Song Nhi, cậu sao thế, không phải cậu đang nói chuyện với Tần Lâm rất vui vẻ sao, câu được rồi sao? Tống Song Nhi hừ lạnh một tiếng, câu cái con khỉ, anh ta xứng với bổn cô nương sao? Mấy bạn học nữ đều ngơ ngác, này, Song Nhi cậu sao thế, tên Tần Lâm là thiếu gia nhà giàu đi siêu xe đấy. Chỉ là có chút khiêm tốn thôi, vừa rồi cậu không nhìn thấy sao? Tống Song Nhi tỏ vẻ coi thường nói. Anh ta chỉ là tên nhà giàu mới nổi nhờ trúng xổ số thôi. Làm gì có mệnh phú quý gì chứ, số tiền trúng xổ số đều tiêu hết rồi, chỉ còn lại chiếc xe thôi, tiền bảo dưỡng chiếc xe đó trong vòng một năm cũng phải cả 100.000, anh ta không giữ nổi đâu. Mèo vẫn hoàn mèo, trúng xổ số cũng không ngoi lên được, thôi bỏ đi tớ cũng chẳng thèm để ý đến anh ta nữa đâu. Anh Ninh đâu? Lúc trước Tống Song Nhi nhiệt tình với Tần Lâm như vậy, khiến Ninh Cường có chút khó chịu, nên đã vào phòng trước chút giận. Tống Song Nhi vội vàng vào phòng, tiến đến trước mặt Ninh Cường. Anh Ninh, anh sao thế, ghen rồi sao? Ninh Cường có chút tức giận, người phụ nữ này có chút sáng nắng chiều mưa, thấy ai có tiền là theo người đó, khiến anh ta rất không thoải mái. Tống Song Nhi biết làm thế nào để lấy lòng đàn ông, cô ta liền dựa vào lòng của Ninh Cường. Để mặc anh ta vuốt ve, dùng giọng điệu nũng nĩu nói. Anh Cường, mẹ Lâm Nguyệt Giao cứ bắt cô ấy phải giới thiệu anh ta cho em, anh cũng biết đó, mẹ của Lâm Nguyệt Giao cũng không phải người tầm thường,
bây giờ có không ít sản nghiệp đứng tên mẹ cô ấy, em cũng phải nề mặt mẹ cô ấy một chút mới phải chứ. Lúc này sắc mặt Ninh Cường mới dịu hơn một chút, mọi người đi vào trong liền bắt đầu hát, mặc dù lúc trước xảy ra chuyện va quẹt xe, nhưng sau cũng không có ai phải bồi thường tiền, vậy nên tâm trạng của mọi người cũng khá ổn. Tống Song Nhi cầm chiếc mic lên rồi nói, anh Ninh, em muốn hát tặng anh một bài, là ca khúc mới nhất của Tô Văn Kỳ. Tống Song Nhi chọn bài Thanh Mai Lãnh Phong, đây là bài hát mới nhất mà Tô Văn Kỳ vừa mới tung ra, gây bão trên mạng, xếp hạng một trên mọi bảng xếp hạng lớn. Trên TikTok cũng rất nổi, mọi TikToker đều tranh nhau dùng nó làm nhạc nền. Thiên hậu đúng là thiên hậu, không ra thì thôi chứ đã ra thì bài hát nào cũng chấn động khắp Internet. Tống Song Nhi vừa cầm mic lên, mọi người liền im lặng. Đều là bạn học, mọi người biết Tống Song Nhi đa tài đa nghệ, đặc biệt trên phương diện ca hát nhảy múa, cô ta rất lợi hại, nhiều lần đạt được giải trong tiết mục văn nghệ. Chỉ có điều Tống Song Nhi học không giỏi, không đỗ được học viện nghệ thuật, nếu không thì chắc sớm cũng dấn thân vào showbiz. Tống Song Nhi cầm mic lên, ỷ mình xinh đẹp, vẻ mặt ngạo nghễ. Được rồi, mọi người khó khăn lắm mới có thể gặp nhau một bữa, cùng hát cùng nhảy, hoài niệm thời chúng ta còn đi học, để tớ bắt đầu trước nhé. Âm nhạc vừa vang lên, giọng ca của Tống Song Nhi cũng theo tiếng nhạc mà phát ra. Nắng xuân ấm áp, đêm rộn rã tiếng cười. Em và anh gặp nhau ở gốc cây dưới bầu trời đầy sao, trong làn gió lạnh, nhưng lòng ấm áp. Với người xem mà nói, giọng hát của Tống Song Nhi rất tốt, rất êm dịu, thanh nhạc cũng không tồi, chuẩn âm cũng ổn, chắc chắn sẽ là nữ vương trong quán karaoke. Vừa mới bắt đầu đã nhận được tràng vỗ tay của mọi người. Hai câu hát sau, Tống Song Nhi vẫn uốn éo cơ thể, dựa theo tiếng nhạc mà phơi bày đường cong của mình, càng khiến mọi người hú hét liên tục. Hát xong lời một, Tống Song Nhi rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Chỉ có điều Tần Lâm và Tô Văn Kỳ ngồi cạnh lại không có phản ứng gì, còn chẳng thèm vỗ tay. Hừ, đôi cẩu nam nữ. Đột nhiên Tống Song Nhi đưa mic cho Tô Văn Kỳ rồi nói. Cô A Tô xinh đẹp thế này thì chắc hát cũng hay lắm nhỉ, hay là cô hát tiếp đi. Mọi người đều cười lớn, Song Nhi của chúng ta đừng làm khó người khác, cậu đã hát hay lắm rồi, ai dám hát tiếp lời cậu chứ. Đúng vậy á, cậu chẳng cho chúng tớ con đường sống gì cả, tớ nghĩ chúng tớ cũng không cần hát nữa đâu, để cậu mở concert hát cho chúng mình nghe là được rồi. Cô gái tên A Tô này trông cũng được ấy, nhưng nếu xét về tài nghệ thì chắc không thể bằng Song Nhi rồi. Mọi người mỗi người một câu, nâng Tống Song Nhi lên trời. Sự thực cũng như vậy, nếu so sánh với đám người bình thường, Tống Song Nhi cũng được coi là bán chuyên nghiệp. Mặc dù dấu vết mô phỏng trong khi hát rất rõ ràng, nhưng như vậy đã lợi hại hơn người bình thường nhiều lần rồi, A Tô này vừa nhìn là biết chỉ là bình hoa, đẹp thì có tác dụng gì chứ, nhất định là loại không có não. Tống Song Nhi đưa mic qua, cô ấy nhất định không nhận, nếu không vừa mở miệng đã hát như vịt kêu, ngũ âm không tròn, thì đúng là mất mặt. Tuy nhiên, khiến mọi người không ngờ là Tô Văn Kỳ rất vui vẻ. Được thôi, tôi cũng thích hát. Nói xong, Tô Văn Kỳ liền cầm lấy mic, Tống Song Nhi cũng sừng sờ. Không ngờ rằng còn có người dám hát tiếp lời cô ta. Bài tủ của Tống Song Nhi chính là ca khúc của Tô Văn Kỳ. Hôm nay cô ta hát rất tốt, mọi người đều hoan hô. Cô A Tô này đúng là không biết tự lượng sức mình, lại dám hát tiếp lời cô ta. Được, để tôi xem, cô mất mặt thể nào. Tô Văn Kỳ nhận mic, đứng giữa phòng, đoạn nhạc dạo vừa kết thúc, cô liền mở miệng hát. Nắng xuân ấm áp, đêm rộn rã tiếng cười. Advertisement em và anh gặp nhau ở gốc cây dưới bầu trời đầy sao, trong làn gió lạnh, nhưng lòng ấm áp. Cùng một câu hát, cùng một nhịp điệu, nhưng lần này, tiếng hát lại vang ra từ miệng Tô Văn Kỳ. Chỉ với hai câu hát đã khiến căn phòng yên lặng. Đây là âm thanh của tự nhiên. Giọng hát của Tô Văn Kỳ vang vọng, uyển chuyển advertisement du dương, gợi cảm, trầm bổng linh hoạt, cứ như là lữ khách đến từ thiên cung. Tống Song Nhi cũng bối rối mà nhíu mày. Không đúng, tắt nhạc gốc đi. Sao lại bật nhạc gốc vậy? Bạn học ngồi gần đầu karaoke liền điều chỉnh, nhưng mọi người đều nhìn rõ trên màn hình không hề hiển thị đây là nhạc gốc. Sau khi thay đổi, Tô Văn Kỳ vẫn hát y như cũ. Tống Song Nhi sững sờ, cho dù là nghệ thuật hát, chất giọng hay là kỹ thuật hát, cô ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Tô Văn Kỳ. Đây đúng là chuyên nghiệp, không phải là người mà loại nghiệp sư có thể đứng sau ngắm nhìn bóng lưng được. Hơn nữa,
Tô Văn Kỳ còn là người đứng đầu trong ngành. Tống Song Nhi nhíu mày, đi lên ấn đầu karaoke, rồi tắt luôn nhạc. Cô ta không tin, cô gái này có thể hát tốt đến vậy. Âm nhạc đột nhiên ngừng. Người khác đang hát mà ngừng nhạc vốn là hành vi thiếu tôn trọng, có điều Tô Văn Kỳ cũng không quan tâm, đã hát ở nhiều show, có chuyện ngoài ý muốn nào mà cô ấy chưa từng trải qua chứ. Tô Văn Kỳ tiếp tục hát, giọng hát chẳng khác gì lúc nãy, hơn nữa không có nhạc đệm, giọng hát càng có hồn hơn. Tiếp theo đó, Tô Văn Kỳ nhẹ nhàng nhảy, cánh tay khẽ lay động, cô ấy chậm rãi xoay người. Bài này vốn theo phong cách hoa hạ, tiết tấu chậm, vậy nên vũ đạo cũng theo hướng cổ trang. Cơ thể của Tô Văn Kỳ là lướt, nền tảng khiêu vũ cực kỳ chắc, cho dù có đang cầm mic thì tư thế nhảy vẫn rất mê người. Trong phòng ngoại trừ âm thanh của Tô Văn Kỳ, không có bất kỳ tiếng động nào. So sánh với màn biểu diễn của Tô Văn Kỳ, giọng ca của Tống Song Nhi chẳng ra gì, tư thế múa thì vô cùng tục tĩu, cứ như bước ra từ sản nhảy vậy. Một người như thiên nga cao quy, một người như con gà lòe lòe trong ổ. Vừa so sánh là biết ai trên ai dưới. Lúc đầu, dù cho cô A Tô kia hát không tồi, thì mọi người vẫn sẽ khen Tống Song Nhi hát hay hơn, dù sao cũng là bạn học, nhất định sẽ phiến diện một chút. Nhưng bây giờ khoảng cách thực sự lại lớn đến vậy, cô ta bị lấn át hoàn toàn. Tô Văn Kỳ hát xong, mọi người đều không kìm được mà vỗ tay, ai ai cũng nhiệt tình. Sắc mặt Tống Song Nhi có chút không nén nổi lửa giận, cô ta nói, mọi người cứ chơi đi, tớ đi vệ sinh. Nói xong, Tống Song Nhi liền đi ra khỏi phòng. Tô Văn Kỳ hát xong liền quay về ngồi bên cạnh Tần Lâm, không có ý định nói chuyện với người khác, mọi người đành tự hát với nhau. Tống Song Nhi đi đến phòng vệ sinh, dặm lại lớp trang điểm, rửa tay, cô ta nổi giận đùng đùng. Đi ra khỏi phòng vệ sinh, hất tay một cái, giọt nước trên tay bắn lên người gã đàn ông mặc áo da. Mẹ kiếp, cô bị mù à? Người đàn ông cao lớn thô kệch, vừa mở miệng liền chửi tục. Vừa nhìn là biết là người nóng tính không nên dây vào. Mặt Tống Song Nhi biến sắc, tôi không cố ý. Người đàn ông mặc áo da toàn thân đầy mùi rượu, mặt mũi hung tợn, vừa nhìn là biết đây là loại không nên dây vào. Nghe thấy câu trả lời của Tống Song Nhi, bước chân của gã chợt dừng lại. Gã quan sát cô gái này, ánh mắt lập tức phát sáng. Xinh đẹp phết nhỉ, gương mặt của Tống Song Nhi mặc dù không bằng Tô Văn Kỳ nhưng cũng được coi là nổi bật. Đặc biệt là khi so sánh với đám tô son chét phấn ở quán karaoke thì rõ ràng xinh đẹp hơn hẳn. Anh Bì hôm nay uống không ít rượu, tâm trạng rất tốt, liền vươn tay ra muốn ôm lấy bả vai của Tống Song Nhi. Em gái trông được đấy, tối nay hầu hạ anh chút gì. Sắc mặt Tống Song Nhi thay đổi, cô ta vội vã giãy giụa, lùi sau vài bước. Anh làm cái gì vậy? Tôi không phải loại con gái ấy. Anh Bì cười nói, giả bộ cái gì? Hầu hạ ai chẳng là hầu ạ. Em yên tâm, anh Bì đây không thiếu tiền cho em, hầu hạ anh thoải mái, anh sẽ thưởng cho em một đống tiền, mau lại đây. Tống Song Nhi mặc dù ham tiền, nhưng cũng không đến mức phải bán thân, đương nhiên sẽ liều chết phản kháng. Anh Bì giang rộng tay, ép Tống Song Nhi vào góc tường, ôm lấy cô ta, muốn hôn cô ta. Tống Song Nhi cuống lên liền đạp cho gã một phát. A, cước này cũng vô cùng ảo diệu, đạp trúng bắp đùi của anh Bì. Chúng chỗ hiểm. Vốn cũng uống rượu, khả năng của anh Bì kém mọi khi nhiều, đòn này khiến gã lập tức quỳ xuống mặt toát đầy mồ hôi lạnh. Tống Song Nhi sợ hết hồn, hoảng hốt chạy về. Chẳng mấy chốc, một đám người cao to lực lưỡng đi ra từ trong phòng, nhìn thấy anh Bì quỳ trên mặt đất, sắc mặt thay đổi. Anh Bì, anh sao vậy, không sao chứ? Anh Bì bị đòn này đạp trúng đến giờ vẫn chưa đỡ đau, gã nén đau, nghiến răng. Tìm con ả đá tôi cho tôi. Lên chỗ chủ quán xem camera giám sát, xem con tiện nhân ấy là người của phòng nào, tôi phải giết nó. Sau khi về phòng, sắc mặt Tống Song Nhi tái nhợt, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Ninh Cường hỏi, Song Nhi, có chuyện gì thế? Tống Song Nhi nhắm mắt cười nói, không có chuyện gì đâu. Nói xong, Ninh Cường ôm cô ta vào trong lòng, bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Tống Song Nhi cau mày, có chút không vui, nhưng cũng không phản kháng, chỉ hỏi. Anh Ninh, nếu như có người bắt nạt em, anh nhất định sẽ giúp em đúng không? Ninh Cường cười nói, đó là điều đương nhiên, trên địa bàn Đông Hải, ai dám bắt nạt bạn gái của anh chứ? Bố anh là trưởng phòng của tập đoàn Mạnh Thị, Tống Song Nhi thở phào nhẹ nhõm, bố Ninh Cường rất lợi hại, tập đoàn Mạnh Thị cũng có máu mặt ở Đông Hải,
chắc hẳn mấy tên côn đồ kia cũng không dám làm càn đâu. Anh Ninh tốt quá, trong lúc mọi người đang vui vẻ cười đùa, đột tiếng rầm một tiếng, cửa phòng bị đạp ra. Anh Bì đem theo chục người xông vào, bật đèn, tắt nhạc, không khí vui vẻ trong phòng lập tức biến mất, chỉ còn lại sự căng thẳng. Đám người của anh Bì đều xách chai rượu, ai ai cũng hung ác dữ tợn, vừa nhìn là biết không phải tốt. Mẹ kiếp, đứng dựa hết vào tường cho tao. Anh Bì ra lệnh, mọi người lập tức run lầm cập, vội vã đứng dậy, đứng sát vào tường. Ánh mắt anh Bì quét qua mấy người, cuối cùng cũng tìm được Tống Song Nhi đang cúi đầu lẩn tránh. Tần Lâm chỉ mới vừa ra tay một chút, anh Bì cũng lăn lộn ở giang hồ lâu năm, thường xuyên đánh nhau, chịu nhiều gian khổ, gặp qua không ít cảnh đời. Tần Lâm chỉ tiện tay tóm một cái đã khiến cho anh Bì không thể động đậy, nếu đánh thật, e rằng bọn họ cũng chưa chắc sơ múi được gì. Anh Bì bị đau, cũng tỉnh rượu hơn nhiều, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tần Lâm thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong phòng này vốn chỉ có đám thanh niên trông có vẻ bình thường, anh Bì đem mấy người đến xử lý bọn họ cơ bản không thành vấn đề. Nhưng không ngờ trong đám này lại gặp phải một tên có chút năng lực. Anh Bì nghĩ một lúc rồi bỏ ý định đem Tô Văn Kỳ theo, cô gái này xinh đẹp thật nhưng gã không muốn làm mấy chuyện mình không chắc chắn. Anh Bì hỏi, người anh em, tôi là đàn em của Bùi đại ca, cậu là đàn em của ai? Tần Lâm nói, tôi chẳng phải đàn em của ai cả. Anh Bì cau mày, tên nhóc này có phong thái như vậy, thân thủ bất phàm, cứ tưởng rằng là đàn em của mấy người có máu mặt như anh Đông, có vẻ như nhầm rồi. Sau khi bỏ qua Tô Văn Kỳ, anh Bì suy xét một chút, lại nhìn Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao ăn mặc trang điểm rất khiêm tốn, không giống như Tống Song Nhi trang điểm lộng lẫy, nhưng vừa nhìn xong liền phát hiện cô ấy xinh đẹp hơn Tống Song Nhi nhiều, dễ nhìn hơn nhiều, thuộc kiểu nhìn mãi mà không chán. Mắt anh Bì phát sáng, không ngờ trong phòng rách nát này lại có đến ba mỹ nữ thuộc hàng cực phẩm. Nếu Tô Văn Kỳ có người bảo vệ, gã cũng không muốn động vào, nhưng Lâm Nguyệt Giao kia thì gã nhất định phải đem đi. Cô gái, biết điều thì đi cùng tôi, đừng bắt tôi phải ra tay. Nhìn thấy bọn họ nhắm vào Lâm Nguyệt Giao, mọi người đều lùi về sau, để cho Lâm Nguyệt Giao đứng lên phía trước. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao thay đổi, anh làm gì vậy? Tôi không đi với anh. Anh Bì cười lạnh, không đi. Nếu cô không đi với tôi, hôm nay tất cả mọi người ở đây sẽ đều bị tôi đánh. Lời vừa dứt, Tống Song Nhi vội vã nói. Lâm Nguyệt Giao, cậu đừng làm liên lụy chúng tớ. Cậu mau đi cùng vị đại ca này đi. Mấy bạn học khác nghe thấy vậy thì sợ hết hồn, vội vàng nói. Đúng vậy, chuyện của mình cậu thì cậu đừng làm liên lụy đến chúng tớ, đừng để chúng tớ bị đánh, mau gì gì. Nguyệt Giao còn chưa có bạn trai, vừa khéo làm bạn trai của anh Bì đi, chúng tớ cũng được thơm lây. Cậu đừng căng thẳng, mau chút đi, chúng tớ muốn về nhà sớm. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao vô cùng khó coi. Không ngờ mấy người bạn học này lại lật mặt nhanh như vậy, trong tình huống này mà lại đẩy một cô gái như cô ấy ra ngoài chịu trận. Làm sao bây giờ, gọi điện cho bố chăng? Nhưng lúc nãy anh Bì cũng nói rồi, tập đoàn Mạnh Thị chẳng có tác dụng gì với gã, bổ nhất định không giúp được mình. Lâm Nguyệt Giao theo bản năng nhìn Tần Lâm, có điều lại nhanh chóng thất vọng lắc đầu. Tên này không giúp được rồi, anh chẳng qua cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi trúng xổ số. Hơn nữa còn lấy tiền trúng xổ số đem đi quyên góp, ngoài chiếc siêu xe kia thì chẳng có gì, anh có thể giúp được sao? Đừng gây thêm họa là tốt lắm rồi. Đầu óc Lâm Nguyệt Giao xoay như trong chóng, cô ấy vội vàng nói. Đại ca, nhà tôi có rất nhiều người có quyền, nếu tôi khiến anh khó chịu, chúng tôi có thể đưa tiền, có tiền rồi thì loại con gái nào anh cũng có thể tìm. Anh Bì lạnh lùng hừ một tiếng, người có quyền, mấy người uy hiếp tôi. Hôm nay tôi không cần tiền, tôi nhất định phải chơi cô. Nói xong, anh Bì lại đi về phía Lâm Nguyệt Giao. Đột nhiên, Tần Lâm đứng dậy ngăn gã lại. Anh cũng không được động đến cô ấy. Gã cau mày, thằng nhóc, ý cậu là sao? Lúc nãy là tôi nể mặt cậu, đừng tưởng là tôi sợ cậu nhé. Lâm Nguyệt Giao biến sắc, anh ra đây làm gì, mau tránh ra. Đúng là chỉ biết gây thêm rắc rối thôi. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Giao còn định lấy thêm ít tiền nữa. Nếu vẫn không được thì cứ lấy đại 100-200 nghìn để giải quyết sự việc, cũng không đến mức cô không trả nổi. Nhưng Tần Lâm cứ đòi phải ra mặt, đây không phải là cố ý chọc tức người khác sao? Chỉ có phá hỏng mọi thứ là giỏi. Lâm Nguyệt Giao tức đến mức muốn Tần Anh một trận để chút giận. Tần Lâm nhìn anh Bì, điềm tĩnh nói.
đàn em Bùi Lương đúng không? Tôi cho anh một cơ hội để gọi điện cho ông ấy. Trong phòng riêng này, Tần Lâm không thèm quan tâm người khác ra sao, nhưng anh nhất định phải chăm sóc Lâm Nguyệt Giao, nếu lỡ cô ấy xảy ra chuyện thì không cách nào giải thích với dì hai được. Cho dù Lâm Nguyệt Giao luôn tự cho mình là đúng, nhưng vì nể mặt dì hai nên anh mới ra tay giúp đỡ. Nghe vậy, gã cười chế nhạo. Bùi đại ca, cậu có tư cách gì để nói chuyện với Bùi đại ca đây? Tần Lâm bất lực lắc đầu, vậy tôi gọi nhé, nhưng nếu để tôi gọi thì anh đừng hối hận đấy. Ha ha, làm bộ làm tịch, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội đấy, cậu gọi đi xem nào. Tần Lâm lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Bùi Lương. Tần đại sư, có chuyện gì à? Tôi gặp một người được gọi là, anh Bí ở quán karaoke, anh ta muốn động vào em gái tôi. Tần đại sư yên tâm, cứ để tôi xử lý. Khi Tần Lâm gọi điện cho Bùi Lương, Lâm Nguyệt Giao bước tới, ngập ngừng nói. Anh này, tôi quen Tần đại sự. Trong tình huống này cô chỉ có thể đem người ra nói chuyện, nếu không thể dùng danh tính của người ở tập đoàn Mạnh Thị thì cô chỉ có thể dùng Tần đại sư mà thôi. Trong số rất nhiều người mà Lâm Nguyệt Giao biết, thì Tần đại sư là người có địa vị xã hội cao nhất, mối quan hệ của anh cực kỳ rộng, nói không chừng gã còn có chút nể mặt. Nghe thấy ba chữ Tần đại sư, sắc mặt của gã quả nhiên có sự thay đổi. Đi theo Bùi đại ca, đương nhiên phải biết tên tuổi của Tần đại sư. Nghe nói Tần đại sư có thể dùng tay không bổ cưa điện, kỹ năng vô cùng điêu luyện, đến cả đoàn Bảo Đông cũng chỉ nghe lời mỗi anh, một nhân vật máu mặt như vậy thì Bùi đại ca còn không dám động tới, chứ đừng nói gã. Nhìn thấy anh Bì do dự một lúc, Lâm Nguyệt Giao mừng thầm trong lòng, xem ra là có hy vọng, lấy danh của Tần đại sư quả không sai mà. Gã suy nghĩ một hồi, nhưng không nghĩ rằng những người này lại có thể quen được Tần đại sư. Nếu thật sự là bạn bè của Tần đại sư thì nhất định phải có thân phận đặc biệt, sao lại có thể đến một nơi tầm thường như thế này để vui chơi chứ? Gã hừ lạnh một tiếng, vừa định ra tay thì đột nhiên có điện thoại gọi đến. Nhìn vào điện thoại, gã cau mày rồi nhanh chóng nghe máy. Alo, Bùi đại ca à? Tiếng Bùi đại ca hét lên từ đầu dây bên kia. Mẹ kiếp, mày bị điên rồi hả? Dám vô lễ với Tần đại sư. Mày muốn chết à? Mau cút khỏi tầm mắt của Tần đại sư, nếu không thì mày sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Tay gã run cầm cập làm điện thoại rơi xuống đất. Đại sư, người thanh niên trước mặt hóa ra là Tần đại sư. Gã sợ đến ngây người, cho dù là người quen của Tần đại sư cũng không thể động vào chứ đừng nói đến Tần đại sư. Chẳng trách Lâm Nguyệt Giao này lại nói quen biết Tần đại sư, nhưng phí lời làm gì chứ, không phải Tần đại sư đang đứng đây sao? Tần đại sư thật sự cũng quá, khiêm tốn rồi. Trước mặt mọi người, gã đã tự tát mình một cái thật mạnh. Thật sự xin lỗi mọi người, tôi có mắt như mù, là lỗi của tôi, bây giờ tôi sẽ cút ngay. Nói xong, gã quay người lao ra ngoài. Phải nói rằng gã vô cùng thông minh, nhân lúc Tần đại sư vẫn chưa nổi giận thì đã chạy mất, cùng lắm cũng chỉ bị Bùi đại ca mắng cho một trận, có nghiêm trọng hơn thì cũng chỉ bị đánh. Nếu để Tần đại sư đích thân ra tay thì coi như xong đời, không gãy tay gãy chân thì cũng sẽ mất mạng. Đương nhiên Tần Lâm sẽ không thèm tính toán làm gì, gã cũng chưa động vào anh nên tha được thì cứ tha. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy gã bỏ chạy. Họ không hề biết đến cuộc điện thoại đó, họ chỉ nhìn thấy khi Lâm Nguyệt Giao vừa nhắc đến Tần đại sư, gã liền lập tức hoảng sợ. Dường như gã do dự một lúc rồi tự tát mình một cái. Ngay cả Lâm Nguyệt Giao cũng không ngờ danh tiếng của Tần đại sư lại hữu dụng như vậy, người ta chẳng làm gì, mà chỉ cần nhắc tên cũng đủ để khiến một người hung hăng như gã phải tự tát mình trước mặt đám đông. Sự ngưỡng mộ đối với Tần đại sư trong lòng cô càng thêm sâu sắc. Sau khi gã đàn ông mặc áo đen rời khỏi thì mọi người cũng chẳng còn tâm trạng để hát nữa, nên đều ra về trong trạng thái vẫn còn sợ hãi. Khi rời đi, sắc mặt Tống Song Nhi trở nên tái nhợt. Cũng chẳng nói với Ninh Cường lấy một câu. Người đàn ông này đúng là rác rưởi, vào thời khắc mấu chốt lại không chút do dự đẩy phụ nữ ra, thật đúng là một tên cặn bã. So với Ninh Cường thì Tần Lâm vẫn có trách nhiệm hơn, ít nhất khi bạn gái và em gái bị người khác ức hiếp thì anh còn ra mặt. Tuy ra mặt cũng chẳng có tác dụng gì, dù là làm bia đỡ đạn nhưng vẫn có còn hơn không. Ninh Cường cũng tự biết mình sai nên không nói gì thêm. Sau này đành tìm cơ hội để vớt phát hình tượng cũng được. Trên đường đi, Tần Lâm tiễn Tô Văn Kỳ về trước, sau đó mới đưa Lâm Nguyệt Giao về nhà. Sau khi Tô Văn Kỳ xuống xe, Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói.
Hôm nay anh bốc đồng quả đấy, xém chút nữa gây ra họa lớn rồi, nếu tôi không nhắc đến Tần đại sư kịp thời thì anh đã chọc giận gã đàn ông đó rồi. Tần Lâm bất lực lắc đầu, cô gái này luôn như thế, luôn tự cho mình là đúng, cảm thấy bản thân mình cái gì cũng đúng còn người khác sai. Em nói sao cũng được, Tần Lâm không cần phải giải thích với cô, chỉ cần đưa cô về nhà an toàn là được. Lâm Nguyệt Giao cau mày, thái độ này là sao, tôi đang dạy anh cách cư xử trong xã hội này đó. Sao anh còn không biết đúng sai? Tần Lâm nói, anh cư xử như thế nào không cần em phải dạy. Anh đúng là không thể nào sống ở cái xã hội này được mà. Lâm Nguyệt Giao quay đầu đi, không thèm nhìn anh, mặt mày u ám vì tức giận, cứ như mất sổ gạo vậy. Lâm Nguyệt Giao vốn rất hài lòng với biểu hiện của Tần Lâm ngày hôm nay, dù gì đi nữa, khi cô bị ức hiếp thì anh còn có thể đứng ra giúp đỡ, cũng xem như là có chút khí phách đàn ông. Chỉ là cách thức không được tốt cho lắm nên Lâm Nguyệt Giao mới có ý muốn dạy anh một chút, để sau này anh tránh phải đi đường vòng. Nhưng không ngờ rằng tên này lại không biết điều như vậy, nếu không vì là người thân thì Lâm Nguyệt Giao cũng chẳng thèm quan tâm anh làm gì. Về đến nhà, sau khi vừa bước vào thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tần Lâm đẩy cửa vào phòng ngủ, quả nhiên là người quen, Trúc Linh Linh đang ở đây. Linh Linh, sao em lại đến đây? Nửa đêm nửa hôm tại sao Trúc Linh Linh lại đột nhiên đến thăm, mặt cô đỏ ửng, trên người nồng nặc mùi rượu, hình như cô đã uống rất nhiều. Phụ nữ thật là, uống say đều thích tìm đến phòng của Tần Lâm. Trúc Linh Linh nhào vào lòng Tần Lâm, một hương thơm ngào ngạt xà vào lòng khiến cho người ta sảng khoái. Cơ thể Trúc Linh Linh vô cùng mềm mại, cô gục trên người Tần Lâm, không biết lúc nào cô cũng mềm mại như thế này hay vì uống quá say nên mới vậy. Anh Tiểu Lâm, đêm nay em muốn ngủ ở đây. Nhìn thấy cô gái dựa vào lòng mình, Tần Lâm cũng hơi động lòng. Trúc Linh Linh và anh là thanh mai trúc mã, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì giờ có lẽ họ đã có con với nhau rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô gái trước mặt vẫn không hề thay đổi, cô trong sáng, lương thiện và luôn đối xử với anh rất tốt. Ngay lúc mạch suy nghĩ của Tần Lâm quay về 10 năm trước, đột nhiên có một giọng nói phát ra từ bên ngoài. Advertisement Trúc Linh Linh, con nhanh chóng ra đây ngay. Tiếng của Vương Vân, Tần Lâm nhíu mày, tại sao người phụ nữ điên này lại tìm được nhà anh? Advertisement nghe thấy giọng nói của Vương Vân, Trúc Linh Linh đột nhiên trở nên quính quáng, cô kéo cánh tay Tần Lâm, sau đó môi cô chạm vào môi anh. Một mùi hương ngọt ngào đi vào khoang mũi, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Vài giây sau, cửa được mở ra, Vương Vân lập tức biến sắc. Họ Tần kia, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Vừa dứt lời, Vương Vân tiến đến đẩy Tần Lâm ra rồi kéo Trúc Linh Linh lại, bà vô cùng tức giận. Cậu điên rồi à, nhân lúc Linh Linh nhà tôi uống say lại làm ra cái trò này. Cậu có còn là người không? Trúc Linh Linh vội nói, mẹ đang nói cái gì vậy? Anh Tiểu Lâm chả làm gì con cả, hơn nữa con cũng không có say. Nhìn biểu hiện của Trúc Linh Linh liền có thể thấy được cô chỉ uống rượu, nhưng không hề say, cô vẫn rất tỉnh táo. Vương Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi, chưa làm gì sao? Hai người đều hôn cả rồi, nếu như mẹ không đến thì con dám chắc là cậu ta sẽ không làm gì con hay không? Có quỷ mới tin, Trúc Linh Linh, con chú ý thân phận của mình đi, con sắp là thiếu phu nhân của nhà họ Kim rồi đó. Đừng có muốn làm gì thì làm. Hai mắt Trúc Linh Linh đỏ hoe, trong lòng vô cùng ấm ức. Thiếu phu nhân nhà họ Kim, chỉ là do mọi người tự nhận thôi. Con chưa từng đồng ý chuyện này. Vương Vân hừ lạnh một tiếng, con đồng ý. Cần con đồng ý sao? Đó là hôn ước giữa hai gia đình, giấy trắng mực đen, bà mối làm chứng, con nói không cưới là không cưới sao? Con có còn coi quy tắc ra gì nữa không? Trúc Linh Linh lộ vẻ mặt tự ti, nói. Quy tắc, mẹ còn dám nhắc đến quy tắc sao, cuộc hôn nhân đó ban đầu là với ai chứ? Rõ ràng là hôn ước giữa nhà họ Trúc và nhà họ Tần, nhưng chính mọi người tự thay đổi đó thôi. Vương Vân hừ lạnh một tiếng, nhà họ Tần, lúc đó làm gì còn nhà họ Tần nào? Còn Tần Lâm này 10 năm không về, sống chất cũng không biết, chẳng lẽ cứ để con chờ mãi sao? Thay đổi hôn ước là vì muốn tốt cho con cả thôi. Cho dù bây giờ thằng nhóc họ Tần này có quay trở lại, đem so với thiếu gia nhà họ Kim thì mẹ cũng sẽ để cho con gả vào nhà họ Kim. Con đừng quên rằng mạng sống này của mẹ con là do thiếu gia nhà họ Kim cứu được, con cũng không muốn để cho người khác nói gia đình mình là đồ vong ân phụ nghĩa chứ. Mấy lời Vương Vân nói vô cùng khách khí, vừa cương vừa nhu. Nói xong,
Vương Vân thở dài, ra vẻ mặt khuyên bảo hết nước hết cái. Linh Linh, mẹ vì muốn tốt cho con mà thôi. Chúng ta đã đắc tội với nhà họ Tề, nếu không tìm được chỗ dựa vững chắc thì sớm muộn gì gia đình chúng ta cũng sẽ không sống được. Ôi chao, ông chủ của tập đoàn Hiên Viên đó đến bây giờ cũng chẳng có tin tức gì, con đừng cố chấp như vậy nữa. Vì nhà họ Trúc, bây giờ con có hai lựa chọn, một là hẹn hò với thiếu gia nhà họ Kim, hai là với chủ tịch đứng phía sau của tập đoàn Hiên Viên. Mẹ cũng không ép con, một trong hai, con chọn đi. Trúc Linh Linh lộ rõ vẻ buồn rầu. Cái gì mà chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên, lấy đâu ra mấy tin tức này thế? Hiện giờ ở ngoài đang lan truyền việc Trúc Linh Linh sắp được gả vào nhà giàu, trở thành bà chủ của tập đoàn Hiên Viên. Nhưng chỉ có cô mới biết, cô vốn chưa từng thấy qua ông chủ đứng đằng sau đó, gặp cũng chưa được gặp thì lấy đâu ra làm bà chủ đây. Lúc này, Trúc Linh Linh đã dần tỉnh táo trở lại, lời Vương Vân nói không phải không có đạo lý. Chuyện đắc tội với nhà họ Tề vẫn chưa giải quyết xong, tuy lần trước thiếu gia nhà họ Kim ra tay giúp đỡ nhưng chắc chắn nhà họ Tề cũng không đời nào dễ dàng bỏ qua như vậy được, dù sao cũng là một trong ba gia tộc lớn ở Đông Hải, ngay cả Trúc Linh Linh hiện tại cũng không thể nào chống đỡ nổi thế lực lớn như vậy. Hơn nữa Kim Sơn Long còn từng cứu mẹ cô, món nợ ân tình này cô còn chưa kịp trả. Mẹ, mẹ về trước đi, lát nữa con sẽ mời Kim Sơn Long đi ăn. Sắc mặt Vương Vân dịu đi một tí, bà lạnh lùng nhìn Tần Lâm rồi hừ một tiếng. Đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cậu bây giờ không giống như ngày xưa nữa rồi, đừng nhớ nhung gì đến Linh Linh nhà chúng tôi nữa. Nói xong, Vương Vân liền rời khỏi nhà Tần Lâm. Trúc Linh Linh thở dài, tỏ vẻ vô cùng áy náy. Anh Tiểu Lâm, em xin lỗi. Tần Lâm mỉm cười, sau đó xoa đầu Trúc Linh Linh. Không sao, chỉ một nhà họ Tề bé nhỏ thôi. Không cần phải lo, em không muốn thì đừng làm, có anh ở đây, không ai có thể ép em được. Trúc Linh Linh ngây ra một lúc, trong lòng thầm cảm động. Nếu như anh Tiểu Lâm vẫn còn là đại thiếu gia như trước thì những lời này chắc chắn có thể thực hiện được, anh tuyệt đối sẽ bảo vệ cô. Chỉ là bây giờ anh Tiểu Lâm đã là một người bình thường, đương nhiên sẽ có một số việc mà bọn họ không thể nào chống chọi nổi. Anh Tiểu Lâm, Kim Sơn Long muốn mời em đi ăn, em không muốn một mình đi gặp anh ta. Anh đi cùng em được không? Tần Lâm gật đầu, được, hai người rời khỏi nhà Tần Lâm, sau đó họ đến một quán bar. Đây là một quán bar khá yên tĩnh, chỉ có uống rượu và nghe nhạc lai sao, âm nhạc cũng tương đối nhẹ nhàng, rất thích hợp để các cặp đôi hẹn hò. Sao nhạc lai, ca sĩ hát trực tiếp Kim Sơn Long đã đặt một vị trí yên tĩnh bên cạnh cửa sổ để đợi Trúc Linh Linh. Vài phút sau, Trúc Linh Linh và Tần Lâm cùng nhau xuất hiện. Sắc mặt Kim Sơn Long lập tức trở nên khó coi. Tại sao anh cũng đến đây? Lần trước, lúc mừng thọ ông cụ Trúc, Tần Lâm đã làm mất mặt anh ta, khiến anh ta vô cùng khó chịu, chuyện hôm đó anh ta còn chưa kịp tính sổ với Tần Lâm. Bây giờ anh ta đi hẹn hò với Trúc Linh Linh, tên này đến đây làm gì chứ? Trúc Linh Linh nói, ban đầu tôi vốn hẹn anh Tiểu Lâm đi ăn, nếu anh không muốn thì chúng tôi đi chỗ khác vậy. Đừng, Kim Sơn Long bất lực. Mỗi lần hẹn hò Trúc Linh Linh luôn tìm mọi cách để trốn tránh, lần này vì chẳng còn cách nào khác nên anh ta mới đành gọi điện cho Vương Vân, thôi bỏ đi, cùng lắm chỉ là mang theo cái bóng đèn mà thôi. Được thôi, hai người ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Kim Sơn Long mở một chai Glenfiddich 30 năm tuổi ra, đầu tiên rót cho Trúc Linh Linh, sau đó tự rót cho mình. Anh ta lườm Tần Lâm, nói chắc anh không cần uống đâu nhỉ, nếu muốn uống thì gọi bia mà uống. Loại rượu này vô cùng đắt, để cho tên này uống há chẳng phải là lãng phí hay sao? Trúc Linh Linh nói, không cần đâu, để em uống chung với anh Tiểu Lâm. Nói xong, Trúc Linh Linh trực tiếp đẩy ly rượu ra giữa hai người, ý nói hai người cùng uống chung một ly. Kim Sơn Long nhất thời có chút khó chịu, con đàn bà thối tha này, đã thân mật cùng người đàn ông khác lại còn uống chung ly. Nếu Kim Sơn Long biết mấy phút trước hai người còn hôn nhau thì chắc anh ta sẽ nổi điên mất. Có Tần Lâm ở đây, nên Kim Sơn Long cũng không mấy hứng thú, dù là gọi rượu hay chọn nhạc đều giống như đang góp vui cho bọn họ, cảm thấy khó chịu vô cùng. Kim Sơn Long trầm ngâm một lúc, sau đó đột nhiên nói. Linh Linh, anh nghe nói dạo gần đây nhà họ Tề đang có động thái lớn, mọi người phải cẩn thận một chút. Kim Sơn Long nhướng mày, anh ta nói cứ như thật. Trúc Linh Linh thực sự quá đáng, phải dọa cô một phen để cô biết được tình hình hiện tại. Người nhà họ Tề hệt như hổ rình mồi,
nếu không có nhà họ Kim giúp đỡ thì Trúc Linh Linh có thể chống đỡ nổi sao? Trúc Linh Linh cau mày, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Áp lực của nhà họ Tề thực sự quá lớn, cô vẫn còn cảm thấy rùng mình mỗi khi nghĩ đến lần trước mẹ bị bắt lại. Trúc Linh Linh cầm ly rượu lên, dáng nặn ra nụ cười, nói. Kim thiếu gia, cảm ơn anh về chuyện lần trước. Lúc này Kim Sơn Long mới nở nụ cười hài lòng, tốt hơn là vẫn nên đề cập đến chuyện của nhà họ Tề. Chỉ cần dùng chuyện này để tạo áp lực thì xem cô có còn ngoan cố hay không. Kim Sơn Long nhấp một ngụm rượu, sau đó đột nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vừa mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Linh Linh, bây giờ nhà họ Tề luôn như hổ rình mồi, cho dù anh muốn giúp em thì cũng không phải danh chính ngôn thuận. Hay là thế này, chúng ta đính hôn trước, để người khác biết được em là con dâu nhà họ Kim, như vậy thì bọn họ sẽ không dám làm gì, có được không? Trúc Linh Linh nhíu mày khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Chuyện này, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tính về lâu về dài thì hơn. Đương nhiên Trúc Linh Linh không thể nào giả cho Kim Sơn Long được, cho dù là đính hôn cũng không được, sở dĩ cô đến đây gặp anh ta là vì áp lực mà nhà họ Tề đối với Vương Vân. Ngay cả như vậy thì cũng không thể nào bắt cô tuân theo sự điều khiển của anh ta được. Kim Sơn Long có chút không vui, nói, Linh Linh, em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu không đính hôn với anh, một khi nhà họ Tề làm khó thì ai có thể gánh thay cho gia đình em được đây? Anh có thể ra mặt với nhà họ Tề, còn người khác có thể sao? Nói xong, Kim Sơn Long nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt khiêu khích, mặt lộ vẻ bông đùa. Trúc Linh Linh cúi đầu, để tôi suy nghĩ một lát. Khi Trúc Linh Linh đang nghĩ cách, đột nhiên cửa quán bar được mở ra, vài người đi vào tạo nên tiếng ồn ào, còn đẩy theo một chiếc xe lăn. Trên xe lăn là một người thanh niên trông khá ôn hòa. Mau tránh ra, không thấy Tề thiếu gia đang đến sao? Người thanh niên ngồi trên xe lăn chính là đại thiếu gia của nhà họ Tề, Tề Hiền. Sau khi bị Tần Lâm đánh gãy hai chân thì Tề Hiền vẫn luôn nằm trên giường tịnh dưỡng khá lâu. Chỉ là tìm các bác sĩ giỏi ở khắp nơi đều không giúp được, chỉ mỗi hai cây kim bạc mà ai cũng lực bất tòng tâm, nói ra cũng chẳng ai tin. Hôm nay Tề Hiền không thể nào chịu được nữa, nên muốn ra ngoài để uống rượu. Lúc Trường Toàn đi đến các quán bar náo nhiệt, thậm chí còn nhảy tung tăng uống rượu, bây giờ đến chân cũng chẳng dùng được nên chỉ đành đến đây uống mấy ly là được. Sau khi Tề Hiền trở thành tàn phế thì tính khí anh ta càng lúc càng dễ nổi nóng. Vừa đến chỗ ngồi liền bắt đầu đập đồ. Má nó, mấy ngày không đến nên quên mặt ông đây rồi hả? Phục vụ đâu, làm cái quái gì hết rồi? Nhân viên phục vụ sợ đến thót tim, vội vàng tiến đến phục vụ, không dám lơ là Tề thiếu gia. Bên cạnh Tề thiếu gia là một người đàn ông trung niên, trông đằng đằng sát khí, xem ra có vẻ là vệ sĩ. Tề thiếu gia, hôm nay vốn là lén ra ngoài, xin cậu đừng gây sự. Tề Hiền không thèm quan tâm, có chú Long ở đây, tôi gây sự một chút thì có sao. Tề Hiền từ một đại thiếu gia ưa nhìn bỗng chốc trở thành kẻ tàn phế. Anh ta nhất thời không thể chấp nhận được cú sốc này. Hôm nay mang theo sự cục xúc đi ra ngoài, nhìn thấy người là muốn đánh, nhìn thấy ai cũng muốn chửi vài câu. Anh ta dẫn chú Long ra ngoài, xem ai dám làm gì anh ta. Chú Long bất lực lắc đầu, nhưng cũng chẳng nói gì. Đây là vệ sĩ của nhà họ Tề, vốn dĩ là cao thủ bên người thuê với giá cao của Tề Kiến Long gia chủ của nhà họ Tề, chỉ là quãng thời gian này để ông ta bảo vệ Tề Hiền. Chú Long tên thật là Trịnh Bình Long, người ta gọi là Hỗn Thiên Long, cái biệt hiệu này cũng trở thành tên của ông ta. Lúc Hỗn Thiên Long còn trẻ từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, vô cùng dũng mãnh, hiện tại chưa đến 40, là độ tuổi hoàng kim, sung sức nhất của những người luyện võ, vì thế Tề Hiền mới dám hống hách, ngang ngược. Cho dù người khác không quan tâm đến thân phận thiếu gia nhà họ Tề của anh ta, nhưng có chú Long ở bên cạnh, chẳng ai dám làm gì anh ta cả. Vừa nhìn thấy Tề Hiền bước vào, Trúc Linh Linh lập tức lo lắng, nắm lấy tay Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, phải làm sao đây? Tần Lâm nói với điệu bộ trêu đùa. Ở đây chẳng phải có Kim Thiếu gia sao, em sợ gì chứ? Không phải Kim Thiếu gia từng xử lý bọn họ sao? Xử lý thêm lần nữa thì có sao chứ? Kim Sơn Long rất khó chịu khi thấy hai người nắm tay nhau, mặc dù biết đó chỉ là hành động bất giác của Trúc Linh Linh thôi. Nhưng người con gái mà anh ta thích sao có thể bị người khác sờ vào chứ? Kim Sơn Long nghiêm mặt nói, chẳng qua chỉ là một thiếu gia của nhà họ Tề thôi mà, để anh đi xử lý anh ta, Linh Linh em đừng. Kim Sơn Long cảm thấy tên Tề Hiền này đến thật đúng lúc,
đã cho anh ta một cơ hội. Nếu như nhà họ Tề không đến, Trúc Linh Linh sẽ không cảm nhận được sự sợ hãi. Kim Sơn Long đứng dậy, chỉnh đốn lại cà vạt, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ, nghênh ngang bước đến. Tề Hiền lúc này đang uống rượu ừng ực, nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp thân hình nóng bỏng ở xung quanh, trong lòng anh ta càng cảm thấy khó chịu, hai chân tàn phế rồi, đến phụ nữ cũng không chơi được. Kim Sơn Long bước đến, đứng trước bàn của anh ta, giơ tay chỉ vào mũi Tề Hiền, lạnh lùng nói. Cút ra ngoài, đừng ở đây chướng mắt nữa. Tề Hiền vốn dĩ đã bực tức rồi, lại có người dám đến gây sự. Thằng chó chết mày là ai đấy? Kim Sơn Long hừ lạnh lùng một tiếng, Kim Sơn Long, đại thiếu gia nhà họ Kim ở tỉnh Lỵ. Kim Sơn Long nghĩ rất hay, chỉ cần anh ta nói ra cái danh hiệu nhà họ Kim, Tề Hiền chắc chắn sẽ sợ hãi. Dù sao trước đây bố anh ta cũng từng dạy dỗ Tề Kiến Long một trận, mặc dù nói mấy cái trực thăng vũ trang đó không phải là bố anh ta gọi đến, nhưng chắc chắn cũng có liên quan đến ông ấy. Bằng không thì nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Kim, nhà họ Tề sẽ dễ dàng thả Vương Vân ra sao? Tuy nhiên hoàn toàn khác với những gì Kim Sơn Long tưởng tượng, vừa dứt lời, sắc mặt Tề Hiền trở nên vô cùng u ám. Nhà họ Kim, một nhà họ Kim còn con mà cũng dám lượn lờ trước mặt tôi sao? Chú Long, làm tàn phế chân của anh ta cho tôi. Đừng nói là anh Kim Sơn Long, ngay cả bố anh Kim Quảng Trí đích thân đến đây, tôi cũng sẽ làm ông ta tàn phế. Vừa dứt lời, Hỗn Thiên Long gật đầu, trực tiếp đạp một phát. Bịch, Kim Sơn Long lập tức bị đạp nằm co ro dưới đất, phần bụng dưới đau dữ dội, mắt hoa, mặt biến sắc. Anh làm gì vậy? Anh dám đánh tôi, anh có tin bố tôi lại dạy dỗ các người một lần nữa không? Tề Hiền tức quá hóa cười, dạy dỗ tôi. Anh tưởng bố mình là ai chứ? Đánh cho tôi, Tề Hiền thực sự thấy nực cười, một nhà họ Kim còn con mà cũng dám hỗn xược trước mặt anh ta. Đông Hải này vốn dĩ là địa bàn của nhà họ Tề, một thiếu gia ở vùng khác như anh ta mà cũng dám hống hách, đây chẳng phải là muốn chết sao? Chú Long không hề nề mặt anh ta, Tề thiếu gia đã nói rồi, ông ta trực tiếp tiến lên đạp mạnh một phát vào xương bánh chè của Kim Sơn Long. Chú Long xuất thân là lính đánh thuê, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta, huống hồ gì là một Kim thiếu gia yếu ớt được nuông chiều từ bé này. Bị đạp vài cái, hai chân của Kim Sơn Long đã bị gãy, nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tề thiếu gia, cầu xin anh tha cho tôi đi. Coi như Kim Sơn Long đã nhìn ra, tên Tề Hiền này điên rồi, anh ta phát rồ rồi, không hề màng đến hậu quả, ngay cả anh ta cũng dám đánh. Advertisement Trúc Linh Linh ngồi TH nơi xa cau mày lại, cô cũng không ngỡ rằng lại có kết cục thế này. Chẳng phải nhà họ Kim từng xử lý nhà họ Tề sao? Sao tên Tề thiếu gia này lại chẳng hề có ý sợ anh ta vậy chứ? Advertisement Kim Sơn Long bị đánh gãy chân, nằm co rúm trên mặt đất, anh ta đã bị dọa sợ đến mức mặt trắng bạch. Tề Hiền vẫn không thấy hả giận, chỉ vào Kim Sơn Long rồi nói. Gọi điện thoại cho bố anh ta, bảo ông ta qua đây quỳ xuống xin lỗi tôi. Kim Sơn Long sững sờ, thấy mừng rỡ trong lòng, tên Tề Hiền này đúng là điên rồi, lại dám bảo anh ta gọi điện cho Kim Quảng Trí, chẳng phải là muốn chết siêu được, tôi gọi, bây giờ tôi sẽ gọi. Sau khi gọi điện xong, Kim Sơn Long cảm thấy rất mất mặt, rõ ràng là muốn thể hiện một chút trước mặt Trúc Linh Linh, kết quả lại bị người ta đánh gãy hai chân. Kim Sơn Long quay đầu lại chỉ về phía Tần Lâm rồi nói. Tề thiếu gia, kẻ đánh gãy chân của anh ở bên kia ổ anh ta bị đánh rồi, vậy thì tên họ Tần kia cũng đừng mơ được yên thân. Tề Hiền nhìn qua đó, lập tức thấy Tần Lâm, sắc mặt liền thay đổi. Gặp mặt kẻ thù anh ta cảm thấy máu sôi sùng sục. Mặc dù chuyện hôm đó anh bị đánh, Trúc Linh Linh cũng có phần, nhưng bởi vì ông nội đã căn dặn không được ra tay với nhà họ Trúc, nhà họ có người đứng sau, vì thế anh ta đành phải nhẫn nhịn. Nhưng tên họ Tần này không có hậu thuẫn gì cả, đã tìm rất lâu cuối cùng cũng tìm được anh. Chú Long, bắt anh ta lại, tôi muốn giết chết anh ta. Trúc Linh Linh sợ hãi, vội kéo Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, mau chạy thôi, bây giờ cô có người giúp đỡ, Tề Hiền chắc sẽ không dám làm gì cô. Nhưng Tần Lâm không quyền không thể, nếu như bị anh ta bắt được, chắc chắn sẽ khó thoát được cái chết. Tuy nhiên sau khi Trúc Linh Linh đứng dậy, chú Long đã lao đến, dù sao ông ta cũng xuất thân là lính đánh thuê, tốc độ chắc chắn nhanh hơn cô. Mặt Trúc Linh Linh biến sắc, vội chặn trước mặt Tần Lâm. Làm gì vậy, ban ngày ban mặt,
các người muốn làm gì? Tề Hiền lạnh lùng nói. Trúc Long, mặc kệ cô ta, đẩy cô ta ra, bắt tên kia lại. Trúc Long gật đầu, mặc dù không thể làm tổn hại đến người con gái này, nhưng không phải là không thể chạm vào, nếu cô cản trở, đẩy ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Tuy nhiên lúc chú Long định ra tay, Tần Lâm đột nhiên nói. Đi tập tễnh, xem dáng vẻ của ông chắc là phần đùi bị thương đúng không? Nói xong, chú Long lập tức sững sờ. Tên này sao có thể nhìn phát là biết được chứ? Quan trọng là Tần Lâm nói chuẩn khiến ông ta khựng lại một lúc. Dừng lại vài giây, Tần Lâm nói tiếp. Môi thâm, hầu sưng to, xem ra vết thương đã ảnh hưởng đến chỗ hiểm của ông rồi. Theo như phán đoán của tôi, bây giờ ông không thể làm chuyện ấy nữa rồi đúng không? Mặt chú Long biến sắc, bộ dạng hung dữ. Nhìn thấy biểu cảm ông ta biến đổi, Tần Lâm biết rằng mình đã đoán đúng, anh cười nhạt một tiếng. Không nghiêm trọng, tôi có thể chữa trị. Câu nói cuối cùng của Tần Lâm mới là trọng điểm. Chú Long đứng đó nhưng không vội ra tay, ông ta cũng muốn đợi xem Tần Lâm nói cái gì. Mấy câu nói trước của anh nói quá chuẩn. Mấy năm trước, chú Long bị thương, lúc làm lính bị trúng đạn ở phần đùi, tổn thương đến kinh mạch, dẫn đến ông ta mất năng lực của người đàn ông. Bao nhiêu năm nay ông ta đã đi cầu cứu rất nhiều danh y nhưng không ai có thể chữa khỏi. Bây giờ chú Long đã có tiếng nói trong xã hội, cần tiền có tiền, cần quyền có quyền, nhưng không thể động vào phụ nữ, điều này còn khó chịu hơn cái chết. Nhưng không ngờ rằng một căn bệnh tiềm ẩn như thế lại bị Tần Lâm phát hiện ra. Trước giờ ông ta chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai. Hơn nữa cơ thể chú Long vạm vỡ, đi đường rất ít ai có thể nhận ra vấn đề của ông ta, tên trước mắt có chút kỳ lạ. Tần Lâm nhìn dáng vẻ nghi hoặc của ông ta rồi cười nói. Sao nào, không tin à? Chú Long đứng đó không nhúc nhích, thực sự có chút do dự. Tề Hiên lại sốt ruột, chú Long, chú làm gì vậy, mau ra tay đi. Chú Long mắt điếc tai ngơ, ông ta ngồi trước mặt Tần Lâm, nói với vẻ mặt u ám. Cậu phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói. Tần Lâm nói, giơ tay ra đi, để tôi bắt mạch. Chú Long do dự một lát, nhưng rồi vẫn giơ tay. Tần Lâm bắt mạch bằng ba ngón tay, sau đó gật đầu. Mạch gân bị tổn thương, nhưng không khó chữa trị, về mặt lý luận mà nói, giống với việc bị tổn thương kinh mạch ở chân tay, chỉ có điều tình trạng thương tích của ông thuộc bệnh không tiện nói ra, vì thế mới không tiện chữa trị. Nói xong, Tần Lâm rút kim bạc ra, châm vào giữa ngón trỏ và ngón cái. Khi búng đầu ngón tay cây kim bạc liền phát ra tiếng kêu vù vù. Lập tức chú Long thấy khác lạ ở phần dưới của mình, đó là một cảm giác đã lâu không được thấy. Mặc dù chỉ hồi phục lại một chút nhưng chú Long đã nhìn thấy hy vọng. Ông ta vui mừng vội đứng dậy cùi người. Mong cậu chữa trị cho tôi. Tần Lâm gật đầu, nếu tôi đã ra tay, đương nhiên sẽ chữa trị cho ông, có điều, ông phải giúp tôi chút việc. Nói xong chú Long ngẩng đầu. Yên tâm, tôi hiểu rồi. Chú Long quay đầu, lạnh lùng nhìn Tề Hiền. Sắc mặt Tề Hiền tái mét lại, chú Long, chú muốn làm gì? Chú là vệ sĩ mà bố tôi thuê với giá cao đấy. Chú Long đến trước mặt Tề Hiền, lạnh lùng nói, Tề thiếu gia, xin lỗi, bắt đầu từ hôm nay tôi không phải vệ sĩ của nhà cậu nữa. Đắc tội rồi, nói xong, chú Long giơ tay ra nắm lấy đầu Tề Hiền, bẻ nhẹ một cái. Rắc một tiếng, Tề Hiền chết ngay tại chỗ. Chú Long ra tay rất quả quyết, sự dứt khoát này thật đáng nể phục. So với hạnh phúc của bản thân, thiếu gia nhà họ Tề là cái thá gì chứ? Chú Long bước đến trước mặt Tần Lâm, lại một lần nữa kính cẩn cúi đầu. Tần Lâm nói, quảng trường Tân Dân, đường Đông Y, y quán Hiên Viên, có thời gian thì ông đến đi, sẽ có người điều trị cho ông. Đúng như Tần Lâm nói, bệnh này không khó chữa trị, chỉ là liên quan đến cá nhân, khó nói nên lời, vì thế mới không thể lộ liễu đến tìm người khác để khám bệnh mà thôi. Về sau chỉ cần bấm huyệt là Khổng Phàm Lâm có thể chữa được. Nói xong Tần Lâm và Trúc Linh Linh đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này cả quán bà im lặng như tờ. Thiếu gia nhà họ Tề chết ở đây rồi. Điều quan trọng là anh ta không chết trong tay người khác, mà chết trong tay vệ sĩ của chính nhà mình. Tầm mấy phút sau, Kim Quảng Chí cũng đến. Khi vào quán bà nhìn thấy Kim Sơn Long nằm dưới đất, ông ta lập tức phẫn nộ. Con trai, con không sao chứ? Hai chân của Kim Sơn Long đã bị gãy, chắc là vẫn có thể chữa trị được. Nhưng cho dù là chữa được thì e rằng vẫn để lại di chứng, không đến nỗi phải ngồi xe lăn, nhưng chắc sẽ có thương tật.
Kim Quảng Chí nhìn thấy Tề Hiền ngồi trên xe lăn đã tắt thở, lập tức sửng sốt. Con trai, con đánh chết Tề Hiền à? Kim Sơn Long đau không nói nên lời, thoi thóp hơi thở cuối cùng, sau khi nhìn thấy bố liền ngất lịm đi. Kim Quảng Chí sợ hãi vội ôm lấy con trai rồi chạy ra ngoài. Sau khi về nhà, lập tức đóng chặt cửa, chuẩn bị xe để chạy trốn bất cứ lúc nào. Giết chết đại thiếu gia của nhà họ Tề, đây không phải là chuyện nhỏ, một khi nhà họ Tề tức giận muốn ra tay, e rằng nhà họ Kim không thể nào chống lại được. May mà họ ở tỉnh Ly, cho dù nhà họ Tề có ra tay thì cũng sẽ không quá bất ngờ, vẫn kịp để chạy trốn. Tin tức thiếu gia nhà họ Tề bị giết chết lập tức truyền ra ngoài, điều khiến người ta bất ngờ đó là nhà họ Tề lại không có động tĩnh gì. Mặc dù biết được tin thiếu gia nhà họ Tề bị chính vệ sĩ nhà họ giết chết, nhưng chuyện xảy ra phải có nguyên nhân, nói gì thì nói nhà họ Tề cũng phải truy cứu mới phải. Bây giờ nhà họ Tề lại không có phản ứng gì, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Sau khi Trúc Linh Linh TATS về, cả nhà đang bàn tán chuyện này. Linh Linh, con biết đã xảy ra chuyện gì không? Thiếu gia nhà họ Tề bị người ta giết chết. Trúc Linh Linh giả vờ ngạc nhiên, đương nhiên là cô biết vì cô cũng TH hiện trường mà. Dấu bé Vương Vân nói, không cần phải hỏi, chắc chắn là Kim Thiếu gia rồi. Trúc Linh Linh nhíu mày, Kim Thiếu gia, cái tên đó bị đánh gãy hai chân rồi, cô đã tận mắt chứng kiến mà. Mẹ, không đúng đâu. Sao con nghe nói Kim Sơn Long bị người ta đánh gãy hai chân, thiếu gia nhà họ Kim bị chính người nhà họ giết? Vương Vân hừ lạnh lùng một tiếng, cái con bé này biết gì chứ, Kim thiếu gia bị đánh, sao có thể chịu để yên chứ? Sau khi Kim Quảng Chí bố của Kim thiếu gia đến, chắc chắn là ông ấy ra tay. Sự phân tích của Vương Vân cũng có lý, Kim Quảng Chí xuất thân là quân nhân, tính tình nóng nảy, có bản lĩnh, nhìn thấy con trai bị đánh gãy chân, sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Vì thế chắc chắn là Kim Quảng Chí ra tay giết người, còn về việc bên ngoài đồn là người nhà giết, chắc chắn là do nhà họ Tề truyền tin ra bên ngoài. Thử nghĩ xem, nếu thực sự truyền ra ngoài là nhà họ Kim giết người, vậy thì rốt cuộc nhà họ Tề có báo thù hay là không? Không báo thù thì lại bị người ta nói là kém cỏi, vì thế phải bảo là chuyện nội bộ gia đình, không cần người ngoài phải bận tâm. Vương Vân phân tích rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên bà ấy đã đánh giá nhầm thực lực của nhà họ Kim. Nhà họ Kim ở tỉnh Ly nghe thì rất lợi hại, nhưng hoàn toàn không thể nào so sánh được với nhà họ Tề. Trúc Linh Linh không thể chịu nổi Vương Vân, bà ấy đánh giá quá chủ quan. Mẹ, chắc mẹ hiểu lầm rồi, con. Vốn dĩ Trúc Linh Linh định nói sự thật, Tần Lâm là người ra tay mới khiến Tề Hiền chết, nhưng nghĩ đến việc Vương Vân là người lắm mồm, nói ra có thể gây bất lợi cho anh Tiểu Lâm. Nghĩ một lúc cuối cùng cô đành kiềm chế lại. Vương Vân trừng mắt nhìn cô, mẹ nói cho con biết, con đừng có mà suốt ngày ở cạnh cái tên họ Tần, Kim thiếu gia bị thương rồi, có thời gian rảnh con đi thăm cậu ấy đi. Nói xong, Vương Vân rút điện thoại ra nhìn, lập tức vui mừng. Vương Nhị trả lời, nói hôm nay cô ấy đã tặng nhân sâm cho chủ tịch rồi. Trong lòng Vương Vân đã có tính toán, đồng thời phát triển cả hai đứa con rể vàng, thế nào cũng có người mắc câu. Đương nhiên trong lòng Vương Vân vẫn nghiêng về phía chủ tịch đứng đằng sau hơn, tuy nhà họ Kim cũng rất có thể lực, nhưng dù sao cũng là người từ vùng khác đến, sau khi gả con gái đi thì vẫn còn công việc ở bên này, cứ chạy đi chạy về như vậy cũng không tiện lắm. Hơn nữa, dù nhà họ Kim có lợi hại đến đâu thì thiếu gia nhà họ Kim cũng chỉ là đời thứ ba, ở trên còn có bố và ông nội, chẳng biết bao nhiêu năm nữa mới thực sự có quyền lực của riêng mình. Còn chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên thì khác. Dù còn trẻ nhưng đã nắm quyền lực trong tay. Với một công ty trị giá hàng chục tỷ như vậy, đương nhiên thân phận cũng sẽ lợi lại hơn Kim thiếu gia. Tần Lâm nhận được điện thoại của Vương Nhị, nói rằng có người tặng quà cho anh, vốn dĩ Tần Lâm không muốn đi gặp, vì anh cũng không quản lý công ty nên tặng quà cho anh thì có tác dụng gì chứ. Thành thật mà nói, nếu như muốn nhờ vả thì cứ gửi quà cho Vương Nhị là xong, sao phải cần tìm đến anh. Còn Vương Nhị có nhận hay không lại là chuyện của cô ấy. Người đã đến tận cửa nên Tần Lâm cũng ngại từ chối, đành mời Vương Nhị vào nhà. Chủ tịch Tần, đây là món quà có người nhờ tôi chuyển đến cho anh, ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi nhìn thấy nó là một món quà khá quý giá nên tôi mới đích thân đem đến đây. Tần Lâm cầm lấy chiếc hộp, anh nhất thời không thốt nên lời khi nhìn vào bên trong. Đây chẳng phải là nhân sâm sao? Ban đầu khi Tần Lâm đưa cho Trúc Linh Linh cây nhân sâm đó,
cô bảo sẽ đem đi tặng nên Tần Lâm mới đi hỏi Khổng Phàm Lâm, đương nhiên cây nhân sâm này giá trị không nhỏ, nhưng làm thế nào mà nó lại được tặng về tay anh chứ? Ai tặng vậy? Vương Nhị nói, một người phụ nữ tên Vương Vân. Tần Lâm không nói nên lời, vấn đề là Trúc Linh Linh muốn mua nhân sâm để giúp Vương Vân, nhưng Vương Vân lại lấy nó tặng cho anh. Thứ này quanh đi quẩn lại một hồi rồi cũng trở về tay Tần Lâm, thật là buồn cười. Tôi biết rồi, cô về trước đi. Tần Lâm gửi nhân sâm sang cho Trúc Linh Linh, thứ này đối với anh cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù thật sự chữa khỏi bệnh, Tần Lâm cũng sẽ không dùng một cây nhân sâm lâu năm như thế này để điều chế thuốc, bởi vì dược tính quá mạnh, sợ là không thể khống chế được. Thế nên cứ để cho Trúc Linh Linh sau này kinh doanh làm quà tặng vậy. Khi đến nhà họ Trúc, Tần Lâm cầm nhân sâm bước vào. Vương Vân đang cười tươi rói, lúc nãy Vương Nhị nhắn tin nói là đã đưa quà qua, sau khi nhận được chắc chắn sẽ có hồi âm ngay. Dù không có quà đáp lễ nhưng ít nhất cũng gọi điện hẹn nhau ăn uống gì đó chứ. Đang tưởng tượng thì Tần Lâm đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Tần Lâm đang cầm thứ gì đó trên tay, Vương Vân bất giác chế nhạo, lần nào cũng đến bằng tay không, lần này biết mua đồ rồi sao? Cầm gì đó để tôi xem, không phải là mấy loại trái cây hạ giá đó chứ? Nói xong, Vương Vân nhìn xuống xem thử, sau đó mặt bà đột nhiên biến sắc. Hở, đây là cái gì, tại sao nó lại ở chỗ cậu? Vương Vân không khỏi sững sốt khi cầm nhân sâm trên tay, đây chẳng phải là thứ bà ấy tặng cho chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên sao? Tần Lâm chỉ gật đầu, cũng không biết phải giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói thứ này chạy quẩn một vòng rồi lại về tay anh sao, thành ra tự mình tặng cho mình ư? Vương Vân cầm nhân sâm trên tay, cảm thấy có gì đó không đúng, xem ra nó có chút gì đó khác với cái mà bà đã tặng. Thực ra vẫn là món đồ đó, nhưng Vương Nhị cảm thấy bao bì hơi màu mè quá nên cô đã đổi túi khác. Vương Vân cảm thấy có gì đó không đúng, bèn cái này của cậu không phải đồ giả đúng không? Tần Lâm đáp, đương nhiên là không. Anh chính là thần y, nhân sâm thật hay giả anh còn không biết sao? Vẻ mặt Vương Vân đầy sự nghi ngờ, bà ấy cầm nhân sâm lên, sau đó nhìn Tần Lâm với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu đem nhân sâm này muốn tặng cho ai? Định đưa cho Linh Linh giữ. Được, tôi biết rồi, cậu về đi, để tôi đưa cho nó. Tần Lâm gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài, chỉ là một cây nhân sâm nên anh cũng chẳng thèm quan tâm, nếu Vương Vân muốn thì cứ cho bà ấy, dù sao thì đưa bà ấy hay Linh Linh thì cũng như nhau. Sau khi Tần Lâm rời đi, Trúc Linh Linh nghe thấy tiếng động liền bước ra ngoài, cô sửng sốt một lúc khi nhìn thấy Vương Vân cầm cây nhân sâm trên tay. Mẹ, mẹ lấy nhân sâm ở đâu thế? Vương Vân hừ lạnh một tiếng, không biết thằng nhóc họ Tần đó lại lấy đâu ra một cây nữa, nhân sâm có nhiều vậy sao? Trúc Linh Linh lắc đầu, con cũng không hiểu, nhưng chắc chắn nhân sâm trăm tuổi không có nhiều. Vương Vân cau mày, đột nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ nhân sâm này là đồ giả? Nhân sâm này giả thì không vấn đề, sợ là cây nhân sâm tặng đi kia cũng là đồ giả thì sao? Nghĩ đến đây, Vương Vân chợt toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Con gái à, mẹ ra ngoài một lát. Vương Vân vội vàng cầm nhân sâm bước ra ngoài, sau đó bắt taxi đến phố Đông Y để tìm vị bác sĩ nổi tiếng tên Lý Hạo Nguyên. Bác sĩ, tôi có một cây nhân sâm, ông giúp tôi xem là thật hay giả. Lý Hạo Nguyên cau mày, thưa bà, đây là y quán, không phải nơi giám định. Vương Vân lấy từ trong túi ra 1.000 tệ rồi đặt trên bàn của Lý Hạo Nguyên. Bác sĩ Lý, làm phiền ông rồi. Nhìn thấy tiền. Sắc mặt Lý Hạo Nguyên dịu đi đôi chút. Được thôi, tôi sẽ giúp bà xem thử. Nói xong, Lý Hạo Nguyên cầm cây nhân sâm lên, nhìn trái nhìn phải rồi dùng kính lúp quan sát tỉ mỉ, sau đó vừa vuốt râu vừa gật đầu. Thưa bà, đây là nhân sâm đỏ đặc biệt của núi Thê Hà, lại là nhân sâm trăm tuổi, giá cả chắc chắn vô cùng đắt đỏ. Lý Hạo Nguyên có chút ngưỡng mộ, người phụ nữ trước mặt quả không tầm thường chút nào, cách bà ấy ăn mặc cũng toát lên khí chất của người có tiền. Có thể lấy ra được một cây nhân sâm như thế này cũng không có gì là lạ. Vương Vân cau mày rồi tiếp tục hỏi, nhân sâm như này có nhiều lắm sao? Lý Hạo Nguyên cười phá lên, bà đang đùa ư, nếu như nhân sâm trăm tuổi của núi Trường Bạch thì có lẽ có vài cây, nhưng bản thân núi Thê Hà lại có sản lượng cực kỳ thấp, nhiều năm rồi vẫn không có cây nhân sâm nào như vậy, tôi có thể bảo đảm rằng cả nước chỉ có một cây duy nhất này. Cái gì? Vương Vân tức điên người, chỉ có một cây duy nhất.
Vậy há chẳng phải cây mà bà ấy tặng cho chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên lúc trước là đồ giả sao? Sắc mặt Phương Vân đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Tần Lâm này thật đáng ghét, lại dám đưa nhân sâm giả cho bà ấy. Phải làm sao bây giờ? Chẳng trách chủ tịch nhận được nhân sâm lâu như vậy rồi vẫn chưa có hồi âm, phía Vương Nhị cũng không thấy nói năng gì, hóa ra cây nhân sâm đó lại là đồ giả. Cái gì Vương Vân cũng không biết, đương nhiên là không thể nhìn ra được, nhưng chủ tịch là người như thế nào chứ, chắc chắn sẽ phân biệt được thật giả. Toi rồi, lần này coi như xong đời. Vương Vân cầm nhân sâm rồi vội vàng ra ngoài bắt taxi đến tập đoàn Hiên Viên. Sau nửa tiếng chờ trước chiếc Audi đỗ ở cửa, Vương Vân nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước ra từ tòa nhà, sau đó vội vàng tiến đến. Cô có phải là Phó Chủ tịch Vương không? Tôi là Vương Vân, chúng ta đã nói chuyện với nhau qua Zalo đó. Vương Nhị gật đầu, vâng, bà có chuyện gì thế? Sắc mặt Vương Vân đầy vẻ bối rối, thật xin lỗi cô, tôi phải làm phiền cô thêm lần nữa rồi. Vương Nhị cau mày, lại nhờ gì nữa đây? Vương Vân cảm thấy rất khó nói, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, bà cũng quyết định nói ra sự thật. Phó Chủ tịch Vương, tôi thật sự xin lỗi, lúc trước tôi có nhờ người thân đi mua nhân sâm, kết quả người đó lại mua nhầm nhân sâm giả. Vương Nhị cũng kinh ngạc, nhân sâm giả, cô thấy cây nhân sâm đó vô cùng quý giá, còn tưởng là đồ tốt nên mới đích thân đem đến cho Chủ tịch Tần, còn nhấn mạnh đây là nhân sâm quý, kết quả lại là đồ giả ư? Đây chẳng phải là đang tát vào mặt Vương Nhị sao? Tuy là Phó Chủ tịch như dù sao cô vẫn còn trẻ, cũng không biết quá nhiều về những thứ như nhân sâm, nếu Chủ tịch Tần phân biệt được thật giả thì chắc hẳn anh sẽ nghi ngờ về năng lực làm việc của cô. Vậy bà tính làm gì? Vương Vân nhanh chóng lấy nhân sâm ra đưa cho Vương Nhị. Cây này là thật, tôi đã đến phố Đông Y nhờ thần y kiểm tra rồi, chắc chắn không phải đồ giả, đây chính là cây nhân sâm đỏ trăm tuổi duy nhất trên toàn quốc. Lần này tuyệt đối không lầm. Vương Nhị gật đầu rồi cảm lấy cây nhân sâm đỏ, sau đó lên xe, lập tức đưa đến nhà chủ tịch Tần. Nhìn thấy vậy, Vương Vân vội nói. Hay là tôi đi cùng cô nhé? Vương Nhị hừ lạnh một tiếng, bà tặng nhân sâm giả lại còn dám vác mặt đến gặp chủ tịch sao? Lần sau hãng nói, sắc mặt Vương Nhị không mấy hài lòng, người phụ nữ này đã làm ra chuyện như vậy thì càng không thể để bà ấy đi gặp chủ tịch được. Cô cũng thầm thề rằng lần sau sẽ không giúp đỡ mấy chuyện như thế này nữa, ai biết được đám người này sẽ tặng cái quái gì, hơn nữa chủ tịch cũng không hề quan tâm đến thì cô bận tâm làm gì chứ. Chẳng mấy chốc Phương Nhị lại đến nhà Tần Lâm. Tần Lâm ngây ra một lúc, trong lòng tự hỏi sao cô ấy lại đến nữa. Phương Nhị cầm trên tay cây nhân sâm lúc nãy rồi đưa cho Tần Lâm. Phương Vân gửi đến một cây nhân sâm khác bởi vì cây trước đó là giả. Bà ta cũng bị người ta lừa nên vô cùng xin lỗi chủ tịch Tần ạ. Tần Lâm cau mày rồi nhìn cây nhân sâm, đây chẳng phải là cái cây đó ư? Vương Vân này bị bệnh gì vậy, có mỗi cây nhân sâm lại tặng đến tặng lui tận hai lần, còn nói là đồ giả nữa. Thật tốn công phí sức, Tần Lâm tiện tay ném nhân sâm sang một bên, được, tôi biết rồi. Vương Nhị vội vàng đi ra ngoài, chỉ sợ là Tần Lâm lại hỏi thêm gì nữa. Bước ra khỏi cửa. Vương Nhị mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cứ thầm mắng Vương Vân mấy câu. Chính vì bà ấy nên cô mới bị chủ tịch Tần nổi giận vô cớ. Không lâu sau, Vương Vân lại nhắn tin hỏi thăm. Phó Chủ tịch Vương, cô đã gửi đồ chưa, mọi chuyện thế nào rồi? Vương Nhị tức giận đáp, chả thế nào cả, chủ tịch ném đồ đi rồi. Vương Vân nhận được tin nhắn Zalo, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Toi rồi, chữa lợn lành thành lợn què rồi. Khó khăn lắm mới tặng quà được, thế mà mối quan hệ không những không tiến triển gì mà còn khiến người ta bực bội. Vương Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Tần Lâm đưa cho bà một cây nhân sâm giả thì sao có thể xảy ra chuyện này được. Đúng là thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, thằng nhóc này đúng là đồ sao chổi. Vương Vân càng nghĩ càng giận, sau đó lấy điện thoại gọi cho Tần Lâm. Cậu có bị bệnh không hả? Tại sao lại lấy nhân sâm giả? Nhìn thấy số điện thoại của Vương Vân, Tần Lâm vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến đây là mẹ của Linh Linh nên đành bắt máy, ngay lúc nghe máy Vương Vân lập tức chửi sổi xả. Tần Lâm cau mày, bà mới có bệnh đó. Vừa dứt lời liền cúp máy. Vương Vân sững ra một lúc, sau đó còn văng tục chửi thề ầm cả lên. Ngày hôm sau, Tần Lâm đến y quán, thấy không có quá nhiều bệnh nhân. Dù sao thì bệnh nhân ở dãy phố Đông Y đều được phân luồng.
có nhiều khách quen của những y quán khác cũng rất hiếm khi đến đây. Nhưng đương nhiên Tần Lâm không hề quan tâm, anh mở y quán chủ yếu để chữa những căn bệnh khó trị cũng như giúp đỡ nhân dân, chứ không phải vì kiếm tiền. Trước khi xuống núi, của cải mà sư phụ để lại cho anh có lẽ cả đời cũng không tiêu hết. Hơn nữa, chỉ riêng lợi nhuận của tập đoàn Hiên Viên cũng đã đủ cho người bình thường tiêu xài thoải mái rồi. Y thuật của Khổng Phàm Lâm thì không cần phải nói, ông ta rất hiếm khi gặp phải bệnh mà mình không chữa được, Diệp Văn Nhi cũng đã học được rất nhiều thứ từ ông ta trong khoảng thời gian này. Vừa bước vào y quán, ngoài hai người bọn họ ra, anh còn thấy một người đứng ở ngay cửa, đó là Hỗn Thiên Long. Hỗn Thiên Long vô cùng lo lắng về căn bệnh không tiện nói ra của mình, nên sáng sớm đã đến y quán này để điều trị. Khổng Phàm Lâm đã làm theo hướng dẫn của Tần Lâm để điều trị cho ông ta, sức khỏe của Hỗn Thiên Long rất tốt, trong vòng nửa tháng có lẽ sẽ thấy được hiệu quả ban đầu. Hỗn Thiên Long vô cùng cảm kích về điều này. Tần Đại Sư, tôi là Trịnh Bình Long, từ hôm nay trở đi tôi tình nguyện làm bảo vệ cho y quán của cậu. Tần Lâm có công chữa được căn bệnh khó nói của anh ta nên ắt anh ta sẽ coi như bố mẹ, Trịnh Bình Long lại không thiếu tiền, cũng không muốn đến cái kiểu gia đình đó làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Nếu làm bảo vệ ở y quán này, sau này có bệnh còn được ưu tiên chữa trị, tại sao lại không cơ chứ? Hơn nữa, Trịnh Bình Long cảm thấy Tần Lâm không phải người bình thường. Ngoài y thuật, võ công của anh cũng vô cùng tốt. Tuy chưa từng thấy qua, nhưng khi nhìn nhịp bước của Tần Lâm lúc né để tránh đụng vào vai người khác khi bước qua nhau liền biết được anh là một người phi thường. Nghĩ lại ngày hôm đó ở quán bar, dưới sự uy hiếp của Trịnh Bình Long, nhưng sắc mặt Tần Lâm vẫn không hề thay đổi. Lúc đó nghĩ rằng anh chỉ có y thuật hơn người nên mới tự tin như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có thể thân thủ của Tần Lâm cũng vô cùng phi thường, vốn biết rằng Trịnh Bình Long không thể tổn thương anh nên trong lòng mới dự tính trước như vậy. Lý do chính khiến anh không đích thân xử lý Tề Hiền là vì xem thường. Do vậy Trịnh Bình Long mới cảm thấy Tần Lâm thật sự lợi hại, nên đến đây để làm công cho anh. Diệp Văn Nhi thè lưỡi làm trò với Tần Lâm, y quán này của bọn họ quả là nơi ngọa hổ tàng long, mà. Mấy ngày nay cô có tra trên mạng mới biết được Khổng Phàm Lâm không phải người thường, mà là một bậc thầy về đông y. Toàn quốc tổng cộng có hơn 10 người có tư cách được xưng là bậc thầy đông y. Khổng Phàm Lâm là một trong số đó. Một nhân vật lớn như vậy lại đến đây làm công cho anh Tiểu Lâm, hôm nay Trịnh Bình Long cũng đến đây, có lẽ ông ta cũng là một nhân vật máu mặt. Vẫn là anh Tiểu Lâm lợi hại nhất, khi đang dọn dẹp y quán để chuẩn bị đón bệnh nhân thì bỗng có hai người bước vào, một nam một nữ. Bọn họ đều khoảng tầm 20, người nam ăn mặc bình thường nhưng giá cả không hề rẻ, người nữ ăn mặc lộng lẫy nhưng cả người toát ra vẻ tầm thường của mấy tên nhà giàu mới nổi. Vừa bước vào, người phụ nữ ôm lấy bụng, sắc mặt hơi tái. Bác sĩ, bụng của bạn gái tôi bị đau, mọi người khám giúp cô ấy với. Nói hoảng, xong, hai người ngẩng đầu lên, nhất thời hốt Diệp Văn Nhi. Sao lại là cô? Diệp Văn Nhi ngớ ra một lúc, biểu cảm có chút kỳ lạ. Ninh Minh Lượng, Trịnh Hân. Trịnh Hân nhìn thấy Diệp Văn Nhi, đột nhiên cười khẩy. Đường đường là hoa khôi lớp chúng ta, bây giờ lại đi làm y tá. Ha ha, đúng là lên voi xuống chó mà bây giờ cũng đến lượt cô hầu hạ tôi rồi đó. Diệp Văn Nhi nhíu mày, cảm thấy hơi bực mình. Trịnh Hân và Đinh Minh Lượng trước đây đều là bạn học của cô, khi còn đi học họ đã yêu nhau, sau này Đinh Minh Lượng mới bí mật theo đuổi Diệp Văn Nhi. Lúc đó mọi người đều biết chuyện của Trịnh Hân và Đinh Minh Lượng, ngay cả giáo viên cũng không ngoại lệ, và đương nhiên Diệp Văn Nhi cũng biết. Cô không ngờ rằng Đinh Minh Lượng sẽ tỏ tình với cô. Lúc đó cô đã mắng anh ta ngay tại chỗ, kết quả lại bị người khác thấy, sau đó cả trường đều biết chuyện. Lúc Trịnh Hân biết tin liền đòi chia tay với Đinh Minh Lượng. Trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù Diệp Văn Nhi không đồng ý nhưng cô ta vẫn cảm thấy bạn trai mình đã bị cướp mất. Vốn dĩ Trịnh Hân thừa biết bản thân không bằng Diệp Văn Nhi, nhưng cô ta lại luôn muốn so sánh, vì sự việc này nên mọi người đều bàn tán sau lưng cô ta. Nói rằng Trịnh Hân không xinh như Diệp Văn Nhi, cũng không dịu dàng bằng nên Đinh Minh Lượng mới muốn cắt đứt mối quan hệ với cô ta. Những lời bàn tán đó khiến Trịnh Hân cảm thấy vô cùng khó chịu, nên cô ta đã tung tin đồn khắp mọi nơi. Nói rằng Diệp Văn Nhi luôn giữ mình trong sạch lại đi quyến rũ đàn ông, chính cô mới là người quyến rũ Đinh Minh Lượng để rồi dẫn đến sự việc ngày hôm đó. Khi còn là học sinh, chẳng mấy ai phân biệt được thật giả, nên cứ nghe nhầm đồn bậy.
đến mức nhiều người còn cho rằng Diệp Văn Nhi đã từng qua lại với Đinh Minh Lượng. Sau đó, Diệp Văn Nhi đã thôi học, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Chỉ không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, hai người lại quay về với nhau. Diệp Văn Nhi đảo trong mắt, nói, chỗ nào không khỏe cứ nói với bác sĩ Khổng là được. Trịnh Hân vừa ngồi trên ghế để Khổng Phàm Lâm bắt mạch vừa nói. Tôi nghe nói năm đó cô nghỉ học là vì chuyện gia đình, xem ra có vẻ là thật nhỉ, trước đây không phải là không hề thay đổi. Lúc đó nghĩ rằng anh chỉ có y thuật hơn người nên mới tự tin như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có thể thân thủ của Tần Lâm cũng vô cùng phi thường, vốn biết rằng Trịnh Bình Long không thể tổn thương anh nên trong lòng mới dự tính trước như vậy. Lý do chính khiến anh không đích thân xử lý Tề Hiền là vì xem thường. Do vậy Trịnh Bình Long mới cảm thấy Tần Lâm thật sự lợi hại, nên đến đây để làm công cho anh. Diệp Văn Nhi thè lưỡi làm trò với Tần Lâm, y quán này của bọn họ quả là nơi ngọa hổ tàng long, mà. Mấy ngày nay cô có tra trên mạng mới biết được Khổng Phàm Lâm không phải người thường, mà là một bậc thầy về đông y. Toàn quốc tổng cộng có hơn 10 người có tư cách được xưng là bậc thầy đông y, Khổng Phàm Lâm là một trong số đó. Một nhân vật lớn như vậy lại đến đây làm công cho anh Tiểu Lâm, hôm nay Trịnh Bình Long cũng đến đây, có lẽ ông ta cũng là một nhân vật máu mặt. Vẫn là anh Tiểu Lâm lợi hại nhất, khi đang dọn dẹp y quán để chuẩn bị đón bệnh nhân thì bỗng có hai người bước vào, một nam một nữ. Bọn họ đều khoảng tầm 20, người nam ăn mặc bình thường nhưng giá cả không hề rẻ, người nữ ăn mặc lộng lẫy nhưng cả người toát ra vẻ tầm thường của mấy tên nhà giàu mới nổi. Vừa bước vào, người phụ nữ ôm lấy bụng, sắc mặt hơi tái. Bác sĩ, bụng của bạn gái tôi bị đau, mọi người khám giúp cô ấy với. Nói hoảng, xong. Hai người ngẩng đầu lên, nhất thời hốt Diệp Văn Nhi. Sao lại là cô? Diệp Văn Nhi ngớ ra một lúc, biểu cảm có chút kỳ lạ. Đinh Minh Lượng, Trịnh Hân. Trịnh Hân nhìn thấy Diệp Văn Nhi, đột nhiên cười khẩy. Đường đường là hoa khôi lớp chúng ta, bây giờ lại đi làm y tá. Ha ha, đúng là lên voi xuống chó mà bây giờ cũng đến lượt cô hầu hạ tôi rồi đó. Trong khi Khổng Phàm Lâm đang kê đơn thuốc, Trịnh Hân khoác cánh tay Đinh Minh Lượng, nói. Diệp Văn Nhi, cô không ngờ đúng chứ, Đinh Minh Lượng bây giờ đang làm ăn rất tốt, hiện tại chúng tôi đã là phó giám đốc tổ chức từ thiện ở khu Hoa Nam, thu nhập hàng năm vài trăm nghìn, lúc đầu cô từ chối anh ấy, bây giờ hối hận rồi chứ. Đinh Minh Lượng ưỡn cái bụng lớn của mình lên, mặt mày ra vẻ cười nhạo. Ban đầu Diệp Văn Nhi từ chối anh ta vô cùng tuyệt tình. Lúc trước anh ta là một người bình thường, còn Diệp Văn Nhi lại là một tiểu thư con nhà giàu. Quả thực đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng hiện tại, địa vị của cả hai gần như hoán đổi cho nhau, ai là cóc ghẻ ai là thiên Nga thì vẫn nên coi lại. Diệp Vãn Nhi vẫn ra vẻ thờ ở, không có gì phải hối hận, tôi căn bản không hề thích anh ta. Trịnh Hân hừ lạnh một tiếng, cô cứ nói thế đi, cô cũng biết bây giờ anh ấy đã là chồng tôi, cô trèo cao không tới nên mới nói vậy chứ gì. Thôi được rồi, đều là chuyện cũ cả. Bây giờ nói cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, dù sao thì bây giờ tôi cũng đang sống rất tốt. Ông xã ơi, hải sản hôm qua chúng ta ăn rất ngon, em nhớ trước khi đi anh được tặng voucher đúng không, cho Vãn Nhi đi, để cô ấy đi ăn thử. Đinh Minh Lượng cười nói, bà xã à, voucher phải ấn đủ 2.000 mới được giảm 500, những người bình thường như bọn họ lại có thể tiêu hơn 1.000 vào một bữa ăn sao? Chẳng phải là muốn giết họ đấy ư? Trịnh Hân giả vờ đột nhiên nhận ra, ô. Ra là vậy, do em suy nghĩ không chu toàn rồi, một bữa ăn hơn 1.000 thật quá xa xỉ với bọn họ, tiền sinh hoạt của người bình thường một tháng chỉ bấy nhiêu, cũng không thể nào một bữa ăn sạch tiền tiêu cả tháng được chứ, ha ha. Hai người cùng nhau vợ hát chồng khen hay, đừng nói là ghét người ta, ngay cả việc ăn hải sản cũng thêu dệt được nửa ngày trời. Khổng Phàm Lâm kê đơn thuốc rồi đưa sang, ông nói với vẻ khá bực dọc. Uống thuốc theo đơn, sau một ngày sẽ thấy hiệu quả. Đinh Minh Lượng vội nói, bác sĩ phải kê thuốc tốt cho vợ tôi đấy, tiền bạc không thành vấn đề, chủ yếu là dạ dày của vợ tôi, nó vô cùng quý giá. Nói xong, Đinh Minh Lượng lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn, có lẽ là hơn 1.000. Tiền khám, tôi đưa nhiều một tí, coi như tiền tiếp dứt lời, Đinh Minh Lượng đỡ Trịnh Hân đứng dậy, cả hai vừa cười vừa đi ra ngoài. Khổng Phàm Lâm không nói nên lời, bực mình trợn mắt, thứ gì thế này? Ăn hải sản thôi cũng làm lắm trò. Đường đường là bậc thầy về đông y lại bị hai đứa nhà giàu mới nổi này chọc tức. Diệp Vãn Nhi cũng trợn tròn mắt,
không chịu nổi loại người này. Tần Lâm mỉm cười, không sao, loại người này cứ coi như trò cười là được. Nhưng khi nghe bọn họ nói xong, anh lại cảm thấy hải sản cũng không tồi đấy. Văn Nhi, hay là trưa nay chúng ta đi ăn hải sản đi? Diệp Vãn Nhi gật đầu, được, đều nghe anh Tiểu Lâm hết. Tần Lâm nhìn Khổng Phàm Lâm và Trịnh Bình Long, nói, hai người đi cùng không? Khổng Phàm Lâm lắc đầu, tôi không đi, tránh làm bóng đèn. Trịnh Bình Long cũng lắc đầu không đi. Tần Lâm đành một mình đi ăn với Diệp Vãn Nhi. Anh lấy điện thoại ra, tiện tay tra một nhà hàng 3 sao Michelin. Sau khi Trịnh Hân rời khỏi y quán Hiên Viên, cô ta cảm thấy tỉnh thần sảng khoái và bụng cũng không còn đau nữa. Tuy chưa uống thuốc nhưng cô ta lại vô cùng vui vẻ về chuyện với Diệp Vãn Nhi. Con tiện nhân năm đó luôn hơn mình về mọi mặt, bây giờ như thế nào chứ? Chẳng phải là mình trở thành phú bà còn cô ta vẫn là người thường hay sao? Trịnh Hân càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái, bèn nói, ông xã, hay là chúng ta đi ăn một bữa chúc mừng đi, được không? Định Minh Lượng cười đáp, được thôi, em muốn ăn gì? Trịnh Hân lấy điện thoại ra tra một lúc, ông xã, nhà hàng Michelin này chúng ta chưa đi, hay là qua đó ăn đi được không? Nhìn nhà hàng Michelin này Định Minh Lượng nhướng mày, có vẻ hơi ngượng ngùng. Michelin 3 sao, nhà hàng này chuyên hải sản Nhật, đắt hơn Michelin bình thường, chi phí bình quân của mỗi người phải trên 1000 tệ, hơn nữa đó chỉ là khi không uống rượu, nếu gọi một chai rượu thì sẽ đắt hơn nữa. Hai người họ ăn một bữa, vớ vẩn phải mất hàng chục nghìn tệ. Đinh Minh Lượng chẳng qua chỉ là nhân viên văn phòng với mức thu nhập hàng tháng tầm 20-30 nghìn tệ, đắt đỏ như thế anh ta chắc chắn không thể nào chi trả được. Hai ngày nay Trịnh Hân đã tiêu nhiều tiền. Lại đi nhà hàng Michelin này nữa, sợ rằng. Trịnh Hân nhìn thấy mặt Đinh Minh Lượng biến sắc liền làm nũng. Chồng, sao anh không nói gì chứ, không phải anh yêu em nhất sao? Đinh Minh Lượng chẳng còn cách nào nữa đành phải gật đầu. Được, 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 đi, để anh đặt chỗ. Đinh Minh Lượng lấy điện thoại gọi điện cho nhà hàng. Xin chào, tôi muốn đặt chỗ. Chào anh, bên chúng tôi có hai loại chỗ, loại thứ nhất là chỗ ngồi phổ thông. Loại thứ hai là chỗ ngồi VIP sang trọng, anh muốn đặt loại nào? Đinh Minh Lượng nhíu mày, có gì khác biệt? Chỗ ngồi phổ thông thấp nhất là tốn 1000 tệ, còn chỗ ngồi VIP sang trọng tối thiểu tốn 20 nghìn tệ. Đinh Minh Lượng thầm sửng sốt, sợ thật, mức chi phí tối thiểu đã là 20 nghìn tệ, thực sự quá đắt. Đinh Minh Lượng cầm điện thoại, quay đầu nói nhỏ, loại phổ thông là được rồi. Mặc dù Trịnh Hân nghe thấy nhưng cũng không để ý. Chủ yếu cô ta muốn ăn ở nơi sang chảnh, chụp vài tấm hình đăng lên dòng thời gian để khoe khoang là được rồi. Còn về việc mấy món đó có thực sự đáng tiền hay không thì cô ta cũng chẳng biết. Vợ ơi, anh đặt xong rồi, chúng ta đi thôi. Chồng em giỏi thật đấy. Hai người lái xe đến trước cửa nhà hàng này. Vừa bước vào lập tức cảm thấy xa hoa, sang trọng, nhà hàng này rất rộng, bên trong trang trí cây cảnh, còn có sông núi nhân tạo, môi trường sinh thái chiếm nửa già. Khoảng cách giữa các bàn ăn rất xa, không làm phiền đến nhau. Chỉ môi trường này thôi đã thấy rất đắt rồi. Wow, chỗ này thật sang trọng. Trịnh Hân cũng lần đầu tiên đến nhà hàng kiểu này, đâu đâu cũng cảm thấy tươi mới. Chồng ơi anh xem bên kia, nhà hàng gần biển, phía nhìn ra biển là cửa sổ sát đất rất rộng, bên cạnh còn có nghệ sĩ piano và violin không ngừng biểu diễn, bầu không khí rất tốt. Chúng ta có thể ngồi bên kia không? Phục vụ đến rồi nói. Xin chào, hai vị đặt chỗ ngồi phổ thông, ở bên này. Phục vụ chỉ vào vị trí không được đẹp cho lắm ở giữa. Mặc dù Trịnh Hân có chút thất vọng, có điều cô ta cũng không để ý, dù thế nào cũng đều là đến ăn ở nhà hàng Michelin. Hai người nhanh chóng ngồi xuống, sau khi gọi chút đồ ăn, Trịnh Hân bắt đầu chụp ảnh. Đinh Minh Lượng thở phào nhẹ nhõm, may là dạ dày cô ta khó chịu, không gọi món gì, nếu không bữa cơm này phải mất mấy nghìn tệ. Lúc Trịnh Hân chụp ảnh, nhìn thấy Tần Lâm và Diệp Văn Nhi vào trong. Cô ta lập tức nhíu mày lại. Sao hai người lại đến đây? Vừa mới gặp nhau chưa cách đây không lâu, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Bọn họ đến đây làm gì? Nhà hàng sang trọng như thế này là nơi họ có thể chi trả nổi sao? Đinh Minh Lượng hừ lạnh lùng một tiếng, chắc là không biết giá của nhà hàng này chứ gì, mà ở đây nếu không đặt trước thì không thể đến ăn được. Đợi lát nữa xem nhân viên phục vụ chế nhạo họ thế nào. Sau khi vào Diệp Văn Nhi nói, anh Tiểu Lâm, em đi vào nhà vệ sinh trước, anh đợi em một lát.
Tần Lâm vào trong hỏi nhân viên phục vụ, nhà vệ sinh đi lối nào vậy? Nhân viên phục vụ rất lễ phép, xin hỏi anh đã đặt bàn trước chưa ạ? Nhà vệ sinh ở bên trong. Tần Lâm gật đầu, tôi đặt rồi, bạn tôi muốn vào nhà vệ sinh trước. Lúc nói Diệp Văn Nhi định đi vào trong, đột nhiên Trịnh Hân đứng dậy. Ha ha, bọn họ chưa đặt bàn trước, bọn họ đến để dùng nhà vệ sinh. Trịnh Hân nói to như thế, lập tức ánh mắt đám đông đều nhìn qua, ở một nhà hàng sang trọng yên tĩnh như thế này, tất cả mọi người đều quay lại hóng chuyện. Có điều Trịnh Hân cũng không để ý, dù sao người mất mặt cũng không phải là cô ta. Nhân viên phục vụ sững sờ, có chút mông lung. Trịnh Hân cười khẩy, cô ta tiến đến chỉ vào hai người rồi nói. Hai người họ lừa anh đấy, bọn họ không thể nào chi trả được, chắc chắn là đi ở bên ngoài mệt muốn dùng đi vệ sinh, đến viện cớ để mượn dùng nhà vệ sinh ở đây, vì thế mới cố ý nói là đặt bàn trước rồi. Nhân viên phục vụ nhíu mày, không phải chứ? Trịnh Hân hừ lạnh lùng rồi nói, sao lại không phải chứ? Loại người này tôi gặp nhiều rồi, không có tiền gọi xe chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe bus, bởi vì mất nhiều thời gian nên phải đi vệ sinh ở bên ngoài, mà gần đây không có quán KFC nào, bọn họ mới vào chỗ này, dù sao nhà vệ sinh ở nhà hàng cao cấp như thế này cũng sẽ miễn phí giấy vệ sinh, nói không chừng lúc đi ra bọn họ còn tiện thể lấy luôn vài cuộn giấy vệ sinh. Nhân viên phục vụ nhíu mày, thực sự có loại người như vậy sao? Có điều cách ăn mặc của Tần Lâm thực sự không giống với người có tiền cho lắm, sắc mặt của phục vụ trở nên u ám, anh ta nói. Mời anh ra ngoài, Tần Lâm nhíu mày lại, tôi nói rồi, tôi đã đặt bàn trước, anh nghe dăm ba câu của người phụ nữ này liền đuổi khách sao? Nhân viên phục vụ cười khẩy, khách, đến dùng kẻ nhà vệ sinh, trộm giấy vệ sinh cũng là khách sao? Người phụ nữ này đã gọi món rồi, các người là cái thá gì chứ? Lời nói của nhân viên phục vụ khiến Tần Lâm, Diệp Văn Nhi có chút khó chịu. Anh đúng là quá không tôn trọng người khác rồi đấy. Chúng tôi có đặt bàn trước rồi, không phải đến đây để ăn cắp giấy vệ sinh. Diệp Văn Nhi cũng tức giận, nhà hàng Michelin sao nhân viên phục vụ lại có tố chất thế này chứ? Nhân viên phục vụ hừ lạnh lùng một tiếng, bớt dùng chiêu này với tôi đi. Bây giờ các người mau chóng cút ra ngoài cho tôi, đừng mất mặt ở đây nữa, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Cãi nhau ầm ĩ đã thu hút sự chú ý của tất cả khách hàng, sau đó một người đàn ông mặc vest xuất hiện. Tiểu Lưu, sao thế? Người phục vụ tên Tiểu Lưu đó nói, hai người này chưa đặt bàn trước mà vẫn đòi vào nhà vệ sinh của chúng ta. Giám đốc nhà hàng cau mày, cậu cũng không thể đối xử với khách như thế, tôi dạy cậu thế nào? Giám đốc lập tức thay đổi vẻ mặt cười khách khí, hai vị muốn mượn dùng nhà vệ sinh sao? Mời vào trong, Trịnh Hân cười khẩy. Giám đốc đúng là tử tế, rõ ràng biết các người sẽ không ăn uống ở đây nhưng vẫn cho các người mượn dùng. Giám đốc cười, bất luận có chi tiền hay không thì phục vụ mới là tôn chỉ của chúng tôi. Lời nói của vị giám đốc này cũng khá ổn, Tần Lâm và Diệp Văn Nhi cũng bớt giận. Tôi nói rồi, tôi đã đặt trước, là bàn số 3. Giám đốc sững sờ, vừa định nói thì Trịnh Hân bật cười. Ha ha, anh đừng có mà bốc phét, anh nói số khác thì không sao. Đằng này anh lại nói bản số 3, tôi nói cho anh biết, chồng tôi đặt bản số 3, anh chắc chắn là đặt cùng một bàn với chồng tôi chứ. Lời Trịnh Hân vừa nói ra, mọi người lập tức có chút không hiểu. Chẳng nhẽ, hai người này thực sự đến để dùng nhờ nhà vệ sinh sao? Giám đốc nhà người ta cũng xuống nước rồi, để bọn họ không cần dùng bữa cũng có thể dùng nhà vệ sinh, sao còn không biết điều chứ? Chẳng phải đang tự khiển mình khó chịu sao? Giám đốc cũng nhíu mày, thưa cậu, số điện thoại của cậu là bao nhiêu, để tôi tra xem. Advertisement dù sao cậu đây đã cố chấp bảo mình có đặt bàn trước thì tra một chút là sẽ biết ngay đúng hay sai. Sau khi Tần Lâm báo số điện thoại, giám đốc nhập vào máy tính, mặt lập tức cứng đờ, vội vàng nói. Xin lỗi cậu đúng là có đặt bàn trước, xin mời. Giám đốc nói như vậy khiến mọi người đều trợn tròn mắt, đúng là có đặt bàn trước. Không ngờ lại có nhầm lẫn. Advertisement sắc mặt Trịnh Hân thay đổi, không thể nào, bàn mà chồng tôi đặt mới là bàn 3, chẳng nhẽ chúng tôi nhầm sao? Lúc này, Đinh Minh Lượng đứng dậy. Không sai, bàn chúng tôi đặt trước là bàn 3, mấy người tra xem, nhất định là có nhầm lẫn gì rồi, ông tra lại số điện thoại của anh ta xem, biết đâu anh ta nói vớ vẩn đấy. Giám đốc mặt không cảm xúc nói, đúng là bàn 3, chỉ có điều hai vị đây sẽ ngồi ở bàn ăn sang trọng của khách VIP. Khác chỗ của hai vị đây.
Nói xong, hai người Trịnh Hân nhất thời bối rối. Bàn ăn sang trọng của khách VIP, Đình Minh Lượng biết rõ, đó là vị trí cạnh cửa sổ sát đất bên cạnh biển, giá của bàn đó ít nhất phải 20.000, đấy mới chỉ là ngồi không ở đó không ăn không uống gì, không gọi đồ gì đã phải trả 20.000 tệ rồi. Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm này chỉ là bác sĩ và y tá lại có thể có trả được tiền cho vị trí cao cấp đến thể sao. Trịnh Hân nghe thấy vậy, hai người kia ấy mà lại ngồi bàn VIP. Chồng ơi, em cũng muốn ngồi bên đó. Trịnh Hân đã muốn ngồi bên đó từ trước rồi, chỉ có điều Đinh Minh Lượng đã đặt bàn xong, nên không đổi được. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai người Diệp Vãn Nhi có thể ngồi ở bên đó, trong lòng lập tức thấy không thoải mái. Giám đốc nói, Begit vẫn còn bàn ăn sang trọng dành cho khách VIP, nếu như hai vị muốn nâng cấp lên bàn ăn đó, thì tôi có thể đổi. Trịnh Hân vui mừng nói, chồng ơi, chúng mình đi đi. Khóe miệng Đinh Minh Lượng giật giật. 20.000 đấy, ăn một bữa cơm mà tổn tận 20.000, đúng là đắt chết mài. Vợ à, hay là, nếu là ngày thường, Trịnh Hân sẽ không tùy hứng như ngày hôm nay, dù sao có nhiều tiền như thế tiêu một chút thì có gì không tốt chứ. Dù sao bây giờ trước mặt Diệp Vẫn Nhi, cô ta cũng không muốn thua. Em không quan tâm, em muốn sang bên đó. Đình Minh Lượng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Được rồi, nói xong, mọi người đều ngồi vào chỗ. Hai người Tần Lâm ngồi bàn số 3, bọn họ ngồi bàn số 4, ngồi cạnh nhau. Có điều đây là ghế lô, ghế sofa rất cao, vậy nên không ai nhìn thấy ai. Văn Nhi, gọi món đi. Diệp Văn Nhi cầm thực đơn lên rồi bắt đầu gọi món. Có điều cô ấy cũng cảm thấy mấy món trên đây rất đắt, vậy nên gọi ít một chút, tiết kiệm một chút. Trịnh Hân ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, lập tức lạnh lùng cười. Không trả nổi tiền ăn thì đừng có miễn cưỡng. Đừng có gọi nhiều quá không trả nổi tiền ăn đâu, đến lúc không trả nổi thì ngại lắm. Mặc dù không thấy mặt nhưng giọng điệu đáng ghét của Trịnh Hân vẫn truyền sang. Tần Lâm cầm thực đơn lên nói với nhân viên phục vụ. Gan ngỗng chiên thơm, thịt dê, tôm hùm, cá hồi. Tần Lâm gọi mấy món thường thấy, còn Văn Nhi muốn ăn hải sản, đương nhiên là Tần Lâm chẳng hề quan tâm giá cả rồi. Nghe thấy Tần Lâm ở bên đó gọi món, Trịnh Hân lạnh lùng hừ một tiếng. Thùng giống kêu to, cần gì phải làm vậy chứ? Phục vụ, bọn họ gọi món gì, chúng tôi gọi gấp đôi. Tiếng của Trịnh Hân rất to, đây là muốn phân cao thấp, còn ả nghèo rách Diệp Văn Nhi còn trả nổi tiền ăn, chẳng nhẽ cô ta không trả nổi. Đinh Minh Lượng nhíu mày, có điều không ngăn cản, dù sao cũng phải trả ít nhất 20.000 rồi, không gọi chẳng phải mất trắng à, dù sao thì gan ngỗng với tôm hùm dù đắt nhưng cũng chỉ mấy trăm tệ một đĩa mà thôi. Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy liền hỏi, thưa chị có chắc không sao, khách bàn ba gọi rất nhiều ạ, e rằng hai anh chị sẽ không ăn hết. Trịnh Hân lạnh lùng hừ một tiếng, dửng dưng mà nhân viên thì thôi, đồ đi. N phục vụ bĩu môi, nếu người ta đã nói như vậy thì anh ta cũng chỉ có thể làm theo. Nói, không ăn hết thì thôi, đổ đi. Sau khi không đếm xỉa đến hai tên não tàn này, bữa ăn này của Tần Lâm và Diệp Văn Nhi cũng dược coi là vui vẻ. Đúng là nhà hàng 3 sao Michelin có khác, tài nấu nướng cùng nguyên liệu đương nhiên chẳng chê vào đâu được. Hai người Trịnh Hân và Đinh Minh Lượng ở bên kia ăn ngấu ăn nghiến, tâm trạng cũng vui vẻ. Chồng ơi, loại sâm panh này uống ngon thật, anh uống nhiều chút. Đinh Minh Lượng uống hai ngụm cảm thấy khá ổn, cầm bình rượu lên xem nhãn hiệu, toàn là chữ tiếng Anh không đọc được, cũng chẳng thèm quan tâm. Ăn cũng kha khá rồi, Tần Lâm gọi phục vụ qua thanh toán. Thưa cậu. Tổng cộng hết 230.000, Tần Lâm gật đầu, rút thẻ ra, chẳng thèm để ý. Đinh Minh Lượng và Trịnh Hân ở bên cạnh xứng 230.000. So, ăn một bữa tốn tận hơn 200.000, đây đúng bằng ăn hết một con Audi rồi à. Con ả nghèo rách này lại có thể chi trả được cho bữa ăn đắt tiền như vậy sao? Óp còn sắc mặt Đinh Minh Lượng lại trở N nên tái nhợt. Thứ mà anh ta quan tâm không phải là Diệp Văn Nhi có thể trả nổi bữa kia không mà là bữa này bọn họ ăn hết bao nhiêu tiền. Từ đầu đến cuối bọn họ không hề gọi món, đã nói trước với phục vụ là bàn ba gọi gì thì mình gấp đôi lên. Mấy món này chắc không đắt đến vậy chứ, dù sao tôm hùm đắt nhất cũng chỉ mấy trăm tệ, lúc nãy cũng thấy vậy trong thực đơn. Nhân viên phục vụ, Đinh Minh Lượng gọi nhân viên phục vụ qua, hỏi nhỏ. Cậu xem giúp tôi xem bữa này hết bao nhiêu tiền. Nhân viên phục vụ in rồi đưa hóa đơn, thưa anh, của anh tổng cộng 460.000. Nghe thấy con số này, Đinh Minh Lượng suýt ngất,
hơn 400.000, sao lại thế chứ? Cầm thực đơn lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai chai sâm panh có giá 200.000, hai chai tổng cộng 400.000 ép hai chai rượu này đắt đến vậy, còn hơn nữa rượu đã mở thì bọn họ có muốn trả lại cũng không được. Mặt Đinh Minh Lượng tái mét, chẳng trách ngon như vậy, 200.000 một chai, có thể không ngon sao? Nhìn thấy sắc mặt của Đinh Minh Lượng không bình thường, Trịnh Hân hỏi. Chồng ơi, sao vậy? Trong lòng Đinh Minh Lương giận sôi máu, mẹ kiếp, còn có mặt mũi hỏi tôi nữa à? Lúc này, Đinh Minh Lương hận không thể tát cho cô ta một phát, cô ta cứ muốn giả vờ cơ, một bữa cơm bằng đợt trả đầu khi mua nhà. Nghĩ một lúc, Đinh Minh Lương cuối cũng vẫn nhịn được, bình tĩnh lại. 400.000 tương đương với thu nhập nửa năm của anh ta. Vợ à, em cứ ăn đi, anh đi đến phòng vệ sinh. Nói xong, Đinh Minh Lượng mặc áo lên đi ra ngoài, lúc đi ra đến cửa thì giả vờ như chuông điện thoại reo, rút ra giả vờ như tiếp điện thoại. Alo, Tổng Giám Đốc Trương ạ, tín hiệu chỗ tôi không tốt lắm, ông đợi tôi một chút, tôi đi ra ngoài nói chuyện với ông. INS247.com sau khi đi ra ngoài, Đinh Minh Lượng liền khởi động xe rồi chuồn mất. Ở trong nhà hàng, Trịnh Hân ăn mãi mà vẫn còn thừa rất nhiều, thực sự ăn không rồi nữa. Cô ta rút điện thoại ra chụp tới chụp lui cả tiếng đồng hồ, cảm thấy hơi buồn bực. Sao Đinh Minh Lượng chưa về nhỉ? Trịnh Hân mặc áo khoác, gọi điện cho Đinh Minh Lượng, kết quả phát hiện ra đối phương tắt máy, cô ta nhíu mày hét hai tiếng. Chồng ơi, Đinh Minh Lượng, mấy tiếng hét này khiến mọi người trong nhà hàng đều chú ý đến cô ta, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Đinh Minh Lượng đâu. Trịnh Hân đột nhiên có dự cảm không lành, tên đàn ông thối tha này. Dám bỏ cô ta mà chạy mất. Trịnh Hân vội vã đứng dậy khỏi bàn ăn, đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ cười cười đi qua, thưa chị có thanh toán không ạ? Trịnh Hân nhíu mày, tôi đi tìm chồng tôi thanh toán. Nhân viên phục vụ nói, thật ngại quá, chồng của chị vừa đi ra ngoài, nếu chị không thanh toán thì không được đi ra ngoài. Trịnh Hân nhíu mày, anh có ý gì? Anh nói tôi ăn quyệt à, tí nữa chồng tôi quay về trả tiền. Trịnh Hân đợi mãi, gọi mấy cuộc điện thoại, 10 phút sau, cô ta có chút tuyệt vọng. Tên khốn, dám chạy mất, được rồi, tôi tự trả. Trịnh Hân cầm hóa đơn lên, lập tức trợn tròn mắt. Hơn 400.000, sao lại đắt như vậy, nhà hàng của mấy người ăn cướp à? Giám đốc vội vàng đi tới, lạnh lùng nói, xin cô nói năng có trách nhiệm một chút, giá cả của nhà hàng chúng tôi rất chuẩn, lúc nãy hai người có gọi hai chai sâm panh, có giá 400.000. Còn mấy món trên bàn chỉ có giá mấy chục nghìn. Cái gì cơ, hai chai rượu mà có giá 400.000. Trịnh Hân trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Diệp Văn Nhi, trợn mắt. Diệp Văn Nhi, cô lừa tôi, Tần Lâm lạnh lùng cười, lừa cô. Chúng tôi lừa cô lúc nào vậy? Tôi gọi món của tôi, là cô cứ muốn gọi gấp đôi món của chúng tôi chứ. Anh, Trịnh Hân tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, không sai, lời Tần Lâm nói là thật. Là tự cô ta cứ muốn gọi theo Tần Lâm, mà còn muốn gấp hai lần lên. Cô ta chỉ nghĩ, với địa vị của Diệp Văn Nhi, ăn một bữa cơm tốn bao nhiêu tiền chứ, thì ăn mất hai lần cô ấy thì có làm sao? Kết quả thì đúng không ngờ, Diệp Văn Nhi này gọi nhiều món đắt tiền như vậy. Hơn 400.000, cô ta trả thế nào được? Nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Hân, giám đốc đánh mắt về phía nhân viên phục vụ, hai người thanh niên đứng chắn ở trước cửa. Từ khi cô Trịnh Hân này đi vào, giám đốc đã không vừa mắt cô ta rồi, mắt chó mà còn khinh người, kiêu căng phách lối, trong mắt chẳng có ai, còn cho rằng mình là người có địa vị, kết quả đến lúc thanh toán lại kỳ kèo như vậy. Mấy nhân viên phục vụ vây quanh, giám đốc nói, mời cô thanh toán, nếu không chúng tôi khách khí. Tôi sẽ không. Trịnh Hân sợ hết hồn, cố lùi về sau. Chồng tôi sẽ đến thanh toán cho tôi. Xin lỗi cô, chúng tôi đợi lâu thế này rồi. Mời cô nhanh chút. Sắc mặt Trịnh Hân tái nhợt, cô ta có thể đoán được, tên Đinh Minh Lượng này quăng cô ta mà chạy mất rồi. Loại đàn ông này đúng là có 102, biết bữa này hết mấy trăm nghìn, anh ta lại bỏ chạy rồi, để một mình Trịnh Hân ở lại thanh toán. Trịnh Hân tức giận nghiến răng, tôi chỉ trả một nửa, tên đàn ông kia trả một nửa, mấy người tìm anh ta mà tính ấy. Giám đốc lạnh lùng cười, xin lỗi, chúng tôi chỉ tìm cô, hai người đi cùng nhau mà. Trịnh Hân nói, ai bảo tôi đi cùng anh ta chứ, chúng tôi chưa kết hôn, mới chỉ là bạn trai bạn gái, bây giờ anh ta chạy mất rồi, tôi cũng chia tay với anh ta, ai trả phần người ấy.
Giám đốc vẫn kiên quyết, lạnh lùng nói, vẫn chưa kết hôn mà hai người xưng hô vợ chồng ngọt xuất thế. Nếu không trả tiền thì chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp cưỡng chế. Tôi, bị mấy nhân viên phục vụ vây xung quanh, Trịnh Hân có hơi sợ hãi, lùi về sau mấy bước, sắc mặt vô cùng khó coi, hơn 400.000 tiền mặt, cô ta móc đâu ra. Trịnh Hân quay đầu nhìn Diệp Văn Nhi nói, Văn Nhi, tôi mượn cô tiền có được không, cô thanh toán giúp tôi đảm bảo sẽ trả cô. Mặc dù Diệp Văn Nhi lương thiện nhưng cô ấy không có Trịnh Hân nhiều lần khiêu khích cô ấy, bây giờ không giả vờ được nữa, cho cô ta mượn thì đúng là mất não. Không cho mượn, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Diệp Văn Nhi, Trịnh Hân nghiến răng, tôi thấy hai người đâu có trả nổi tiền ăn nhỉ. Nhân viên phục vụ đâu, bắt bọn họ lai, bọn họ cũng không trả nổi tiền ăn, bọn họ chỉ muốn hơn thua với tôi thôi, vậy nên mới gọi nhiều món đắt tiền đến vậy, bọn họ nhất định cũng không trả nổi. Khi Trịnh Hân như con chó điên muốn cắn người lung tung, một nhân viên phục chạy tới, hóa đơn cho Tần Lâm, lễ phép mà nói. Thưa anh, hóa đơn của anh đây ạ. Nhìn hóa đơn, Trịnh Hân đần người ra. Bọn họ lại thực sự thanh toán, một bữa ăn trị giá mấy trăm nghìn mà bọn họ thanh toán nổi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Tần Lâm thì chẳng có vẻ gì là xót tiền cả, hơn nữa còn tùy ý ăn cứ như đang ăn bữa cơm bình thường vậy. Bọn họ, giàu như vậy sao? Hai người Tần Lâm đi thẳng, không thèm quay đầu nhìn lại nhà hàng, cuối cùng Trịnh Hân thanh toán thế nào họ cũng chẳng thèm quan tâm, loại phụ nữ mất não như cô ta nhất định chẳng có kết cục tốt. Diệp Văn Nhi có hơi không vui, dẫu gì cũng được coi là bạn học, mặc dù nói Trịnh Hân thích so sánh hơn thua, nhưng cũng chưa xảy ra chuyện gì quá đáng cả, bạn trai cô ta cực phẩm quá, dám bỏ chạy để trốn thanh toán, đúng là tuyệt tình thật. Hai người đi taxi về y quán, đến giữa đường. Diệp Nhi đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Anh Tiểu Lâm, anh nhìn xem. Anh xem người kia có phải Đinh Minh Lượng không? Khi đi qua cổng khách sạn, Diệp Văn Nhi nhìn thấy một bóng người rất giống Đinh Minh Lượng. Tần Lâm vừa nhìn liền gật đầu, có vẻ đúng vậy. Bác Tài quay xe giúp cháu. Mặc dù Trịnh Hân rất đáng ghét nhưng dẫu sao cũng là bạn học của Diệp Văn Nhi, Đinh Minh Lượng này càng đáng ghét hơn, nỡ bỏ Trịnh Hân ở lại một mình trả hơn 400.000. Mặc dù không cần thiết phải lấy lại công bằng cho Trịnh Hân, nhưng nhìn thấy bộ dạng chó má của Đinh Minh Lượng thì thực sự có chút khó chịu. Hai người xuống xe, đi đến cổng khách sạn, đám người Đinh Minh Lượng đã đi vào trong. Diệp Văn Nhi vừa định đuổi theo, hai tên bảo vệ đã chặn bọn họ hai. Hai vị, bên trong đang tổ chức dạ tiệc từ thiện, hai người có thư mời không? Diệp Văn Nhi lắc đầu, không có. Xin lỗi, nếu không có thì không được vào. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn, bên trên có viết cái gì mà dạ tiệc từ thiện tiền trợ cấp cho sinh viên đại học nghèo, anh đột nhiên hỏi. Đây có phải hoạt động quyên góp lúc trước được tổ chức tại khách sạn Hoa Tử Kinh không? Đúng vậy, anh biết sao? Tôi cũng quyên góp một chút tiền. Bảo vệ nghe thấy vậy liền mở cổng rồi nói. Nếu anh đã quyên tiền thì có thể tham gia, lòng nhân ái không phân ít nhiều. Theo như tên bảo vệ này thấy, Tần Lâm chắc chỉ quyên góp được 10 tệ 8 tệ là cùng. Có điều đều là quyên tiền, cũng là cho đi chút tấm lòng, để anh đi vào cũng chẳng có vấn đề gì. Tần Lâm gật đầu, đi vào với Diệp Văn Nhi. Đương nhiên, tên bảo vệ này nhất định không ngờ tới, Tần Lâm không quyên góp 8 hay 10 tệ gì cả, mà quyên tận 10 triệu. Lúc trước nghe nói Đinh Minh Lượng hình như là phó giám đốc tổ chức từ thiện, có nhân cách chó tha như vậy mà lại có mặt mũi đi làm ở tổ chức từ thiện. Diệp Văn Nhi càng nghĩ càng cảm thấy con người này thực sự quá tệ. Nếu như đổi lại là Tần Lâm bỏ lại cô ấy, để cô ấy trả bữa ăn mấy trăm nghìn, cô ấy chắc chắn sẽ sụp đổ. Sau khi hai người đi vào, thấy bên trong có không ít người, đa số là người đi đường đến tham gia quyên góp. Nhưng không có ai quen cả, phỏng chừng kiểu xí nghiệp của Mạnh Văn Cương cũng không quan tâm đến kiểu từ thiện này. Bây giờ có rất nhiều hoạt động từ thiện, nếu tập đoàn Mạnh Thị muốn ra tay thì chắc chắn sẽ tổ chức lớn hơn như thế này. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Nhưng mấy người nhân viên ở bên hậu cần lại rất rối loạn. Một cô gái nằm trước chiếc máy tính khóc lóc không ngừng. Tiểu Phương à, cô làm ăn kiểu gì thế, sao lại phạm phải sai lầm đơn giản như thế này? Tiền quyên góp lại còn có thể đòi lại sao? Cô gái tên Tiểu Phương là nhân viên kế toán thực tập, người xử lý công việc tiền nong của tổ chức từ thiện bọn họ. Kết quả là hôm nay cô mắc lỗi, vốn khoản tiền từ thiện của mọi người được chuyển vào tài khoản công ty. Nhưng cô không cẩn thận chuyển nhầm cho tài khoản của một người quyên góp.
Tổng cộng hơn 20 triệu đều chuyển nhầm hết. Hay là chúng ta liên hệ với người quyên góp đó xem, bảo anh ấy chuyển lại cho chúng ta. Cậu cảm thấy có khả năng đấy sao? Hơn 20 triệu đó, ai mà không động lòng chứ, còn chuyển lại cho cậu nữa chứ? Cái này cũng không đúng, dù gì thì cũng là người quyên góp, người ta đã có lòng quyên góp, chắc sẽ dễ nói chuyện thôi. Hả, nói hay lắm, cậu thử là biết ngay, chắc có thông tin của người quyên góp chứ. Mọi người tra một lúc nhưng chỉ có số thẻ ngân hàng, không có số điện thoại và tên tuổi. Chuyện gì vậy, người quyên góp sao lại không để lại tên vậy? Mọi người xem lại, hình như là khách của Vương Giai Minh. Vương Giai Minh, qua đây một chút. Vương Giai Minh bước tới, nhìn tài khoản này một lát liền nhớ ra. Tôi nhớ rồi, là một anh trai, quyên góp 10 triệu, cái gì, cậu nói người không để lại tên này đã quyên góp 10 triệu. Vương Giai Minh gật đầu, đúng rồi, tất cả các khách hàng của tôi, chỉ có anh ấy là không để lại tên tuổi số điện thoại, không sai đâu. Người có thể quyên góp 10 triệu, chắc chắn là người không thiếu tiền, chắc là sẽ trả lại cho chúng ta thôi nhỉ. Cái này cũng chưa chắc. Kiểu người gì mà chả có, nói không chừng ban đầu quyên góp là vì một phút bốc đồng, bây giờ được trả lại gấp đôi, chắc sướng muốn chết. Vương Giai Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không đâu, tôi thấy anh trai đó chắc chắn sẽ trả lại cho chúng ta, bây giờ đến ngân hàng nhờ giúp đỡ, tra thông tin của anh ấy. Mọi người vội vàng bắt tay vào việc, liên hệ với nhân viên ngân hàng, nói rõ mọi chuyện, mong bọn họ tra ra phương thức liên lạc của người quyên góp. Vậy mà câu trả lời của bên ngân hàng khiến người ta vô cùng kinh ngạc, nói rằng bọn họ không có tư cách tra ra thân phận của người quyên góp. Tấm thẻ này là tấm thẻ đen vạn năng của ngân hàng Thụy Sĩ, với thân phận của bọn họ thì không ai có tư cách tra thông tin. Mọi người đều im lặng, vậy bây giờ phải làm thế nào? Khoản từ thiện hơn 20 triệu vốn có thể giúp đỡ rất nhiều sinh viên nghèo, kết quả là mất bay như một cơn gió, nếu không tìm được lại thì công sức của tất cả mọi người đều đổ ra sông ra biển. Vương Giai Minh nghĩ lại một chút, gọi MC ra đây, nói không chừng vị ấy cũng ở đây. Những người khác đều lắc đầu, cũng chẳng hy vọng gì nhiều, dù gì thì người ta còn không để lại tên, càng không có khả năng ở đây. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể thử, một MC nữ bước ra đứng trên bục cao, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Các vị, thật ngại quá, công ty chúng tôi xảy ra chút sự cố. Bốn lần quyên góp này được hơn 20 triệu nhưng vì nhân viên tài vụ của chúng tôi đã nhầm lẫn nên 20 triệu tiền quyên góp này đã chuyển vào thẻ một vị khách đã quyên góp. Xì sao, mọi người dưới khán đài đột nhiên xôn xao, còn có chuyện này sao? Vậy không phải là nhặt được tiền rồi sao, tôi quyên góp 5.000 tệ, nếu 20 triệu này mà chuyển vào thẻ của tôi, thì tôi sẽ không trả đâu. Ha ha, ai trả người đó ngu, là do bọn họ tự chuyển nhầm. Không thể trách chúng ta được. Đúng đó, quyên góp yêu thương, lại được phát tài, nói không chừng là người tốt được báo đáp ấy. Nghe thấy đám đông bên dưới bàn tán, Vương Giai Minh, Tiểu Phương và những người khác đều có vẻ mặt không mấy vui vẻ. Xã hội bây giờ là như vậy đó, bản chất của con người là tham lam, muốn bọn họ phun tiền đã ăn ra e là không thể nào. MC lại nói, người này đã quyên góp một số tiền rất lớn, nhưng lại không để lại tên họ. Anh ấy đã quyên góp tổng cộng 10 triệu. Xin hỏi, vị đó có ở đây không? Đột nhiên những người ở dưới khán đài lại rộ lên, quyên góp 10 triệu, người này là đại gia sao? Tần Lâm nghe vậy liền ngây người, quyên góp 10 triệu, không để lại tên, là anh sao? Bọn họ chuyển tiền nhầm sao, chuyển vào thẻ của Tần Lâm. Tần Lâm cầm điện thoại lên gọi cho ngân hàng, muốn kiểm tra xem có chuyện này hay không. Trong lúc Tần Lâm đang cầm điện thoại lên, đột nhiên có một người thét lên. Là anh ta, tôi bắt được anh ta rồi. Tần Lâm chau mày lại, người này chẳng phải ai khác mà là Tống Song Nhi, người đã chứng kiến Tần Lâm quyên góp tiền. Sau chuyện lần trước ở quán karaoke, Tống Song Nhi và Ninh Cường đã cắt đứt quan hệ, rồi cô ta quen một công tử mới, tên là Đinh Minh Lượng. Hôm nay có bữa tiệc từ thiện, Tống Song Nhi cùng Đinh Minh Lượng đến xem. Trong mắt Tống Song Nhi, Đinh Minh Lượng là con rùa vàng. Mặc dù nghe nói anh ta đã có bạn gái, nhưng Tống Song Nhi cảm thấy bản thân vô cùng xinh đẹp, chắc chắn có thể tranh giành được với người phụ nữ kia. Cũng bởi có niềm vui mới, Đinh Minh Lượng mới đến nhà hàng lẩn tránh, không quan tâm đến Trịnh Hân. Sau khi nghe MC nói đến chuyện này, Tống Song Nhi lập tức nghĩ tới Tần Lâm. Tên này ban đầu trúng xổ số còn 10 triệu, lúc đó đã quyên góp hết trước mặt cô ta,
cô ta tận mắt nhìn thấy. Chỉ là không ngờ tên này lại may mắn như vậy, được đơn vị tổ chức từ thiện chuyển khoản nhầm. Lúc trước anh ta quyên góp chẳng qua là vì bốc đồng, giả vờ trước mặt cô ta. Bây giờ e là đã hối hận, 20 triệu số tiền lớn như vậy đủ để anh sống nửa đời, sao anh ta lại trả được chứ? Vốn Tống Song Nhi còn định tố cáo, nhưng lại nhìn thấy Tần Lâm. Tên này lại còn đến tiệc từ thiện, chắc chắn là muốn ăn chùa, không thì vờ là đại gia lừa nữ sinh viên, tên khốn kiếp này chắc chắn có thể làm vậy. Chính là anh ta, người đã quyên góp, khi anh ta nghe thấy MC nói chuyện này liền giả vờ gọi điện thoại định chạy, mọi người mau bắt anh ta lại. Rất nhiều người chưa rõ sự tình, nghe Tống Song Nhi nói vậy liền lập tức vây xung quanh. Vậy mà lại còn có người muốn nuốt luôn tiền từ thiện. Đúng là mất hết liêm sỉ, tiền này để hỗ trợ giúp đỡ cho sinh viên, tiêu mà không thấy cắn rứt sao. Tần Lâm chau mày, nếu thật sự chuyển khoản nhầm, anh chắc chắn sẽ trả, chỉ là Tống Song Nhi cứ kêu la làm mọi người xôn xao. MC và bảo vệ cũng vây xung quanh, tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào Tần Lâm. Vị này, xin hỏi anh có phải người đã quyên góp đó không? Mặc dù bên ngoài bọn họ khá khách sáo lịch sự, nhưng mấy người bảo vệ đã vây quanh Tần Lâm. Trên thực tế, mọi người đều vây xung quanh, khiến cả hội trường chật đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Tất nhiên rồi, mấy người bình thường này Tần Lâm quan tâm, cho dù bọn họ có đông hơn cũng chẳng thể nào ngăn nổi Tần Lâm. Chỉ là bây giờ anh không muốn làm như vậy thôi. Mọi người vây quanh như vậy, Đinh Minh Lượng cũng nhìn thấy Tần Lâm. Đột nhiên, vẻ mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Thảo nào, buổi chiều nay tên này ở nhà hàng Michelin dám mạnh tay tiêu mất hơn 200.000. Tôi mới nghĩ anh ta lấy đâu ra nhiều tiền thế, thì ra là dùng tiền từ thiện của mọi người. Cái gì? Mọi người nghe thấy vậy liền trợn mắt nhìn Tần Lâm. Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết đói, vốn dân thường đều thù ghét nhà giàu. Tên này đáng ghét thật, vậy mà dám dùng tiền từ thiện của bọn họ để ăn uống ê chề. Một bữa cơm hơn 200.000. Đủ để giúp đỡ cho không biết bao nhiêu sinh viên. Tống Song Nhi hừ lạnh một tiếng, anh Đinh, thì ra anh cũng biết anh ta. Tên này vô cùng đáng ghét, trước đây anh ta trúng xổ số được số tiền lớn liền mua siêu xe, tiêu xài hoang phí. Sau đó vì muốn ganh đua, muốn khoe khoang trước mặt phụ nữ, nên anh ta mới quyên góp, tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả. Bây giờ tiền từ thiện của mọi người chuyển nhầm, hắn chắc chắn sẽ lấy làm của riêng, rồi lại bắt đầu tiêu xài hoang phí. Tuyệt đối không trả lại. Anh ta ỷ vào việc mình không để lại họ tên và số điện thoại, cho nên tưởng rằng không ai nhận ra, nhưng không ngờ lại gặp tôi ở đây chứ gì. Đinh Minh Lượng và những người khác đều trừng mắt nhìn, chắc chắn nếu hôm nay không gặp phải Tống Song Nhi, tên Tần Lâm này có chết cũng không thừa nhận thì bọn họ cũng hết cách. Đưa tiền đây, đúng, mau trả lại tiền đi, dùng tiền từ thiện tiêu xài hoang phí, anh còn lương tâm không? Nếu không trả tiền, hôm nay anh sẽ không ra khỏi cửa được đâu. Mọi người lập tức hùng hổ, tất cả đều bị Đinh Minh Lượng và Tống Song Nhi kích động. Tống Song Nhi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười cợt, nhìn Tần Lâm đầy hả dạ. Tên khốn kiếp, dám đấu với tôi à? Để xem tôi vạch mặt anh trước mặt mọi người như thế nào. Cô ta đã nhìn ra Tần Lâm vô cùng may mắn, nhưng may mắn cũng không thể lại được loại phá của như anh, lại còn quyên góp, lại còn mua siêu xe. Nghe anh Đinh nói, ăn một bữa cơm mấy trăm nghìn. Tên này nghèo cũng đáng. Đinh Minh Lượng lại càng được đà mắng chửi Tần Lâm một trận. Lúc ăn cơm anh ta bị Tần Lâm hại một vố, vốn còn tưởng tên này là đại gia ngầm, nhưng không ngờ tên này là nhà giàu mới nổi nhờ chúng xổ số. Hơn nữa còn dùng tiền từ thiện của bọn họ để trả, hôm hay không lột một lớp da của Tần Lâm, anh ta không thực sự không nguôi được. Mọi người vây xung quanh. Tần Lâm lập tức trở thành tội đồ không thể dung tha. Vương Giai Minh thấy vậy vội vàng tiến lên, đứng trước mặt Tần Lâm nói. Mọi người đừng kích động, anh trai này đã quyên góp 10 triệu, chắc chắn là người không thiếu tiền, chuyện chuyển khoản nhầm là lỗi của chúng tôi, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết chuyện này. Tống Song Nhi hừ lạnh một tiếng, anh ta không biết. Chuyển nhiều tiền vào thẻ như vậy mà anh ta không biết được sao. Hơn nữa, trước đây tôi có quen anh ta. Anh ta theo đuổi tôi mà tôi không đồng ý, anh ta cũng chẳng phải là đại gia gì đâu, chỉ là chó đớp phải ruồi thôi, tiền quyên góp cũng là tiền trúng xổ số còn thừa sau khi mua siêu xe đấy. Tống Song Nhi nói như vậy, mọi người lại càng thêm tin tưởng. Dù gì thì bây giờ hai bên đang đối chất trực tiếp với nhau,
chắc chắn sẽ không nói liều, người có tiền không thể giả vờ được, nhìn cách ăn mặc của anh đúng là không giống đại gia lắm tiền gì cả. Vương Giai Minh và vài sinh viên khác cũng mặt đỏ tía tai, cố gắng giải thích. Những sinh viên được giúp đỡ này đều tin tưởng. Tần Lâm, người có thể quyên góp 10 triệu, cho dù anh có tiền thật hay giả vờ có tiền cũng đều là việc làm từ thiện rất lớn. Mọi người ồn ào khiến Tần Lâm có chút bực bội. Được rồi, tôi quyên góp thêm là được rồi. Mặc dù mấy người này khá phiền phức, nhưng những sinh viên này đều là có ý tốt, vẫn luôn nói giúp cho anh. Tần Lâm vừa dứt lời, đột nhiên mọi người đều yên lặng. Người trong cuộc cuối cùng cũng lên tiếng. Bây giờ Tần Lâm có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được, nhưng có một biện pháp vô cùng hiệu quả, đó là quyên góp thêm. Nếu chỉ trả lại tiền từ thiện, mọi người vẫn sẽ hiểu lầm, cảm thấy Tần Lâm bị ép nên mới trả lại số tiền đó. Cho nên chẳng bằng quyên góp thêm chút tiền nữa. Vương Giai Minh và những người khác vừa nghe thấy lập tức lộ vẻ mặt vui mừng. Anh trai, anh thật sự. Tần Lâm rút thẻ ngân hàng ra, đưa cho Vương Giai Minh rồi nói. Ngoài việc trả 20 triệu cho mọi người, tôi sẽ quyên góp thêm 20 triệu nữa. Vừa dứt lời, cả hội trường đều yên lặng như tờ. Quyên góp thêm 20 triệu nữa. Không nghe sai chứ, thật sự là 20 triệu, không phải 2.000. Ban đầu mọi người còn tranh cãi việc chuyển khoản nhầm, không ngừng công kích nói Tần Lâm chiếm tiền từ thiện làm của riêng. Nhưng kết quả là người ta vung tay một cái lại quyên góp thêm 20 triệu nữa, lần này xem bọn họ nói cái gì nữa. Tống Song Nhi trừng hai mắt, không thể nào, hắn không có nhiều tiền như vậy đâu, hắn chém gió đó. Chuyện trước đây Tần Lâm trúng sổ số cô ta đã hỏi rõ ràng, tiền thường tổng cộng là 30 triệu, chiếc xe mua gần 20 triệu, anh vẫn còn thừa 10 triệu nữa, còn quyên góp hết nữa. Nếu không vì chuyển khoản nhầm thì anh ta vẫn đang trắng tay, sao có thể quyên góp thêm 20 triệu. Vương Giai Minh cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng, đến chỗ tài vụ quẹt thẻ, rất nhanh đã quẹt xong. Vương Giai Minh và những người khác vội vàng tiến đến, ai cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Anh Tần, em đại diện cho tất cả các sinh viên nghèo bọn em cảm ơn anh. Nói xong, Vương Giai Minh và những người khác đều cúi người trước mặt Tần Lâm. Bây giờ mọi người đều ngây người rồi. Vậy mà đã quyên góp thành công, lại thêm 20 triệu nữa, thêm 10 triệu tiền trước kia đã quyên góp, tổng cộng là 30 triệu. Quyên góp hẳn 30 triệu, không phải đại gia thì là cái gì? Người ta chỉ là ăn mặc khiêm tốn chút thôi, quần áo trên người Tần Lâm mặc dù không phải là nhãn hiệu nổi tiếng gì nhưng nhìn rất vừa vặn, chỉ là không mắc tiền thôi. Mấy người trông mặt mà bắt hình dong này cảm thấy không mặc đồ hiệu thì không phải là người giàu có, bây giờ nghĩ lại, bọn họ tự cảm thấy nhục. Tống Song Nhi bỗng sững sờ, không thể nào, chuyện này không thể nào. Anh sao có thể là người giàu có chứ? Nếu anh có nhiều tiền như vậy, Lâm Nguyện Giao chắc chắn sẽ nói cho cô ta biết. Sao cô ta lại đối xử với Tần Lâm như vậy chứ? Sau khi quyên góp xong, Tần Lâm và Diệp Văn Nhi cũng rời đi. Diệp Văn Nhi vốn muốn đòi lại công bằng cho Trịnh Hân, nhưng vừa nhìn thấy Đinh Minh Lượng không còn lưu luyến gì, e rằng chẳng còn điều gì để nói nữa rồi. Thấy bóng người của họ rời đi, Tống Song Nhi mới kịp phản ứng lại. Tôi biết rồi, hắn bán xe rồi. Tần Lâm cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Thủy một cuộc điện thoại. Vương Nhất Thủy chính là bố của Vương Tử. Trước đây đã từng khám bệnh ở chỗ của Tần Lâm, viêm cột sống dính khớp, được Tần Lâm chữa khỏi, nên phục anh sát đất. Tần Lâm vẫn còn nhớ, hình như ông ta có làm từ thiện. Advertisement Tần Đại Sư, cậu có gì căn dặn? Có người tên là Đinh Minh Lượng đang làm phó giám đốc ở một công ty từ thiện, ông có quen biết không? Hình như có chút ấn tượng, chỉ cần là người làm từ thiện. Cho dù là công ty nào tôi cũng có tiếng nói, ý của Tần Đại Sư là người này nhân phẩm không tốt, đuổi đi. Advertisement được, tôi sẽ hạ lệnh đuổi, hơn nữa sẽ cấm cửa trong toàn ngành, sau này ở Hoa Hạ sẽ không có ai thu nhận cả. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Lâm cũng khá hài lòng, Đinh Minh Lượng chẳng phải loại người gì tốt đẹp, để anh ta làm ở công ty từ thiện, sớm muộn gì cũng có tai họa. Tần Lâm đưa Diệp Vãn Nhi về nhà rồi cũng tự đi về. Lúc đang đi qua cầu, nhìn thấy một cô gái đang đứng ngây người trên cầu. Góc nghiêng của cô gái rất đẹp, buộc tóc đuôi ngựa, vô cùng thuần khiết. Đương nhiên, mặc dù xinh đẹp, Tần Lâm cũng không nhìn nhiều, dù gì thì cũng là đêm muộn, nếu bị người ta hiểu lầm là kẻ háo sắc thì không được tốt cho lắm. Xuống cầu chưa được bao xa, có một bé trai ngồi chồm hổm dưới đất khóc,
trông vẫn còn nhỏ, tầm 8-9 tuổi. Tần Lâm tiến đến hỏi, cậu bé, cháu sao vậy? Cậu bé chỉ xuống sông rồi nói, chú ơi, cặp sách của cháu rơi xuống đó rồi. Tần Lâm cười khổ, gặp chuyện này chắc chắn anh sẽ giúp. Được, cháu chờ chút, chú sẽ giúp cháu lấy. Sau khi cởi tất và quần, Tần Lâm nhảy xuống dòng sông. Lúc này, Vương Đông Tuyết đang đứng trên cầu với vẻ mặt buồn rầu, nếu còn không nộp học phí thì học kỳ sau cô sẽ bị đuổi học mất. Hết cách rồi, nếu chỉ dựa vào tiền học bổng thì thực sự không thể chống đỡ chỉ tiêu của kỳ tiếp theo. Hơn nữa vì để giành được học bổng, cô ấy cũng không có thời gian đi làm thêm, bây giờ phải làm sao đây? Đang nghĩ mãi không ra, đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Giai Minh. Vương Đông Tuyết, trợ cấp của cậu có rồi, kỳ sau cậu có thể nộp học phí rồi. Vương Đông Tuyết ngây người, thật sao? Không phải lúc trước không có mình sao? Trợ cấp cho sinh viên khá thiếu hụt, mặc dù nhà Vương Đông Tuyết rất nghèo, nhưng cô ấy có học bổng nên không được ưu tiên. Bây giờ nghe Vương Giai Minh lại nói có, đột nhiên vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, bây giờ có rồi, có một vị đại gia lại quyên góp cho chúng ta thêm 20 triệu nữa, học phí của cậu đến khi tốt nghiệp đã được trả hết rồi. Vương Đông Tuyết cười thành tiếng, vậy thì tốt quá, có cơ hội nhất định phải cảm ơn người ta mới được. Đang nói chuyện, Vương Đông Tuyết cúi đầu xuống, phát hiện ra dưới sông có người, vội vàng kêu lên. Được rồi không nói nữa. Có người nhảy xuống sông rồi. Vương Đông Tuyết nhún người nhảy xuống sông, nhảy từ trên cầu xuống, một pha tiếp nước hoàn mỹ xuống sông. Tần Lâm chau mày, anh vừa nhặt được cặp sách lên, đang chuẩn bị bơi về lại phát hiện ra cô gái trên cầu tự nhiên lại nhảy xuống. Chưa kịp định thần lại, Vương Đông Tuyết đột nhiên ôm lấy Tần Lâm đang ở dưới nước. Này, tỉnh lại đi, bám lấy tôi, Tần Lâm có chút hoang mang, đây là đến cứu anh sao? Kỹ năng bơi của Tần Lâm tương đối tốt, được sư phụ huấn luyện có thể nín thở trong nước mười mấy phút, tất nhiên chẳng cần người khác cứu, cô gái này hình như hiểu lầm rồi chăng? Tần Lâm sợ làm cô ấy tổn thương, nên mặc cho cô ấy ôm, bơi vào bờ. Vào đến bờ, Vương Đông Tuyết lập tức lật Tần Lâm lại, bóp miệng Tần Lâm chuẩn bị thổi vào. Hay lắm, hô hấp nhân tạo. Tần Lâm vừa định mở miệng giải thích thì lại bị hôn. Cái hôn này... Vương Đông Tuyết mới cảm giác có gì đó sai sai, vội vàng ngẩng dậy thấy Tần Lâm trợn tròn mắt, đột nhiên đỏ bừng mặt. Này, anh bị làm sao thế? Anh giả vờ chết cái gì chứ? Tần Lâm cạn lời, cô gái, tôi giả chết lúc nào? Anh, .ans còn nói. Tần Lâm lau miệng, gò má đỏ ửng, vừa rồi cô ấy tưởng Tần Lâm đã hôn mê nên vừa lên bờ đã hô hấp nhân tạo, không nhờ tên này căn bản chẳng sao cả. Anh không có chuyện gì nhảy xuống sông làm gì, có chuyện gì nghĩ không thông à? Tần Lâm cười khổ, tôi không nhảy sông. Nói xong, bé trai kia bước đến. Chú, cảm ơn chú đã nhặt cặp sách giúp cháu. Nói xong cậu bé đeo cặp sách lên rồi đi. Lúc này Vương Đông Tuyết mới hiểu ra, người ta vốn không nhảy sông, là giúp cậu bé kia nhặt cặp sách. Vương Đông Tuyết thẹn thùng đỏ mặt, quan trọng nhất là nụ hôn đầu của cô ấy đã mất. Hung hăng liếc một cái. Không nói gì quay người rời đi. Tần Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, cô gái này thủ vị đây. Quay về đến nhà tắm nước nóng, dì Phùng ở phòng khách đã chuẩn bị sẵn quần áo để anh thay. Thiếu gia muốn ăn cái gì, để tôi làm cho. Dì nấu cho cháu bát mì đi. Dì Phùng lập tức vào phòng bếp nấu mì, điện thoại để ở bàn còn đang để video live stream. Tần Lâm nhìn một cái, bây giờ live stream này rất thịnh hành đến tầm tuổi dì Phùng cũng xem. Chỉ lướt qua một cái, hình như là live stream ẩm thực, dạy nấu ăn, cũng không xem nhiều. Xin lỗi mọi người, hôm nay trên đường về nhà tôi bị dính chút nước, cho nên mới muộn một chút, hôm nay dạy mọi người làm món cá om dưa. Nghe thấy âm thanh này, Tần Lâm cảm giác có chút quen tai, nhìn lại một lần nữa, đây không phải là cô gái vừa nãy đã hô hấp nhân tạo cho anh sao? Vương Đông Tuyết bây giờ tóc vẫn còn ướt nhẹp, chưa cả sấy tóc. Lại càng thêm phần xinh đẹp quyến rũ, trên hình còn không đẹp bằng bên ngoài, nhưng cũng thuần khiến động lòng người, không nhiễm chút bụi trần, quả là một mỹ nữ tinh khiết. Không ngờ cô gái này là một streamer, Tần Lâm lại cảm thấy có chút thú vị, bèn xem một chút. Vương Đông Tuyết là một streamer ẩm thực, có sở trường là nấu ăn, cho dù là kỹ thuật dùng dao hay nấu thức ăn đều vô cùng thành thục, chắc từ nhỏ đã biết nấu ăn. Nhưng mấy người xem live stream chẳng phải người đứng đắn gì cả. Người đẹp, mặc nhiều thế, nấu ăn có nóng không vậy?
Em gái, anh nhắn tin riêng rồi đó, kết bạn Zalo với anh có được không, cho xem chìa khóa anh này. Lamborghini của anh này, cô gái, vậy tạm ổn rồi, vào chủ đề chính đi, mấy cô gái bên cạnh sắp cởi ra hết rồi. Lẽ ra Livestream ẩm thực sẽ có nhiều fan nữ, rất nhiều bà nội trợ như dì Phùng, nhưng vì Vương Đông Tuyết có khuôn mặt xuất chúng, cho nên mới hấp dẫn nhiều kẻ háo sắc. Kênh ẩm thực như thế này lại được xếp vào bên Livestream nhan sắc. Bình luận bên dưới cũng rất đa dạng, kiểu gì cũng có, còn có những ngôn từ ô uế, nói gì mà đàn bà giả vờ thanh thuần làm sao đó, kinh khủng không thể tả. Tần Lâm nhìn thấy phần giới thiệu của cô ấy, Vương Đông Tuyết, sinh viên trường Đại học Hán Đông, phó hội trưởng hội vừa học vừa làm. Tần Lâm ngây người, Đại học Hán Đông, vừa rồi anh quyên góp, trợ giúp là sinh viên của Đại học Hán Đông thì phải. Ngày thường Vương Đông Tuyết hoặc là lên lớp hoặc là học ở thư viện. Hoàn toàn không có thời gian đi làm thêm, vì thế cô ấy thuê một căn phòng ở bên ngoài, bởi vì nấu ăn giỏi nên mỗi khi đến bữa tối cô đều tiện thể Livestream kiếm tiền. Cô kiếm cũng không được nhiều lắm, thu nhập mỗi tháng có thể được hơn 1.000 tệ, đi thuê phòng, vẫn còn dư chút ít. Đông Tuyết nấu mặc dù Vương Đông nấu ăn ngon, nhưng bởi vì không có nhiều đàn ông đăng ký kênh nên vẫn chưa nổi được. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Vương Đông Tuyết nhìn vào ống kính rồi nói. Xin chào các dì các chị, hôm nay sẽ có trận đấu giữa các streamer, hy vọng mọi người có thể tặng quà cho tôi, quà miễn phí ở bên dưới cũng được. Vương Đông Tuyết cũng không kỳ vọng các dì có thể khen thưởng cô, tặng chút quà miễn phí đã là tốt lắm rồi. Kiểu PK giữa các streamer cách mấy hôm lại tổ. Trước một lần, người thắng có thể được thưởng tiền, những streamer ẩm thực ít được biết đến giống như cô ấy cũng có một khoản tiền thưởng từ 3 đến 500 tệ. Bình thường Vương Đông Tuyết đều có thể giành lấy số tiền thưởng, dù sao thì trong số những streamer ẩm thực này, món ăn cô ấy làm khá ngon, hơn nữa cô ấy cũng rất xinh đẹp. Bắt đầu ghép cặp, một lúc sau đối thủ của Vương Đông Tuyết xuất hiện, chết cha, là Tiểu Hồ Nương. Một số kẻ thích ngắm gái trên mạng đã nhận ra Vương Đông Tuyết trong lúc cô dòng lúc cô Livestream, bởi vì quan hệ group người hâm mộ, Vương Đông Tuyết bị xếp vào khu vực streamer nhan sắc. Vì thế đối thủ của cô cũng là streamer xinh đẹp. Tiểu Hồ Nương, một streamer có hơn 100.000 người hâm mộ, chủ yếu hát hò nhảy nhót trong lúc Livestream, cô ý ưỡn ẹo, nếu có đại gia cho tiền thì sẽ ăn mặc hở hang, cô ta rất nổi tiếng. Ghép cặp với Tiểu Hồ Nương, Vương Đông Tuyết cũng mông lung, sao lại như thế chứ? Có điều nhìn thấy tiền thưởng cô lại hào hứng, lần này tận 50.000 tiền thưởng. Không chỉ có vậy. Kênh Livestream của họ còn được đẩy lên trang đầu, tiền thưởng nhân 10 lần. Cũng có nghĩa là nếu như thắng cuộc đấu này, có thể nhận được 500.000 tệ tiền thưởng. Tiểu Hồ Nương cũng rất vui, không ngờ rằng có thể lên trang đầu, phúc lợi lần này rất tốt. Hơn nữa điều quan trọng là, đối thủ lần này rất gà, chỉ có 1-2.000 người hâm mộ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cô ta. Nhan sắc cũng tạm tạm, nước đi cũng không được tốt lắm, nấu ăn. Sao nào? Muốn làm bà nội trợ xinh đẹp ư, mặc nhiều như thế sẽ có người đàn ông thưởng tiền cho cô chắc. Ha ha, trận đấu bắt đầu, Tiểu Hồ Nương lập tức cười chào đón anh này, anh kia, dù sao cũng là tiền thưởng hơn 500.000 tệ, cô ta cũng rất coi trọng. Các anh ơi, Tiểu Đông đối thủ trận đấu ngày hôm nay cũng rất xinh đẹp đấy, mọi người hãy cùng nhau cổ vũ cho bọn em đi. Nói xong, Tiểu Hồ Nương bắt đầu nhảy nhót. Vũ điệu gợi cảm lập tức thu hút rất nhiều bình luận của người hâm mộ bên dưới. Ngon đấy, sexy hơn chút đi. Được lắm, nhảy hay lắm, quay người lại đi, anh sẽ tặng em cái máy bay. Được, mở đầu của buổi Livestream rất náo nhiệt, làm thẻ trước đi. Tiểu Hồ Nương vừa nhảy lập tức được tặng quà, có điều đây chỉ là mở đầu, đều là một số món quà nhỏ mà thôi, một chiếc thẻ thành viên mới có 6 tệ, một cái like mới được 1 hào. Có điều cho dù ít ỏi như vậy nhưng bên Vương Đông Tuyết cũng không có. Mặc dù đối thủ là streamer nhan sắc, nhưng cô vẫn Livestream theo cách của riêng mình, bắt đầu dạy mọi người làm món cá om dưa. Bên dưới cũng bùng nổ bình luận. Streamer, cô đang làm cái quái gì vậy, bên kia sắp cởi sạch rồi, nếu cô còn như thế này nữa sẽ không có ai tặng quà đâu. Đúng vậy đấy, cho dù không nhảy nhót, dù gì cũng phải hát một bài hoặc biểu diễn tài nghệ chứ. Nấu ăn cũng được coi là tài nghệ sao, ha ha ha, thế này mà cũng đòi so bì với Tiểu Hồ Nương. Mau chết đi, bên Tiểu Hồ Nương cũng có không ít fan cứng,
vừa nhìn thấy đối thủ của idol mình lập tức chạy qua uy hiếp. Có người cũng cố ý hùa theo, lập tức chửi bậy. Bên tiểu hồ nương đã có rất nhiều quà, tính ra cũng phải trên nghìn tệ, nhưng bên Vương Đông Tuyết vẫn là con số không tròn chính, vô cùng thảm thương. Những cô dì chị em xem livestream của cô đều vừa xem vừa nấu ăn, không có thời gian tặng quà cho cô, còn đám đàn ông đó thì vô cùng bất mãn, vì thế đến quà miễn phí cũng không tặng. Nhìn tiến độ PK, Vương Đông Tuyết bất lực, xem ra hôm nay thua chắc rồi. Này, tôi bảo, nếu cô cởi áo ngoài ra, tôi sẽ tặng hỏa tiễn cho cô. Y siêu cấp là 2.000 tệ, nếu như thực sự có người tặng hỏa tiễn siêu cấp cho cô vậy thì lập tức có thể vượt mặt đối phương. Tuy nhiên Vương Đông Tuyết không để ý đến những bình luận kiểu này, chẳng thèm nhìn luôn. Cho dù không kiếm được mấy trăm, cô cũng sẽ không thỏa mãn yêu cầu của mấy tên biến thái này. Sắp hết thời gian rồi, bên tiểu hồ nương đã sắp được hơn 3.000 tệ tiền quà tặng rồi, còn Vương Đông Tuyết ngay cả quà miễn phí cũng rất ít, thắng bại đã phân rõ ràng rồi. Dòng chat trên màn hình có không ít người bắt đầu cố ý gây chuyện, lúc đầu tiểu hồ nương không đáp lại, sợ sẽ trở thành trò hề của mọi người. Có điều thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa, chắc chắn có thể lấy được 500.000 tệ rồi. Tiểu hồ nương mặc áo 2 giây, nói với vẻ mặt cợt nhả, khiêu khích. Thời đại này có nhiều người đúng thật là buồn cười, làm kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ, đã vào cái ngành này rồi, còn giả vờ ngây thơ đơn thuần gì chứ, tôi ghét nhất loại phụ nữ này. Đám fan cứng bắt đầu trả lời. Hồ nương bá đạo, nói đúng lắm, tôi cũng ghét cái cô Đông Tuyết bên kia giả vờ ngây thơ đơn thuần. Ghê tởm không cơ chứ. Ha ha, người ta đi theo con đường khác, nói không chừng lại có đại gia khẩu vị đặc biệt thích kiểu này. Tiểu hồ nương cười, các người ở đó mắng có tác dụng gì chứ, cô ấy cũng đâu có nghe. Cô ta giả vờ vô tình nói một câu như thế, nhưng mọi người đều hiểu. Được, chúng tôi lập tức sẽ đi. Hồ nương đại quân lên đường. Chưa đến một phút sau, kênh Livestream của Vương Đông Tuyết lập tức tăng lên mấy trăm người, vừa đến liền chửi rủa. Vô số lời mắng nhiếc ác ý rất khó nghe. Lúc đầu Vương Đông Tuyết không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó nhìn thấy nick của đám người này đều có tiền tố, rõ ràng là fan của tiểu hồ nương, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Thắng thì thắng, còn đến chửi người ta, đúng là quá đáng thật, ánh mắt Vương Đông Tuyết đỏ ngầu, có chút ấm ức. Cô quay đầu không nhìn dòng chat trên màn hình, tiếp tục nấu ăn. Tần Lâm nhíu mày, vị streamer đối thủ đúng là quá đáng. Chủ động xúi bảy đám đông đi chửi người khác. Vương Đông Tuyết từ đầu đến cuối chỉ làm nội dung livestream giống như ngày thường. Kết quả cái cô tiểu hồ nương này làm chuyện gián tiếp để đạt mục đích của mình đã đành, lại còn được voi đòi tiên. Vương Đông Tuyết thở dài một hơi, món ăn cũng sắp xong rồi, sau đó thì thử ăn, ngồi trước điện thoại, vừa cầm đũa lên đột nhiên có hỏa tiễn phi đến. Ban đầu cô sững sờ, sau đó mới phản ứng lại được, vội buông đũa xuống. Chắp hai tay trước ngực để thể hiện sự cảm kích. Cảm ơn hỏa tiễn siêu cấp của dì Phùng nhà họ Tần, xin cảm ơn. Vương Đông Tuyết không biết phải nên làm gì, cô mới làm streamer được mấy tháng, lần đầu tiên có người tặng hỏa tiễn siêu cấp, một món quà 2.000 tệ. Vương Đông Tuyết livestream một tháng trời, từ nền tảng mới kiếm được hơn 1.000 tệ tiền lương cứng, kết quả người dì này vừa ra tay đã tặng hỏa tiễn siêu tốc 2.000 tệ. Ngày thường người xem livestream của cô chủ yếu là những bà nội trợ, rất ít người khen thưởng, hôm nay là lần đầu tiên. Hơn nữa dì Phùng nhà họ Tần này vừa nhìn là biết đây chỉ là một bà dì bình thường, chắc là làm bảo mẫu cho người ta, không ngờ lại có thể thưởng nhiều như thế. Có khi nào ấn nhầm không? Vương Đông Tuyết vừa định khỏi có phải là ấn nhầm không, nếu như là vậy thì cô có thể trả lại. Kết quả lại là một chiếc hỏa tiễn, dòng chat trên màn hình lập tức bùng nổ. Mẹ kiếp, tên dì Phùng nhà họ Tần có lai lịch gì vậy? Nghe cái tên giống bà bảo mẫu thế, bây giờ bảo mẫu cũng nhiều tiền thế sao? Có khi nào chính là streamer, cô ta tự tặng hỏa tiễn cho mình, vì muốn thắng số tiền thưởng, cũng có khả năng đấy. Một hỏa tiễn siêu cấp mới có 2.000 tệ, về tay streamer còn một nửa, nhưng tiền thưởng hơn 500.000 tệ, người phụ nữ này cũng chịu chi đấy nhỉ? Chỉ bằng một sự phân tích đơn giản như thế. Mọi người lập tức hiểu ra, cô Vương Đông Tuyết này chắc chắn là tự tặng quà cho mình để thắng tiền. Cô này đúng là có dã tâm. Không được, đại quân hồ nương của chúng ta cố lên, mau tặng quà cho tôi đi. Một đám người lại trở về kênh livestream của tiểu hồ nương, sau đó bắt đầu điên cuồng tặng quà. Đương nhiên rồi,
đây chỉ là những món quà có vài tệ thôi, mặc dù số lượng lớn nhưng tiền cũng không tăng lên nhiều lắm. Giá trị quà tặng nhanh chóng tích được 10.000 tệ. Tiểu hồ nương cảm ơn díu dít, không ngừng cúi người, có ý để lộ ngực cho đám háo sắc đã mắt. Các anh giúp đỡ đi, con tiểu yêu tinh kia cố ý tặng quà để lên đầu bảng, mọi người giúp em ngăn cô ta lại đi. Dù sao kênh Livestream cũng có quản lý theo dõi, cô ta cũng không dám nói quá gắt, có điều cô ta đã công khai gọi Vương Đông Tuyết là tiểu yêu tinh, cách gọi này rất khó nghe. Mẹ kiếp, đối thủ lại được tặng hỏa tiễn siêu cấp, được 50.000 tệ rồi. Tần Lâm tặng hết hỏa tiễn này đến hỏa tiễn khác, lấn át bên tiểu hồ nương. Nhìn thấy số hỏa tiễn này, Vương Đông Tuyết sững sờ, chỉ biết cúi đầu cảm ơn dì Phùng. Dì Phùng nhà họ Tần này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vốn dĩ là PK ở trang đầu, hai bên lại có nhiều người tặng quà như thế, lập tức có rất đông cư dân mạng vào xem, bao gồm cả những người thanh niên trẻ ngày thường chỉ xem Livestream chơi game cũng vào xem. Dì Phùng đúng là đỉnh của chóp, xuất sắc, má nó, đừng có mà xem thường dì của cháu là đỉnh nhất. Dì ơi cháu không muốn làm việc nữa, muốn được bao nuôi. Nhìn thấy những bình luận thú vị này, Tần Lâm cũng cảm thấy khá thích thú. Chả trách lại có người tặng quà cho streamer, thì ra là cũng có niềm vui. Tiểu hồ nương đã không thể nào đối phó được, số fan cứng có tiền của cô ta cũng không nhiều, dựa vào khả năng tài chính của bọn họ cũng chỉ được đến thế này thôi. Tiểu hồ nương lén lấy một chiếc điện thoại khác, đặt bên ngoài ống kính, bắt đầu thao tác. Nếu cô tự tặng quà, vậy tôi cũng sẽ tự tặng quà. Dù gì tiểu hồ nương cũng là một streamer có chút fan, kêu gọi thêm vài người bạn giúp đỡ. Quà bên này lập tức bắt đầu được tặng đến. Hỏa tiễn siêu tốc không ngừng bắn ra, nhanh chóng tích được 50.000 tệ. Quân của hồ nương đúng là đỉnh thật, mọi người cố lên, đừng để con đĩ kia đuổi theo. Kênh Livestream hai bên bắt đầu tăng lên hơn triệu người xem, trước giờ kênh của Vương Đông Tuyết chưa từng có nhiều người xem như thế, được lên thẳng trang nhất. Nhìn thấy dì Phùng nhà họ Tần vẫn đang ra sức tặng quà, cô không chịu nổi bèn nói. Dì Phùng! Hay là chúng ta đừng, chữ đừng còn chưa nói xong, một chiếc du thuyền lướt qua màn hình. Hỏa tiễn siêu tốc là 2.000 tệ, du thuyền là 5.000 tệ. Từng chiếc du thuyền 5.000 tệ lao đến, tiết tấu cũng giống như vừa nãy. Lập tức giá trị quà bên Vương Đông Tuyết vượt qua 10.000 tệ. Tiểu hồ nương cau mày, người phụ nữ này đúng là chịu chi, vì muốn thắng 500.000 tệ mà tự tặng mình mấy chục nghìn tệ. Nhớ thua thì sẽ mất số tiền này. Mấy người bạn của tiểu hồ ly đều gửi tin nhắn đến cho cô ta. Có tặng nữa không? Có, tiểu hồ ly nghiến răng nghiến lợi, đã tặng quà đến mức này rồi, cô ta không tin, con danh con kia lại có nhiều tiền như thế. Các anh ơi, xử lý con tiểu yêu tinh kia giúp em với, không thể để cô ta gian lận thắng em được. Tiểu hồ nương vừa bảo người khác tặng quà, vừa uốn éo, lẳng lơ đòi quà. Nhưng đáng tiếc. Tốc độ thưởng tiền bên này thua xa tốc độ tặng du thuyền của Tần Lâm. Sắp hết giờ rồi, hai bên đã vượt qua 300.000 tệ. Tiểu hồ nương có chút hoài nghi, nếu cứ tiếp tục tặng quà, cho dù thắng được tiền cũng vô ích, nhiều nhất cũng chỉ hòa vốn thôi. Có điều nếu không tiếp tục tặng quà, vậy thì sẽ mất toi 300.000 tệ. Tiểu hồ nương đành tiếp tặng, chỉ còn lại chưa đầy một phút, để xem cuối cùng ai có khả năng kinh tế hơn. Cô ta không tin một streamer còn con lại có thể dùng 500.000 tệ để đấu với mình. Vương Đông Tuyết nhìn những chiếc du thuyền này, cô thấy rất khó xử. Dì Phùng, hay bỏ đi, nhiều tiền như thế cháu thấy ngại lắm. Vương Đông Tuyết không hề giả vờ, cô thực sự thấy rất ngượng ngùng. Một lát sau, có một dòng chat hiện lên. Cũng sắp đến giờ rồi, điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Trong mấy chục phút này, đây là lần đầu tiên dì Phùng nhà họ Tần nói chuyện. Mọi người lập tức gào thét. Dì Phùng đừng sợ, tiếp tục đi, sắp đến giờ rồi, dì Phùng cố lên. Dì Phùng đừng nản chí, để chúng nó biết được ai mới là đàn ông đích thực. Vương Đông Tuyết không giống đám người không những thích hóng dreamer mà còn đổ thêm dầu vào lửa kia, cô vội nói. Vậy dì Phùng có việc thì cứ đi ạ, hôm nay thực sự cảm ơn dì. Vừa dứt lời, đột nhiên trên màn hình xuất hiện một đống hình vẽ. Bản đồ kho báu, má nó. 100 bản đồ kho báu, phải tặng từng cái một, đúng là phiền phức thật, Tần Lâm trực tiếp tặng 100 bản đồ kho báu, lúc được hơn 500.000 tệ thì điện thoại sập nguồn. 100 tấm bản đồ kho báu này lập tức làm bùng nổ kênh Livestream. Con mẹ nó, đúng là đại gia,
Dì Phùng nhà họ Tần này chắc chắn là đại gia, tôi đoán cái tên này chỉ là đùa thôi, chắc chắn rồi, bảo mẫu nhà anh có thể tặng quà mấy trăm nghìn tệ không? Có khi nào là cậu ấm nhà giàu nào đó còn nhỏ tuổi nghịch điện thoại của bảo mẫu? Đúng là đỉnh, tặng xong quà là đi luôn, không thèm tiết lộ danh tính. Sau khi dì Phùng nhà họ Tần thoát khỏi kênh Livestream, trận đấu cũng kết thúc. Vương Đông Tuyết thắng áp đảo với số tiền hơn 500.000 tệ, thắng được 500.000 tệ tiền thưởng, hơn nữa kênh Livestream cũng đạt 1 triệu lượt theo dõi, trình độ ngang với những streamer hàng đầu, hôm nay cô thực sự đã trở thành chủ đề hot. Ngoài tiền thưởng 500.000 tệ ra, còn có số tiền thưởng của dì Phùng nhà họ Tần nữa, Vương Đông Tuyết lập tức từ không có gì trở thành người triệu phú. Vương Đông Tuyết mơ hồ, chẳng lẽ đây là ở hiền gặp lành sao? Tần Lâm mặc dù offline rồi, nhưng cả nền tảng Hồ Ngư đều đang thảo luận về tài khoản có tên dì Phùng của nhà họ Tần này. Mặc dù người xem Livestream khá đông, cũng có không ít người khen thưởng. Nhưng chẳng có mấy người như Tần Lâm đột nhiên khen thưởng tận mấy trăm nghìn. Hơn nữa đây là trận PK của nữ streamer, nên lập tức có chủ đề để nói. Vốn cho rằng có tên nhà giàu nào có sở thích kỳ dị, lấy tên dì Phùng nhà họ Tần để giả heo ăn thịt hổ, có điều khi mọi người điều tra thì phát hiện ra mọi chuyện không như vậy. Cái tài khoản dì Phùng nhà họ Tần này không phải tài khoản mới mà là tài khoản thường xuyên xem Livestream. Hơn nữa mấy kênh mà người này follow đều là kênh về ẩm thực, loại gì có, đủ loại từ ông chú, bà bác các kiểu. Nhưng cơ bản đều dạy nấu ăn. Từ sở thích của tài khoản này, có thể biết được đây có lẽ là một bà nội trợ, mỗi ngày đều nghiên cứu món ăn. Hơn nữa, nhìn cái tên dì Phùng nhà họ Tần giống như bảo mẫu của gia đình nào đó. Những phân tích này khiến cho cư dân mạng vô cùng kinh ngạc, thu nhập của bảo mẫu bây giờ cao đến vậy sao, có thể bỏ ra tận mấy trăm nghìn để khen thưởng cho streamer sao. Ngoài cư dân mạng, Vương Đông Tuyết cũng tra được một chút thông tin về dì Phùng. Phát hiện ra dì Phùng thực sự là fan của cô ấy, follow cô ấy từ lâu rồi, chỉ là lúc trước chưa từng khen thưởng, không biết lần này vì điều gì mà lại làm vậy. Chắc là vì người tốt sẽ gặp điều tốt, hôm nay Vương Đông Tuyết dù sao cũng được coi là làm điều tốt, mặc dù là hiểu lầm nhưng cũng được coi là cứu người mà. Nụ hôn đầu của cô ấy cũng mất luôn rồi đó. Trong khi Vương Đông Tuyết ở bên này đang rất vui, thì tiểu hồ nương ở bên kia lại nổi giận đùng đùng. Nếu không phải đang Livestream thì chắc cô ta đã mở miệng chửi bới rồi. Để thắng cô ta đã phải tự mình nạp không ít tiền, tổng cộng 300-400 nghìn, bây giờ lỗ hết rồi. Mặc dù cô ta có thể cầm một phần nhưng cũng lỗ đến gần 200 nghìn. Tiểu hồ nương tra tài khoản streamer của Vương Đông Tuyết, nhưng không cảm thấy có gì bất thường, nếu như thực sự là đại gia thì sẽ không khổ cực mà Livestream kiếm tiền. Con tiện nhân này nhất định không có nhiều tiền để tự tặng bản thân nhiều quà đến vậy, còn dì Phùng nhà họ Tần này cũng không phải tài khoản mới, trông có vẻ là fan của cô ấy, chắc đột nhiên uống nhầm thuốc, nên mới khen thưởng nhiều đến vậy. Đúng là ăn may, tiểu hồ nương gọi điện thoại cho quản lý, giọng nói nũng nịu. Anh Doãn à, sao em lại bị như thế, ghép cặp em với người lợi hại đến vậy, lần trước anh qua đêm ở chỗ em, đúng là uổng công em ở cùng anh một đêm. Anh Doãn ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ nói, anh cũng không có cách nào khác, anh đã cố ý ghép cặp em với streamer không hot, ai ngờ cô ta lại có đại gia khen thưởng, lần này em đen thật. Tiểu hồ nương bắt đầu nũng nịu, anh Doãn, em không muốn, anh giúp em nghĩ cách đi, người ta hết tiền rồi mà. Anh Doãn thực sự không biết làm thế nào, quyền trong tay anh ta có hạn, không thể làm loạn được. Thế này đi, anh lại sắp xếp cho em PK với người khác. Vẫn có thể lên trang đầu, tiền thưởng gấp 10, lần này anh sẽ chọn trong số các streamer mới, có điều em vẫn phải đút lót một chút tiền. Tiểu hồ nương vừa nghe xong liền có tinh thần, được, tí tiền không thành vấn đề, quan trọng là để em thắng. Ngoại trừ vấn đề tiền thưởng còn là vấn đề danh dự, chỉ có streamer thắng thì mới hot. Khi cô ta PK với Vương Đông Tuyết, mặc dù cũng được đưa lên vị trí gợi ý ở đầu trang, nhưng Vương Đông Tuyết thắng thì sau khi trận đấu kết thúc Vương Đông Tuyết vẫn sẽ tiếp tục ở đầu trang. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, lượng fan của cô ấy đã tăng thêm 200.000, điều này khiến cho tiểu hồ nương ghen tị, oán hận. Sau một loạt những động tác người khác không nhận ra, đối thủ ngày thứ hai của tiểu hồ nương đã được xác định là một streamer mới, chẳng có fan nào cả. Mặc dù cô ta liên tục được lên trang đầu trong 2 ngày, hơn nữa đối thủ còn là loại gamer. Điều này có thể khiến người khác lời ra tiếng vào,
có điều cô ta có thể dùng may mắn để giải thích, người khác cũng không có cách nào để nói. Tối ngày thứ hai, Tần Lâm đang ăn cơm, Diệp Văn Nhi gọi điện đến. Anh Tiểu Lâm, em mới lập một tài khoản Livestream mới, để Livestream y quán của chúng ta, anh lên xem đi. Tần Lâm sững sờ, được, vậy để anh xem. Tần Lâm không có tài khoản của Hổ Ngư, cũng lười đăng ký, liền dùng điện thoại của dì Phùng vào xem Livestream. Kênh Livestream được làm rất nghiêm chỉnh, tên là Y quán Hiên Viên, có điều chưa có dấu tích xanh, dù sao cũng là một y quán nhỏ không nổi tiếng, mọi người trên nền tảng Hổ Ngư cũng chẳng thèm quan tâm. Mặc dù chưa từng Livestream nhưng cũng xem qua streamer khác, vậy nên Diệp Văn Nhi Livestream cũng rất ra gì. Trong ống kính, Diệp Văn Nhi như một người dẫn chương trình, giới thiệu về nhân viên của y quán. Xin chào mọi người, đây là y quán Hiên Viên, tôi là bác sĩ thực tập của y quán Diệp Văn Nhi, vị đây là bác sĩ khám bệnh của chúng tôi Khổng Phàm Lâm, thầy Khổng Phàm Lâm là bậc thầy đông y, nằm trong top 10 cả nước, vô cùng lợi hại, từ ngày hôm nay, tôi sẽ Livestream tỉ mỉ chi tiết mọi thứ ở đây, hy vọng mọi người sẽ theo dõi. Diệp Văn Nhi vừa bắt đầu Livestream đã có một số người vào xem, dù sao cô ấy cũng có gương mặt xuất chúng, nên làm gì trông cũng rất đẹp. Có điều một lúc sau, mọi người vào xem liền phát hiện ra có hơi chán, bởi vì buổi tối không có nhiều bệnh nhân, nội dung Livestream là Diệp Văn Nhi đang thu dọn những vị thuốc đông y trong phương thuốc, nếu như có một số vấn đề mang tính chuyên ngành thì lại thỉnh giáo Khổng Phàm Lâm, người ngoài ngành nghe cơ bản chẳng hiểu gì. Chẳng bao lâu sau, Diệp Văn Nhi nhìn điện thoại, bên trên hiện ra thông báo PK. Ồ, hệ thống thông báo tí nữa tôi phải PK với một streamer khác, hình như thắng là có thưởng. Diệp Văn Nhi cũng không quan tâm, mấy thứ này cô ấy không hiểu, mở live streamer cũng không vì kiếm tiền, mà để quảng cáo cho y quán của bọn họ. Mấy phút sau, trận đấu bắt đầu. Diệp Văn Nhi vốn chẳng có ai quan tâm, kết quả trận đấu vừa bắt đầu đã có một đám người đổ vào xem. Người vào xem một phần là vì nhìn thấy trận PK ở phần giới thiệu của trang đầu, nhưng phần đông hơn là fan của Tiểu Hồ Nương. Vừa mới vào, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gamer, không cần xem nữa, thắng chắc rồi. Lần này thắng chắc rồi, Tiểu Hồ Nương của tôi may mắn thật, còn không thắng thì tôi sẽ Livestream ăn xít. Ha ha, streamer đối thủ hình như còn không biết chuyện gì đang xảy ra, có lẽ có còn chẳng biết PK là cái gì. Chúng ta có hơi bắt nạt người khác quá rồi nhỉ. Hồ Nương, nhớ nhường chút nhé. Nhìn thấy streamer đối thủ, Tiểu Hồ Nương cũng nở nụ cười nhạt. Ha ha, streamer mới cũng cần sự quan tâm của mọi người nhấn follow giúp cô ấy nha. Có vẻ như thắng chắc rồi, Tiểu Hồ Nương cao cao tại thượng, giả bộ như mình quan tâm streamer mới lắm. Tần Lâm nhìn Diệp Văn Nhi Livestream, kết quả không ngờ lại bắt đầu PK, hơn nữa đối thủ này. Đây chẳng phải là nữ streamer PK cùng Vương Đông Tuyết hôm qua sao? Phương pháp của Tiểu Hồ Nương cơ bản chẳng khác hôm qua, chỉ có điều thay quần áo khác, để thắng chắc hôm nay còn đặc biệt mặc bộ đồ cô gái thỏ. Hồ Nương, em xem cô gái đối thủ xinh đẹp thật, không thua kém gì em. Đúng vậy, còn là bác sĩ, nói chuyện nhẹ nhàng thật vừa nhìn là biết rất đơn thuần, tôi vừa làm thẻ, cô ấy còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Advertisement Vương Đông Tuyết hôm qua cũng chỉ là streamer bán thời gian, vậy nên khi cô ấy tỏ ra không quá quan tâm đến danh lợi thì lập tức sẽ có fan chửi cô ấy giả bộ đơn thuần ngay. Nhưng Diệp Văn Nhi không giống vậy, tài khoản mới đăng ký, hơn nữa không cần khen thưởng không cần follower, vừa vào đã chuyên tâm giới thiệu y quán, vừa nhìn là biết đây thực sự là người bình thường, chứ không phải người theo nghiệp streaming. Thêm tính cách dịu dàng, gương mặt xuất chúng. Lập tức thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Trong Livestream của Tiểu Hồ Nương thậm chí bắt đầu có người không ngần ngại mà khen ngợi, nhiều fan thấy người đẹp liền qua bên kia xem Livestream. Advertisement nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ, sexy của Tiểu Hồ Nương xong lại nhìn sang Diệp Vẫn Nhị, lập tức cảm thấy trong sáng, đáng yêu, thực sự khiến người người yêu quý. Tiểu Hồ Nương nhìn thấy lượng người xem Livestream ngày càng tụt giảm, lập tức nhíu mày. Lạnh lùng hừ một tiếng. Mấy người thực sự tin loại này sao? Đúng là buồn cười mà, cái loại thuần khiết này cũng chỉ là diễn mà thôi, diễn vẻ đơn thuần, các anh xem cô ta rõ ràng trang điểm kỹ càng thế kia cơ mà, người trẻ tuổi bây giờ có ai không biết Livestream để nhận quà, nhận thưởng chứ? Chỉ là một em gái mưu mô mà thôi, mấy người đừng có bị lừa.
Tiểu hồ nương nói như vậy, mấy fan cứng lập tức nhận ra. Đấy là em gái Mưu Mô, giả bộ đơn thuần, mọi người qua đó ném trứng gà đi. Ha, chỉ có thế thôi mà cũng dám so cao thấp với hồ nương của chúng tôi, đúng là buồn cười, rác rưởi. Ấy, em gái à, đừng giả vờ nữa, nhảy thoát y cho bọn anh xem đi. Tiểu hồ nương nói xong, có mấy người lập tức bắt đầu công kích ở hai kênh Livestream. Bầu không khí TH phần comment của Diệp Vấn Nhi TH bên kia vốn không tồi, còn thu hút được một số người làm công tác y học và một số sinh viên chưa tốt nghiệp xem. Kết quả một nhóm người đột nhiên xông vào chửi rủa, còn nói vô cùng khó nghe. Nhìn thấy mấy bình luận này, Diệp Vãn Nhi nhíu mày, cũng không biết nên làm thế nào. Tần Lâm cũng không vui, cô tiểu hồ nương này ngoài việc bôi nhọ người khác, phô trương sự lẳng lơ ra, dường như chẳng có bản lĩnh gì cả. Nói xong, một chiếc tên lửa cao cấp được gửi tới. Livestream lập tức sôi sục. Mẹ kiếp, dì Phùng lại xuất hiện, dì Phùng lại đến rồi. Có cơ hội nhìn thấy dì Phùng trong truyền thuyết, may mắn quá. Bóng dáng của dì Phùng đâu đâu cũng có, chẳng nhẽ dì Phùng là anti-fan của tiểu hồ nương. Ha ha, sự xuất hiện của dì Phùng nhà họ Tần lại lần nữa khiến mọi người quan tâm, hình như kẻ có tiền này còn được quan tâm hơn hai streamer kia. Hôm qua Tần Lâm vừa khen thưởng xong Vương Đông Tuyết, một người quyết định một trận PK có giá trị 500 ngàn. Hôm nay lại xuất hiện trong Livestream, đúng là khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, lần nào dì Phùng cũng đối đầu với tiểu hồ nương, điều này không thể không khiến mọi người hoài nghi, đây có phải là anti-fan của tiểu hồ nương hay không, nên mới cố ý đối địch với cô ta. Nhưng trên thực tế, mấy phán đoán này chỉ chợt xuất hiện thôi. Trận PK Livestream hôm nay và hôm qua đều được lên trang đầu, vậy nên từ trang đầu đi vào xem là chuyện rất bình thường, rất nhiều người trong bọn cũng không phải fan của tiểu hồ nương mà vẫn xem cả hai trận Livestream này. Tiểu hồ nương ở bên kia comment hiển thị đầy màn hình, dì Phùng nhà họ Tần này cứ như là kẻ thù của mọi người, tự nhiên bắt đầu có tiếng chửi bới khắp màn hình, tiểu hồ nương vừa nghe lập tức nhíu mày. Dì Phùng nhà họ Tần này từ đầu chui ra vậy. Con ả thối tha kia đáng ghét thật, sao cứ đối đầu với cô ta vậy? Nếu như là thiếu gia nhà giàu, biết đâu cô ta còn có thể ưỡn ẹo tạo dáng, thậm chí có thể nhắn tin vài câu, sử dụng mấy thủ đoạn mà người khác không nhìn thấy để giải quyết. Nhưng cái tên dì Phùng này vừa nghe liền biết đây là một người phụ nữ trung niên, hơn nữa còn là phú bà, khẩu vị của phú bà rất khó đoán định, cô ta cũng chẳng biết làm thế nào. Cô ta nhíu mày nói, mấy anh trai à, hôm qua em thua một trận. Hôm nay không muốn thua thêm nữa, phiền các anh giúp em được không? Tiểu hồ nương ở bên này hôm nay cũng thu được kha khá quà cáp, được hơn 5.000 rồi, có điều chút quà này căn bản chẳng ngăn nổi máy bay của Tần Lâm, ba chiếc máy bay được gửi đến, lật ngược thế trận. Tiểu hồ nương hơi hoảng, hôm qua cô ta nhìn thấy sự lợi hại của dì Phùng, dựa vào khả năng tài chính của cô ta e rằng đấu không lại người này. Hôm qua đã thua một lần rồi, nếu như hát thua tiếp, thì dù có là quản lý thì cũng không thể làm gì được, e rằng sau này cô ta khó mà lên được trang đầu. Không được, hôm nay nhất định phải thắng. Tiểu hồ nương rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Anh Hồ, chẳng phải anh vẫn luôn muốn hẹn em sao, hôm nay em có chút chuyện cần anh giúp đỡ, nếu anh có thể giúp em ở bên anh một tuần. Bỏ điện thoại xuống, chẳng bao lâu sau, anh Hồ đã nhắn lại. Ok, quyết vậy nhé, em cần giúp chuyện gì? Anh Hồ này là một thiếu gia có tiền follow tiểu hồ nương khá lâu rồi, mặc dù có tiền nhưng xấu trai quá, tiểu hồ nương vẫn luôn không đồng ý hẹn hò với anh, bây giờ gặp chuyện này liền muốn mượn tay anh ta, cùng lắm thì lên giường với anh ta vài lần là được. Anh Hồ, em đang Livestream PK ở trang đầu, đối thủ là người có tiền, hôm qua khen thưởng tận 700-800.000 lận. Ha ha, chỉ là 700-800.000 mà thôi, chuyện nhỏ. Nói xong, anh Hồ liền đăng nhập vào tài khoản. Tặng 50 quả tên lửa trong Livestream. Mẹ kiếp, anh Hồ tới rồi, hôm nay anh Hồ hào phóng thế, một lúc tặng liền hơn 50 quả tên lửa. 50 quả tên lửa, mỗi quả 100.000, nhấn một cái là 100.000, đúng là có chút bản lĩnh. Tiểu hồ nương giả bộ kinh ngạc, ối. Là anh Hồ hào phóng quá, em xin cảm ơn anh nha. Nhìn thấy anh Hồ tặng tên lửa, trong lòng cô ta đã biết trước. Anh Hồ này hình như là ông chủ của công ty nào đó, có địa vị, hơn nữa nhớ nhung cô ta rất lâu mà vẫn chịu chi tiền, đây không phải loại mà dì Phùng nào đó có thể so sánh.
Đối với màn PK của hai bên, Diệp Văn Nhi hoàn toàn không quan tâm, cho dù là Tần Lâm gửi quà đi chăng nữa, cô ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn tự mình livestream. Số điểm cao thấp rõ ràng, tiểu hồ nương nở nụ cười đắc ý, lạnh lùng hừ một tiếng. Quân chính quy của chúng ta vẫn mạnh nhất, mấy kẻ đi đường ngang ngõ tắt biết đâu đằng sau còn làm giao dịch bẩn gì ấy. Rõ ràng là cô ta làm mấy giao dịch bẩn, nhưng lại ác ý nói người khác làm vậy. Anh Hồ cũng comment trên màn hình, mọi người yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, chẳng ai thắng nổi hồ nương của chúng ta. Anh Hồ bá đạo thật, đây mới là đại gia chứ, cho dì Phùng ở bên kia mở rộng tầm mắt. Được, tôi cũng sẽ dùng năng lực bé nhỏ của bản thân tặng một quả tên lửa. Trong một khắc, dân tình bên đây phấn chấn, sôi máu lên. Tuy nhiên máu chưa sôi được mấy, giá trị phần quà của Diệp Văn Nhi đã nghiền ép phía đối thủ. Đối phương tặng 100 bản đồ kho báu, cũng 500.000, dì Phùng này ra tay ác thật, bản đồ kho báu đâu phải rau cải trắng đâu. Nói tặng là tặng, món tiền thưởng này tận 500.000, streamer đối thủ cũng có tí vốn ấy nhỉ. Vốn gì chứ, còn chưa thấy à, dì Phùng kia thực sự là kẻ có tiền đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.